Vù vù. Trong phút chốc, một ngọn lửa đã hùng dũng bay được mấy mét. Sau đó, ngọn lửa rực cháy trong nháy mắt đã bị dập tắt trong tay của Nam Thúc. Xì. Lục Lâm Thiên đang đắc ý, thì chợt thấy ở phía trên Nam Thúc được bao vây bởi một tầng nước, rồi từng lớp nước đổ xuống dưới, ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Chút tài mọn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trên mặt tựa như là một vết bẩn màu đen, chắc là bị ngọn lửa lướt qua để lại. Nhớ kỹ, linh lực cực mạnh, nó sẽ tấn công trực tiếp vào linh hồn của người, chứ không phải thể chất bên ngoài. Linh giả lúc cận chiến, nếu không chú ý, thì có thể tạo cho đối phương cơ hội để tấn công, về sau hãy hết sức chú ý. Nam Thúc nghiêm mặt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Con biết rồi, Nam Thúc. Lục Lâm Thiên đáp, mình là linh vũ song tu đích thực, khi cận chiến khả năng đánh được linh giả cũng khá lớn. Bất quá, đôi khi bị đánh bất ngờ, người cũng có thể thi triển một chút chiêu thức, nhưng nhớ kỹ, thực lực của ngươi nhất định phải che giấu. Nếu mà thực lực của ngươi bị lộ, thì sẽ có rất nhiều người muốn ngươi chết, và đó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với ngươi. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lời nói của Nam Thúc là hoàn toàn đúng, nếu thực lực bị lộ bên ngoài, thì con đường về sau của mình sẽ rất nguy hiểm. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, nhất định mình cần phải có một quân át chủ bài. Tính đến hôm nay đã là một tháng, ngươi đã qua cửa rồi, về sau, ngươi không cần tới nơi này nữa. Sau đó Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, thấm thía mà nói. Nam Thúc, con còn kém lắm, còn có rất nhiều thứ con muốn Thúc dạy cho. Lục Lâm Thiên nói. Nhớ kỹ, một cường giả là phải dựa tự mình rèn luyện mà đạt được, và tuyệt đối không phải là qua dạy dỗ. Bây giờ, ngươi cũng là linh sĩ, vũ sĩ, coi như là ngươi đã vào hàng ngũ linh giả, con đường về sau của ngươi còn rất dài, cũng chỉ đủ cho ngươi một mình bước đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con hiểu rồi. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử của ta, nhưng cuốn đan kinh này ta vẫn giao cho ngươi. Đây chính là công sức học tập cùng với cách luyện đan của nửa đời người của ta, còn có tư liệu về dược liệu, về sau đối với ngươi, chắc sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy. Nam Thúc nói xong, sau đó giao cho Lục Lâm Thiên một ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc. Lục Lâm Thiên nhận lấy ngọc giản rồi nói. Về sau, khi ra hậu sơn luyện chế đan dược thì hãy cẩn thận một chút, ở Lục gia còn có khoảng 1-2 người có chút thực lực, người thường xuyên đi tới đó, sẽ khó tránh khỏi bị phát hiện. Trừ khi, người có ý định dừng lại, nhưng bây giờ, thực lực của ngươi cũng không đủ, nên tốt nhất hãy dừng lại trong khoảng thời gian này. Về phần Thiên Bảo Môn, địa vị đằng sau cũng không đơn giản, người tới kết giao, cũng nên để mắt tới. Nam Thúc lần nữa nói. Lục Lâm Thiên trong lòng ngạc nhiên, vì ngay từ đầu, tất cả mọi hành động của mình cũng bị Nam Thúc quan sát. Sau đó Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng có sự cảnh giác với Thiên Bảo Môn. Được rồi, về sau ngươi với ta không còn có quan hệ, ngươi làm thiếu gia của ngươi, ta làm người hầu của ta, nhớ kỹ, không được tới quấy rầy ta, nếu không, ta sẽ làm thân ngươi tàn phế. Nam Thúc thần sắc trầm xuống, nghiêm mặt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhưng Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đang định nói cái gì đó, thì ngay lập tức bị Nam Thúc ngắt lời nói. Ta đi trước, về sau ngươi phải tự dựa vào chính mình. Nam Thúc nói xong, sau đó hướng ra ngoài mật thất. Bịch, bịch, bịch. Lục Lâm Thiên quỳ gối trên mặt đất dập đầu 3 cái, nói. Nam Thúc, mặc dù người không thu nhận con, nhưng ở trong lòng con, người chính là sư phụ của con. Bóng dáng Nam Thúc nhìn như là hơi khựng lại, sau đó đi ra hẳn bên ngoài mật thất. Bây giờ, có thể ánh mắt của Nam Thúc hiện lên chút sự an ủi. Ngây người trong mật thất một lát, sau đó Lục Lâm Thiên đi ra ngoài rồi đóng mật thất lại, trở về đình viện, hôm nay trở về cũng sớm, chắc chỉ hơn kém 1 giờ một chút. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, rất ngắn ngủn, nhưng lại có rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có ý đi ngủ, bây giờ mình cũng đã đạt được như nguyện vọng trở thành vũ giả, cũng là linh vũ song tu, con đường về sau, phải có dựa vào chính mình rồi. Lục gia. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, sớm muộn thì mình cũng phải đối diện với Lục gia một lần. Nên bây giờ, mình cũng nên sắp xếp cho mẫu thân rời khỏi đây, chỉ là, mình cần thêm một chút thời gian, lúc đó mình hẳn có thể sắp xếp được. Sau đó Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, âm dương linh vũ quyết cũng là huyền ảo vô cùng, có thể đồng thời tu luyện chân khí cùng linh khí,
đột nhiên không khí xung quanh Lục Lâm Thiên xuất hiện một năng lượng chui vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hóa thành chân khí cùng linh khí. Bây giờ, mình đã tu luyện đắc đạo chân khí cùng linh khí, kết hợp với luyện hóa quán đính đan, không thể nghi ngờ là Lục Lâm Thiên đã tiến bộ nhanh chóng mặt. Cho đến lúc này, Lục Lâm Thiên mới hiểu rõ được lời Nam Thúc nói, nếu tu luyện bình thường thì mình mất 100 năm để đạt vũ sư cũng là không tệ rồi, tự mình tu luyện hiện, tốc độ gia tăng chân khí và linh khí có thể nói là như người bình thường rồi. Cứ như thế đến 6 giờ sáng, sắc trời sáng rõ, Lục Lâm Thiên nghe thấy tiếng mẫu thân mình đi đến phòng giặt quần áo. Dừng việc tu luyện lại, rồi từ trong đan điền, Lục Lâm Thiên từ từ thở ra một ngụm trọc khí, một đêm tu luyện, mặc dù là chậm, nhưng vẫn có một ít thu hoạch, có chút ít còn hơn không. Hôm nay phải làm gì đây? Lục Lâm Thiên nhẹ nói, nhận ra trong khoảng thời gian này, mình thật đúng là chẳng có sự tình gì để làm. Công tử! Thanh âm có chút vội vã của Lục Tiểu Bạch truyền đến, dường như đang sốt ruột chuyện gì đó. Chuyện gì thế? Tiếng Lục Lâm Thiên vừa hạ xuống Lục Tiểu Bạch đã từ ngoài phòng vọt vào trong, thở hồng hộc. Lục Lâm Thiên nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Bạch, thần sắc có chút kinh ngạc. Lúc này, trên người Lục Tiểu Bạch, bộ y phục người hầu cấp thấp cũ nát đã không thấy, thay vào đó là một bộ áo choàng màu xanh da trời mới tinh, trên bờ vai còn có một ký hiệu, đó là biểu tượng cho thân phận tiểu tổng quản. Công tử, ta bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch vừa vào phòng đã vội vàng nói. Cái gì bị phát hiện rồi hả? Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Tiểu Bạch nói. Buổi tối hôm qua, khi ta tu luyện hỏa lang quyết đột phá đến vũ đồ đã gây nên sự chú ý, đại gia đến thẩm tra ta. Lục Lâm Thiên biết rõ đại gia trong miệng Lục Tiểu Bạch là đại bá của mình ở thế giới này, cũng là dưỡng phụ của Lục Vô Song, làm người cũng không tệ lắm, khi mình còn bé cũng thường xuyên quan tâm mình. Thẩm vấn ngươi cái gì? Lục Lâm Thiên liền vội vàng hỏi, lo lắng mình có bị bại lộ hay không, không bại lộ là tốt nhất, bằng không mình sẽ gặp phải phiền phức rồi. Lục Tiểu Bạch nói, đại gia thẩm vấn ta trở thành vũ đồ như thế nào, ai dạy ta tu luyện, nhưng ta chưa nói cái gì, ta sẽ không bán đứng công tử đâu. Ta nói với ông ấy, trong lúc tình cờ gặp được quý nhân, người đó dạy ta tu luyện nhưng lại bắt ta không được cho ai biết. Nói xong Lục Tiểu Bạch còn mỉm cười, tựa hồ đối với cách xử lý của mình cảm thấy rất mỹ mãn. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, bây giờ mình chưa thể bị lộ tẩy, nếu lộ ra quả thật rất phiền phức. Sau đó thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi, một người hầu cấp thấp không thể trở thành vũ giả bỗng nhiên lại trở thành vũ giả, người của Lục gia tất sẽ hỏi nhiều hơn, không có khả năng dễ dàng buông tha. Sau đó gia chủ cùng nhị cô gia, tứ gia đều đến, họ hỏi ta quý nhân đó là ai? Cuối cùng ta không có cách nào đánh nói đó là người đến vô tung, đi vô ảnh, chỉ có ông ấy đến tìm ta chứ ta không biết tìm ông ấy ở đâu. Vì vậy họ cũng không hỏi nhiều nữa, lại thăng cấp cho ta thành tiểu tổng quản, để ta đến tiền viện, nhưng ta nói ta không cần chuyển, làm việc ở hậu viện rất tốt. Lục Tiểu Bạch nói, ở tiền viện không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, Tiểu Thúy cũng ở đó. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, khi Lục Tiểu Bạch trở thành vũ giả thì Lục gia ắt sẽ coi trọng hắn, được thăng cấp làm tiểu tổng quản cũng là chuyện bình thường. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng tự nghĩ, xem ra sau này khi tu luyện phải cẩn thận một chút mới được, bây giờ chưa phải lúc để người Lục gia biết. Công tử, người ở hậu viện thì ta làm sao đi tiền viện được, trừ phi cùng đi. Tiểu Thúy kia ta cũng vừa gặp nàng, nàng còn chào hỏi ta nữa. Lục Tiểu Bạch nói. Nghe được Lục Tiểu Bạch nói như thế, Lục Lâm Thiên cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ nói. Về sau cẩn thận một chút, ở đây có hai viên quán đính đan, ngươi ăn vào, đối với việc tu luyện của ngươi sẽ có lợi không ít. Nếu bị người khác phát hiện quán đính đan này, không được cho ai biết ta đưa cho ngươi, phải nói là do quý nhân kia cho. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cho Lục Tiểu Bạch hai viên quán đính đan để Lục Tiểu Bạch mau tiến bộ. Nhưng trong thời gian này Lục gia nhất định chú ý tới Lục Tiểu Bạch. Nếu phát hiện Lục Tiểu Bạch có quán đính đan thì nhất định sẽ càng hứng thú với hắn, đến lúc đó sẽ không có ai chú ý tới mình sẽ an toàn hơn một chút. Công tử, đan dược này rất quý a. Lục Tiểu Bạch tiếp nhận đan dược nói. 50 kim tệ, có tiền cũng không mua được, quý nhưng không đắt. Lục Lâm Thiên trợn mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái, hiện tại quán đính đan mà mình luyện chế đã có ra 60-70 kim tệ một viên rồi. Lục Lâm Thiên tính toán phải cho Thiên Bảo Môn tăng giá nữa. Đắt như vậy sao?
50 kim tệ đối với Lục Tiểu Bạch mà nói chẳng khác gì núi vàng núi bạc. Người vẫn nên tu luyện cho tốt đi, chớ có lười biếng. Lục Lâm Thiên nói. Đúng rồi công tử, gia chủ cho ta đến vũ các chọn vũ kỹ, ta phải đi trước. Lục Tiểu Bạch nói, đã trở thành vũ đồ thì không có vũ kỹ là không được. Đi đi. Lục Lâm Thiên ý bảo nói, gia chủ của Lục gia chính là phụ thân của thân thể này, trong trí nhớ của hắn người này cũng không xuất hiện quá nhiều. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút tò mò, chẳng lẽ người này thật sự đối với cốt nhục mình thân sinh không thèm quan tâm chút nào. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời khỏi, Lục Lâm Thiên ngẩn người một hồi sau đó thu thập một chút mới ra đình viện, đang định đến Thiên Bảo Môn một chuyến thì gặp Lục Vô Song đến đình viện tìm. Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lục Lâm Thiên hơi sững sờ, từ lần xấu hổ trước, sau khi nghĩ thông suốt hắn đã vứt bỏ sự xấu hổ này, đường đường là thân nam nhi bị nữ nhân nhìn thấy thì sao, dù sao cũng không thiệt thòi. Thế nhưng Lục Vô Song lại không được như vậy, dường như cứ gặp Lục Lâm Thiên là tránh không nói đến chuyện ngày đó, hai má lập tức đỏ lên, ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống. Lâm Thiên, còn 7 ngày nữa là sang năm mới, để có rảnh cùng ta ra ngoài sắm chút đồ không? Có rảnh. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nhớ tới đúng là sắp sang năm mới rồi, mình cũng nên mua cho mẫu thân vài bộ y phục mới, về phần kim tệ, bây giờ mình cũng không thiếu, những ngày này bán dược liệu cho Thiên Bảo Môn mình cũng thu lợi được không ít. Lục Vô Song đáp nhẹ một tiếng, bước đi, hai người lập tức cùng đi ra ngoài Lục gia. Lục Vô Song mang theo Lục Lâm Thiên đi ra bằng cửa chính, có Lục Vô Song ở đó những người hầu gác cửa cũng không dám có ý kiến gì. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không để ý, cửa trước hay cửa sau của Lục gia đối với hắn cũng không khác biệt gì. Còn về ánh mắt của nô bộc hắn căn bản không thèm quan tâm, đến một ngày bọn họ biết hắn là vũ giả chắc hẳn sẽ lại quay ra nịnh nọt thôi, loại mắt chó nhìn người như vậy kiếp trước hắn cũng gặp nhiều rồi. Sau khi rời khỏi Lục gia, hai người đi đến đường phố trong thị trấn, người qua lại hối hả, vô cùng náo nhiệt, như vậy lại khiến Lục Vô Song tạm thời quên đi sự xấu hổ. Tâm tình dường như cũng không tệ, đi qua dòng người, váy dài thướt tha quấn lấy thân hình xinh đẹp cộng thêm ngũ quan hoàn mỹ cùng khí chất xuất chúng đã dẫn đến không ít ánh mắt, nhiều nam nhân không nhịn được mà nuốt nước miếng. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú lên người Lục Vô Song, trong lòng cũng khẽ giật mình, mỗi lần nhìn thấy Lục Vô Song đều cảm thấy mới mẻ. Lâm Thiên, ngươi thấy đôi giày này thế nào? Đi vào trong một cửa hàng, Lục Vô Song cầm lên một đôi giày màu đen hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nhưng giày này dường như là giày nam mà. Đệ thích không, đệ đi vào hẳn là vừa vặn. Lục Vô Song đánh giá đôi giày trong tay sau đó lập tức nói với chủ tiệm. Chủ tiệm, giúp ta bọc lại, lát nữa đưa đến Lục gia. Vâng, Lục tiểu thư. Lục Vô Song dường như là khách quen ở đây, một trung niên có thân hình mập mạp lập tức đi tới, ánh mắt đánh giá Lục Lâm Thiên. Thấy Lục Vô Song mua giày cho Lục Lâm Thiên thì không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Lục Lâm Thiên muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi không nói, hình như mình cũng cần một đôi giày mới thì phải. Chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nói với Lục Lâm Thiên, sau khi rời khỏi cửa hàng này hai người lại đi dạo đến vài cửa tiệm trên phố, giúp La Lan Thị mua vài bộ xiêm y. Mỗi lần Lục Lâm Thiên muốn tính tiền, Lục Vô Song lại dành trước làm Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ không thôi. Thiên Bảo Môn. Lâm Thiên, đang muốn mua binh khí, để cùng ta đi nha. Trong lúc bất chi bất giác hai người đã đi tới Thiên Bảo Môn. Vô Song tỷ, Lục gia không bán binh khí sao? Lục Lâm Thiên khó hiểu. Trên phương diện binh khí Lục gia không bằng Thiên Bảo Môn, chúng ta đi xem cũng không sao. Lục Vô Song nói xong lập tức đi vào Thiên Bảo Môn. Hai vị cần mua thứ gì? Hai đại hán trước cửa Thiên Bảo Môn nhìn thấy Lục Vô Song thì gật đầu hỏi. Trước kia hai người thấy Lục Lâm Thiên cũng cung kính xưng hô là Lục thiếu gia, hôm nay lại giả bộ như không biết. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng suy đoán, xem ra người của Thiên Bảo Môn đã sớm được căn dặn không được để lộ việc mình thường xuyên đến Thiên Bảo Môn A. Trải qua một tháng thời gian, Lục Lâm Thiên cũng biết, Thiên Bảo Môn quả thật muốn tính toán mình, mỗi lần đều như vô tình thăm dò xem mình có phải linh giả hay không, hoặc hỏi xem sau lưng mình có linh giả tồn tại hay không. Đối với Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên đã rất quen thuộc, hai người đến nơi chuyên mua bán binh khí, Lục Vô Song cầm lên một trường kiếm màu xanh nhạt. Keng! Rút kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm minh truyền ra, thân kiếm dài 3 thước, tỏa ra hàn quang,
một tia sáng lóe lên chạy dài trên thân kiếm. Không tệ. Lục Lâm Thiên tốt xấu gì cũng thảo luận với Nam Thúc không ít tri thức về binh khí, tuy còn chưa luyện chế ra binh khí nhưng nhìn xem cũng có thể đánh giá được một chút, thanh trường kiếm này tuyệt đối không kém. Kiếm này ta muốn rồi. Đúng vào lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến, lập tức một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên. Nhìn người vừa đến, sắc mặt Lục Vô Song hơi đổi. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn về bóng hình xinh đẹp vừa xuất hiện, đây là một nữ tử xinh đẹp, so với Lục Vô Song cũng không kém bao nhiêu, da thịt trắng nõn như ngọc, dung mạo cũng coi như xinh đẹp. Bộ cẩm bào buộc vòng quanh thân hình đầy đặn, thoạt nhìn vô cùng kiều mỹ mê người, lại mang thêm vài phần thành thục, so với Lục Vô Song thì gợi cảm hơn một chút. Đặc biệt là khi nàng tức giận, khóe miệng cong lên, bờ môi căng mọng phất hồng, như vậy quả thực càng khiến cho nam nhân bị upsilon. Lục Lâm Thiên nhìn có chút sững sờ, nữ nhân này tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn nhưng sự gợi cảm của nàng khiến tất cả nam nhân phải chú ý, cũng khiến tâm hồn nam nhân bị lay động. Loại nữ nhân này dường như vì nam nhân mà tồn tại. Lục Lâm Thiên không nhìn được cũng nhìn vài lần, đặc biệt là đôi chân của nàng, mặc dù không phải quá thon dài nhưng lại mềm mại, mượt mà, trắng nõn, hơn nữa phong cảnh trước ngực làm người ta khó mà rời mắt. Yêu nghiệt a. Lục Lâm Thiên nói thầm, nữ nhân này tuổi không lớn nhưng không nghĩ tới đã yêu nghiệt đến mức độ này, đây tuyệt đối là vưu vật. Nếu qua 2 năm nữa đoán chừng càng khiến nam nhân chạy theo không ngừng. Lại nhìn sau lưng nàng ta, có một thanh niên mặc hoa phục, tuổi khoảng 22, 23, dáng người cao gầy, gương mặt trắng nõn, nhìn qua cũng có vài phần tuấn tú nhưng Lục Lâm Thiên có cảm giác tên này là một tiểu bạch kiểm thì đúng hơn. Dương Mạn, ta thích thanh kiếm này. Ta đã muốn mua nó. Lúc này, Lục Vô Song nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt có chút trầm xuống, xem ra hai người đã sớm quen biết. Ngươi vừa ý nhưng ngươi chưa có mua, ta nói muốn mua trước, thanh kiếm này ta muốn mua rồi, ngươi chọn cái khác đi. Nữ nhân tên là Dương Mạn nói, trong đôi mắt đẹp mang một tia lạnh lẽo, dường như đang cố tình gây khó dễ cho Lục Vô Song. Thanh kiếm này nằm trong tay ta, tất nhiên là ta đã muốn lấy nó. Lục Vô Song nói, không ngờ Vô Song tiểu thư cũng thích thanh kiếm này, vậy xem ai trả giá cao thì sẽ mua được. Thanh kiếm này dường như có giá 160 kim tệ, ta trả 200 kim tệ thế nào? Lúc này người thanh niên mặc hoa phục kia chợt nói, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song, một ánh mắt không có ý tốt. Vương Lương, người muốn ra giá bao nhiêu thì ra, thanh kiếm này ta muốn rồi. Lục Vô Song nhìn thanh niên nọ. Cắn răng nói. Lục tiểu thư, Dương tiểu thư, Vương thiếu gia, hóa ra là các vị, đón tiếp chậm trễ xin các vị thứ lỗi. Một giọng nói truyền đến, Lục Lâm Thiên không cần quay đầu lại cũng biết người nói là Vũ chấp sự của Thiên Bảo Môn. Lời nói rơi xuống Vũ chấp sự đã đến bên cạnh bọn họ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên Vũ chấp sự chỉ kín đáo đưa một ánh mắt xem như chào hỏi, cũng không chú ý tới hắn. Vũ chấp sự, người tới đúng lúc, ta muốn mua thanh kiếm này. Vương Lương nói, cái này, Vũ chấp sự nhìn một lượt qua mấy người, sự việc xảy ra vừa rồi dường như cũng đã biết, chỉ là chưa biết giải quyết ra sao. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nói nhỏ một tiếng, buông thanh kiếm trong tay xuống quầy, nhìn thanh kiếm, trong ánh mắt có chút thất vọng, dường như cũng để tâm nhưng lại không muốn tranh chấp cùng hai người kia. Lục Vô Song, người thức thời là tốt rồi, muốn cùng ta tranh giành sao? Nằm mơ. Lần trước ngươi thắng ta, sau này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dương Mạn khẽ cười một tiếng, lập tức đắc ý liếc Lục Lâm Thiên, nói. Đây không phải là thiếu gia phế vật của Lục gia sao? Một dưỡng nữ, một phế vật, quả là tuyệt phối a. Dương Mạn, ngươi nói gì? Sắc mặt Lục Vô Song lập tức đỏ lên, mở to mắt nhìn Dương Mạn mắng. Ta nói cái gì, chẳng lẽ nói sai sao? Một dưỡng nữ, một phế vật của Lục gia. Hừ. Dương Mạn hừ lạnh một tiếng. Chuyện của Lục gia ngươi cũng thích xía vào sao? Cái này hình như không liên quan gì đến ngươi a, Dương tiểu thư, không phải ngươi thích thanh kiếm này sao? Vậy thì tiện cầm đồ của ngươi đi thôi, mặc kệ ngươi tiện thế nào chúng ta cũng không quản ngươi. Lục Lâm Thiên hơi tiến lên, cầm thanh kiếm Lục Vô Song vừa buông ném về hướng Dương Mạn, nói nhỏ. Quả nhiên là tiện, thật sự quá tiện a. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Người dám mắng ta.
Dương Mạn không tự chủ được đỡ lấy thanh kiếm Lục Lâm Thiên ném sang, khi phục hồi lại tinh thần thì lập tức giận dữ vô cùng. Lục Lâm Thiên nói một lời hai nghĩa, khi nói đến chữ tiện thì đặc biệt nhấn mạnh, ai nghe cũng có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Ta mắng gì, mắng ngươi bao giờ? Lục Lâm Thiên nhìn Dương Mạn, lời nói nhàn nhạt nhưng mang theo một cỗ lạnh ý. Ngươi nói ta tiện. Lời nói của Dương Mạn rơi xuống thì lập tức ngừng lại, phát hiện ra mình bị gài bẫy thì hằm hằm nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lục Lâm Thiên thì không khỏi lảng tránh một chút. Kiếm không phải trong tay ngươi đó sao, cầm tiện của ngươi về nhà. Lục Lâm Thiên khẽ nói, sau đó lập tức chỉ vào một thanh trường kiếm màu xanh sau quầy rồi nói với Vũ chấp sự. Kiếm kia ta lấy, thanh toán vào tên ta. Vâng, Lục thiếu gia. Vũ chấp sự không nhiều lời, nhanh chóng cầm thanh kiếm màu xanh giao cho Lục Lâm Thiên. Thanh kiếm màu xanh treo trên vách tường này có tên là Thanh Nguyệt Kiếm, do cường giả Linh Phách dùng tinh thạch ngàn năm luyện chế, có giá bán là 8.600 kim tệ. Thanh kiếm vừa rồi Lục Vô Song chọn là thanh kiếm do linh sĩ dùng hàn thiết trăm năm luyện chế, giá bán chỉ có 160 kim tệ mà thôi, chênh lệch giữa hai thanh kiếm này phải hơn 50 lần. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Dương Mạn cùng Vương Lương lập tức trở nên khó coi. Giá tiền của Thanh Nguyệt Kiếm hai người đều biết rõ, nếu là mấy trăm, 1.000 kim tệ thì bọn họ cũng có thể bỏ ra được, nhưng 8.600 kim tệ thì không có cách nào lấy ra được. Lục Vô Song cũng kinh ngạc. Thanh kiếm này nàng đã sớm nhìn thấy nhưng giá tiền thì nàng không đủ sức mua. Trong trấn Thanh Vân này số người chịu bỏ kim tệ ra mua kiếm này tuyệt đối không nhiều, cho dù có cũng là người của đại gia tộc, nhưng các gia tộc trong trấn Thanh Vân chỉ sợ cũng tiếc bỏ ra 8.600 kim tệ để mua một thanh kiếm. Mà nhưng người cùng lứa trong thế hệ trẻ của các gia tộc thì càng không mua nổi. Tuy nàng là một trong số những hậu bối được sủng ái ở Lục gia nhưng số kim tệ bình thường Lục Vô Song có thể sử dụng cũng không vượt quá 300 kim tệ, mà 300 kim tệ đã là con số không nhỏ, đây chính là tiền công một năm của 600 nô bộc rồi. Lâm Thiên, được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, Thanh Nguyệt Kiếm này, nếu nói nàng không thích là giả, thân là vũ giả làm gì có chuyện không yêu binh khí. Huống chi là nàng tu luyện vũ kỹ là kiếm kỹ. Như vậy thì càng ưa thích Thanh Nguyệt Kiếm, một thanh kiếm do cường giả Linh Phách luyện chế, trong trấn Thanh Vân này, người có được binh khí do Linh Phách luyện chế cũng không có mấy người. Vô Song tỷ, cầm lấy. Lục Lâm Thiên đem Thanh Nguyệt Kiếm giao cho Lục Vô Song, sau đó nói với Vũ Chấp Sự. Vũ Chấp Sự, sổ sách này qua mấy ngày nữa ta qua tính toán được chứ? Không có vấn đề, Lục thiếu gia lúc nào đến cũng được. Vũ Chấp Sự trả lời. Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên thỏa mãn cười, vừa rồi trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, 8.600 kim tệ a, nếu hôm nay Thiên Bảo Môn không cho mình ký sổ thì mặt mũi sẽ mất hết. Lục Vô Song sửng sốt một chút, cầm Thanh Nguyệt Kiếm trong tay nhìn Lục Lâm Thiên đã đi ra ngoài, cuối cùng chỉ biết nghi hoặc đi theo sau lưng hắn. Lục Vô Song, sang năm ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc là ai mới là người mạnh hơn. Nhìn chăm chú theo hướng Lục Vô Song rời đi, trong mắt Dương Mạn dâng lên một tia lạnh lùng. Lâm Thiên, tại sao đệ mua thanh kiếm này, nó quá mắc, làm sao lúc đó đệ có thể? Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Vô Song lo lắng nói với Lục Lâm Thiên Thanh Nguyệt Kiếm này có giá 8.600 kim tệ, đây cũng không phải con số nhỏ, ngay cả nàng cũng không mua nổi. Vô Song tỷ, đệ sẽ có biện pháp. Lần trước tỷ cho đệ mượn 50 kim tệ, lần này đệ đưa tỷ Thanh Nguyệt Kiếm coi như trả lại a, những việc khác tỷ không cần thay đệ lo lắng. Thanh Nguyệt Kiếm này, tỷ thích là được rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lần trước hắn đã tự thề, nhân tình của Lục Vô Song cho mình nhất định phải trả. Nhưng mặc dù ngoài miệng lạnh nhạt nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu suy nghĩ, hơn 8.000 kim tệ, không biết mình phải trả đến ngày nào tháng nào mới hết a. Nhưng thế này quá. Lục Vô Song nhìn Thanh Nguyệt Kiếm trong tay rồi nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng nàng vui mừng nhưng vẫn không thể thôi lo lắng cho hắn. Chỉ là Lục Lâm Thiên nói có biện pháp nên nàng mới bớt lo lắng đi một chút, bởi vì nàng biết rõ bây giờ đường đệ của nàng chính là một linh giả, không còn là một thiếu gia hèn nhát như trước kia. Vô Song tỷ. Lục Lâm Thiên cắt đứt lời nói của Lục Vô Song. Hai người vừa rồi có phải người của Vương gia cùng Dương gia không? Trong trí nhớ, Lục Lâm Thiên nhớ được hai người vừa rồi là Vương Lương cùng Dương Mạn là người của Vương gia và Dương gia trong trấn Thanh Vân.
hai gia tộc này giống như Lục gia là một trong những đại gia tộc trong trấn, so với Lục gia cũng không hề thua kém. Đúng vậy, đó là người của Vương gia và Dương gia, hiện tại cũng đều là đệ tử Vân Dương Tông. Qua một thời gian nữa ta phải về Vân Dương Tông rồi, đến lúc đó phải rất lâu nữa mới trở lại. Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút, ấn tượng trong đầu của hắn về Vân Dương Tông rất ít, chỉ biết được Vân Dương Tông là môn phái lớn nhất trong phạm vi quanh đây, cả trấn Thanh Vân này đều nằm trong địa bàn của tông môn này. Hàng năm các gia tộc như Lục gia, Vương gia cùng Dương gia đều đưa vào Vân Dương Tông không ít kim tệ. Lâm Thiên, năm sau, sau khi tế tổ trong tộc sẽ có hội luận vũ, đệ sẽ tham gia chứ? Lục Vô Song dò hỏi. Đệ sao có thể tham gia, cho dù muốn cũng không có tư cách tham gia. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hàng năm Lục gia đều tổ chức hội luận vũ giữa các đệ tử trẻ tuổi, nếu đạt được thành tích tốt thì sẽ được gia tộc bồi dưỡng. Hàng năm vào dịp này tất cả đệ tử trẻ tuổi trực hệ của Lục gia đều rất hào hứng. Nhưng bây giờ Lục Lâm Thiên không có hứng thú với việc này, tự mình tu hành là tốt rồi, không thể bại lộ thực lực chân chính. Chúng ta vào thôi, về đến nơi rồi. Lục Vô Song khẽ thở dài, nàng đã quên đường đệ của nàng dường như không muốn công khai thân phận linh giả, thôi, mình cũng giả bộ như không biết vậy. Nhìn chăm chú lên cửa lớn của Lục gia, Lục Lâm Thiên hơi cười đáp. Về tới đình viện của mình thấy thời gian còn khá sớm, mới qua buổi trưa. Soạt. Trên cánh tay Lục Lâm Thiên, một con rắn nhỏ màu vàng bò ra từ trong tay áo, nó mở mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, cái lưỡi không ngừng duỗi ra thụt vào. Tiểu Long, ngươi đói bụng sao? Được rồi, ta đưa ngươi đi tìm đồ ăn. Lục Lâm Thiên nhìn con rắn nhỏ trên tay, hắn giúp nó đặt tên là Tiểu Long, nghe cái tên này dù sao cũng uy phong một chút. Tiểu Long dường như nghe hiểu lời Lục Lâm Thiên nói, nó khẽ gật đầu, thân mật lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên. Mang theo Tiểu Long, Lục Lâm Thiên đi tới phía sau núi, Tiểu Long rất kén chọn, thi thể động vật đã chết nó sẽ không ăn mà chỉ ăn sống. Lục Lâm Thiên chỉ mang nó đến sau núi sau đó để nó tự kiếm ăn. Đi đi! Đã đến sau núi, Lục Lâm Thiên tiện tay đem Tiểu Long đặt xuống đất. Thân thể Tiểu Long tuy nhỏ nhưng lại có tốc độ vô cùng nhanh. Ngay lập tức đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Lâm Thiên biết rõ Tiểu Long tự tìm được đồ ăn, ăn no rồi sẽ tự về nên hắn cũng không lo lắng mà đi tìm một chỗ kín đáo khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên quán đính đan. Luyện hóa. Bản thân hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết nên không thể tu luyện theo biện pháp thông thường mà chỉ có thể dựa vào đan dược để nâng cao tu vi. Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một đoàn năng lượng tản ra toàn thân. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng của quán đính đan. Sau khi đột phá tới vũ sĩ, Lục Lâm Thiên cảm nhận được rõ ràng lợi ích của quán đính đan đối với mình đã nhỏ đi rất nhiều, sự trợ giúp của quán đính đan trong việc đề cao tu vi cũng giảm xuống nghiêm trọng. Luyện hóa cỗ năng lượng này tiến vào trong đan điền Lục Lâm Thiên bỏ ra 2 canh giờ nhưng lượng chân khí tăng lên dường như không thể giúp hắn tiến bộ, thực lực vẫn dừng ở cấp độ vũ sĩ. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, trong mắt hiện lên tia ảo não. Một viên quán đính đan có giá 50 kim tệ nhưng với mình lại không có nhiều tác dụng. Tuy Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ đến khi đạt cấp độ vũ sĩ thì phải sử dụng đan dược cao cấp hơn mới tiến bộ được nhưng lúc này vẫn tránh không được có chút ảo não. Như vậy đồng nghĩa với việc mình phải cần nhiều kim tệ hơn nữa, cộng thêm việc nợ Thiên Bảo Môn 8.600 kim tệ, xem ra, mình còn khổ cực dài dài a. Vèo. Một âm thanh truyền đến, Tiểu Long liền nhảy đến từ sau lưng Lục Lâm Thiên, rơi vào lòng bàn tay, thân mật nhìn hắn. Ngươi ăn no rồi à? Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ngoài miệng Tiểu Long vẫn còn vết máu nhàn nhạt, xem ra nó vừa ăn động vật còn sống. Tiểu Long gật nhẹ đầu sau đó lập tức chui vào tay áo Lục Lâm Thiên, quấn ở trên tay hắn. Thu thập một chút, Lục Lâm Thiên ra khỏi núi, dự định ngày mai đem quán đính đan còn lại trong người bán đi. Bây giờ hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Sau này nên nghĩ cách luyện chế nhị phẩm đan dược, với tu vi hiện tại của hắn chỉ có nhị phẩm đan dược mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà, nhị phẩm đan dược hắn chưa từng thử luyện chế, không biết có thể thành công hay không. Trở lại đình viện lần nữa Lục Lâm Thiên phát hiện mẫu thân chưa về, bình thường vào giờ này người đã từ phòng giặt quần áo trở về rồi à. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Đi xem sao. Lục Lâm Thiên quyết định đến phòng giặt quần áo xem sao, thuận tiện đi đón mẫu thân,
nghĩ đến mẫu thân vẫn còn làm việc trong phòng giặt quần áo thì Lục Lâm Thiên lại đau xót. Mình phải ẩn nhẫn đến khi nào thì mới để mẫu thân thoát khỏi tất cả những việc này đây? Phòng giặt quần áo của Lục gia ở bên trái đình viện, đó là một nơi hẻo lánh, quần áo của tất cả người trong Lục gia ở tiền viện đều mang đến đây giặt. Tộc nhân tiền viện Lục gia cũng có đến hơn 200 người mà phòng giặt quần áo chỉ có 10 người, làm việc ở đây rất vất vả. La Lan, cái trường bào này của thiếu hổ thiếu gia ngươi phải giặt cho sạch sẽ vào, nếu giặt không sạch hoặc giặt hỏng thì người biết tay. Giữa khoảng đất trống, một nha hoàn vênh váo tự đắc nhìn La Lan đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nói. Tiểu Lan, đây là quần áo của thiếu hổ thiếu gia, mọi lần đều do ngươi giặt, hôm nay ta có nhiều việc như vậy ngươi có thể tự giặt hay không? Nếu không ta phải giặt đến sáng mai mất. La Lan thị ngẩng đầu khẩn cầu nhìn một nha hoàn đang vênh váo tự đắc nói. Nói lời vô dụng làm gì? Bảo ngươi giặt thì ngươi giặt đi, giặt không hết thì đêm nay cũng đừng về, còn tưởng rằng mình là thiếu phu nhân không bằng, ngươi chỉ là một tiện tì mà thôi. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng, rồi ném bộ hoa phục trong tay vào đầu La Lan thị. Mấy nha hoàn xung quanh thấy vậy cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhìn La Lan thị với ánh mắt đồng tình. Tiểu Lan chính là nha hoàn bên cạnh phu nhân, các nàng cũng không dám trêu chọc nàng ta, hơn nữa, La Lan thị cũng không có quan hệ gì tới các nàng nên chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi. La Lan thị lấy cẩm bào trên đầu xuống, đôi tay đã sớm sưng đỏ vì ngâm nước lạnh quá lâu, dù sao bây giờ vẫn là mùa đông. Tiểu Lan, ta thật sự không thể giặt hết được, hay là lần sau ta sẽ giúp ngươi giặt nha? La Lan thị khẩn cầu nói, bên cạnh mình vẫn còn một đống quần áo lớn chưa giặt, nếu đem toàn bộ chỗ này giặt cũng phải đến tối muộn mới xong. La Lan, ta bảo ngươi giặt thì ngươi phải giặt, không giặt cũng được, vậy thì rời khỏi Lục gia đi, nếu muốn ở lại thì thành thành thật thật làm việc cho ta, đừng cho mình là phu nhân. Lúc này, một nam nhân mặc trang phục người hầu cao cấp đó tới, đây chính là tiểu tổng quản phụ trách phòng giặt đồ. Triệu tổng quản, ta giặt, ta giặt. La Lan thị khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia uất ức nhưng không thể không giặt, nếu mình ra khỏi Lục gia thì phải đi đâu, Lâm Thiên cũng sẽ phải sống không nơi nương tựa. Lúc này mới ngoan ngoãn sao, giặt sạch sẽ cho ta bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Triệu tổng quản kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức cười nịnh nọt với nha hoàn kia. Tiểu Lan cô nương, trời lạnh lắm, ngươi ra chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ở đó có ấm lô nóng hổi, rất dễ chịu. Cũng tốt. Nha hoàn Tiểu Lan thỏa mãn cười, lập tức chuẩn bị rời đi nhưng bỗng dưng thần sắc biến đổi, giận dữ nói với La Lan thị. Tiện tì, quần áo của thiếu hổ thiếu gia phải giặt riêng một chỗ, vậy mà ngươi dám giặt chung cùng những quần áo kia, ngươi muốn ăn đòn rồi phải không? Tiểu Lan, ta không cố ý. La Lan thị vội vàng nói. Ngươi chính là muốn ăn đòn. Tiểu Lan nhìn chằm chằm La Lan thị, trong mắt lóe lên lửa giận, giơ tay muốn tát vào mặt La Lan thị. Nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều đại biến, Triệu tổng quản lại lộ ra tia cười lạnh. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát truyền đến, một thân ảnh đã xuất hiện trước người La Lan thị bắt lấy cổ tay của nha hoàn Tiểu Lan. A hát! Tiểu Lan kêu thảm một tiếng, đau đến mặt run lên, mà người bỗng nhiên chụp lấy tay nàng ta không ai khác chính là Lục Lâm Thiên. Vốn là Lục Lâm Thiên muốn đến tìm mẫu thân nhưng lại không ngờ bắt gặp cảnh này, làm sao có thể nhịn cho được. Tiện tì, cút ngay cho ta. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, hất tay lên lập tức đem nha hoàn Tiểu Lan kia đẩy ngã xuống mặt đất. Tiểu Lan bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Mẫu thân, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên không để ý đến nha hoàn Tiểu Lan kia, lo lắng ngồi xuống bên người La Lan thị hỏi. Ánh mắt nhìn đến đôi tay sưng đỏ của mẫu thân trong lòng giống như bị dao cứa. Lâm Thiên, sao con lại tới đây? Ta không sao, con mau đi đi. La Lan thị lập tức nói, thấy Lục Lâm Thiên đẩy nha hoàn kia ngã xuống đất liền nghĩ ngay rằng Triệu tổng quản cùng Tiểu Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẫu thân con bà. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn tạo phản phải không? Còn dám động thủ, xem ra, lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Lúc này, Triệu tổng quản giận dữ nói. Triệu Tam, ngươi nói cái gì? Lục Lâm Thiên nhìn thấy tay của mẫu thân sưng đỏ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn quay đầu nhìn Triệu Tam chằm chằm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Người này Lục Lâm Thiên tất nhiên nhớ rõ, hắn chính là người đã ra tay đánh chết Lục Lâm Thiên sau đó đem xác vứt xuống vách núi Vạn Trượng. Tên này cũng là người hầu mà đại phu nhân mang theo từ nhà mẫu thân đẻ,
có tu vi vũ đồ, lần trước gặp ở sau chính là người này cùng đại tổng quản và một người hầu nữa. Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình, trong lúc bất chi bất giác lại cảm thấy như có một áp lực chèn trước ngực. Tiểu tử, ngươi dám đẩy ta, ngươi là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra mà còn dám tạo phản. Tiểu Lan bò dậy, dường như quên đi đau đớn hầm hầm nhìn Lục Lâm Thiên mắng. Lúc này, những nha hoàn cùng người hầu khác đã lui sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. Tiểu Lan, Lâm Thiên không phải cố ý đâu, người đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà. La Lan thị vội vàng lo lắng ngăn trước người Lục Lâm Thiên. Mẫu thân, người lui ra đi. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đẩy La Lan thị sang một bên sau đó nhìn Tiểu Lan nói. Lời ngươi vừa nói, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Thế nào, tạp chủng nhà ngươi còn muốn động thủ sao? Phế vật, cho ngươi 10 lá gan ngươi cũng không dám, ngươi chính là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra. Tiểu Lan giận dữ nhìn Lục Lâm Thiên, cất giọng the thé, từ nhỏ nàng đã đi theo bên người tiểu thư, học được không ít thứ, một người không có thiên phú vũ giả cho dù làm nam nhân nàng cũng không sợ. Lục Lâm Thiên nổi giận. Mình bị mắng chửi còn có thể chịu được nhưng một tiểu nha hoàn mà dám ngang nhiên mắng mẫu thân mình thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hít một hơi thật sâu, Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt cười nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Vèo. Ba. Thân hình Lục Lâm Thiên ngay lập tức đến trước mặt Tiểu Lan kia, đồng thời một cái tát rơi xuống mặt nàng ta, âm thanh thanh thúy vang lên, mấy cái răng cùng máu bắn ra khỏi miệng nàng ta. Ngươi xem ta có dám hay không? Tiện tỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là một tiểu nha hoàn của Lục gia mà thôi. Ba, ba. Lục Lâm Thiên quyền đấm cước đá, liên tiếp rơi xuống người Tiểu Lan, một lần nữa đánh nàng ngã xuống đất. A, a. Từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lan không ngừng truyền ra, lúc này, người xem xung quanh đã sợ đến ngây người, ngay cả La Lan thì cùng Triệu Tổng Quản cũng đều trợn mắt há mồm không phản ứng kịp. Tiện tỳ. Bây giờ ngươi xem ta có dám không? Lục Lâm Thiên vẫn chưa hết giận, không hề khách khí đạp liên tiếp lên người nàng ta, cuối cùng nhảy bổ đến bên người Tiểu Lan. Vừa rồi bàn tay này muốn đánh mẫu thân ta phải không? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người đứng lên, nâng lên cánh tay phải của Tiểu Lan cười nhạt một tiếng rồi bẻ ngoặt ra sau. Rắc! Tiếng cánh tay bị bẻ gãy, Tiểu Lan lập tức kêu lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, dê y dỉ quanh quẩn khắp phòng quần áo. Đây là cái miệng đang mắng người. Lục Lâm Thiên nhặt lấy một hòn đá trên mặt đất đập thẳng vào miệng Tiểu Lan. Rắc! Cả hàm răng bị đập vỡ hết, bên ngoài miệng Tiểu Lan máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ ứ ở trong cổ họng mà không phát ra được. Tiện tỳ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau mà còn dám trêu chọc ta, ta lấy mạng của ngươi. Lục Lâm Thiên ném hòn đá ở trong tay đi, vỗ vỗ hai tay, sửa sang lại y phục rồi lạnh nhạt nói. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên đến trước mặt Lan Lan thì còn đang kinh ngạc thản nhiên nói, đỡ mẫu thân đi ra ngoài, tựa như tất cả những việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Mấy nha hoàn ở xa xa hoảng sợ, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tiểu Lan nằm trên đất, các nàng chưa từng nhìn thấy tràng diện như thế bao giờ. Ngay bên ngoài phòng giặt đồ, lúc này nha hoàn Tiểu Lan kêu tham thiết đã làm không ít nô bộc tụ tập tới phòng giặt đồ. Thăm dò tình huống bên trong, cả đám vô cùng kinh hãi. Tiểu tử, người còn muốn đi sao, người ăn gan hùm mật gấu, người đúng là muốn chết mà. Tên tổng quản họ Triệu phòng giặt quần áo phục hồi tinh thần lại, nhìn qua nha hoàn Tiểu Lan nằm trên mặt đất, lập tức hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ngăn trước người Lục Lâm Thiên. Cẩu nô tài, nếu ngươi không cút, ta muốn xem là ai phải chết. Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn qua tên Triệu Tam kia. Vào thời điểm này Lục Lâm Thiên không còn bận tâm cái gì, không thể để mẫu thân phải chịu cảnh như thế nữa. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi là đồ phế vật. Triệu Tam cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kình mang theo kình phong mạnh mẽ. Vốn muốn từ từ mới tính sổ với tên cẩu nô tài như ngươi, hiện tại là do ngươi tự đi tìm cái chết thì đừng trách ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu Tam vừa ra tay thì Lục Lâm Thiên đã nhìn ra tên này chỉ là vũ đồ nhị trọng mà thôi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ánh mắt Lục Lâm Thiên đã bắn hàn ý ra ngoài. Cẩu nô tài. Xoay người, thời điểm một quyền của Triệu Tam đánh tới thì thân hình Lục Lâm Thiên lập tức tránh né,
đồng thời tay của hắn đánh ra một quyền như thiểm điện, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ. Phanh! Lúc một quyền của Triệu Tam thất bại, hắn vô cùng kinh ngạc, đột nhiên thấy một dấu quyền in lên ngực của mình, đây là chuyện ngoài ý muốn với hắn, một lực lượng to lớn truyền vào thân thể, hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình dường như đang tan nát. Cẩu nô tài, đi chết đi! Lục Lâm Thiên thu tay lại, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt kinh hãi của Triệu Tam nhanh chóng biến thành trống rỗng, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, một tên củi mục mà hắn không đặt vào trong mắt, lúc này lại đột nhiên biến thành vũ giả, thực lực còn trên cả hắn không ít, hắn nghĩ gì thì cũng đã muộn, đối phương căn bản không có lưu mạng sống cho hắn. Ngươi, không ngờ ngươi là vũ. Triệu Tam còn chưa nói hết câu đã té xuống đất, trước khi chết hắn cuối cùng đã biết rõ, tiểu tử củi mục mà hắn khi dễ từ nhỏ tới lớn vậy mà đã là vũ giả. Thực lực còn hơn xa hắn. Cảnh này làm cho tất cả nô bộc trợn mắt há hốc mồm, Triệu Tam chính là vũ giả A Hát, không ngờ bị một quyền đánh chết tại chỗ. Nô bộc Lục gia thì nên làm tốt chuyện của nô bộc, dĩ hạ phạm thượng, kết cục chỉ có chết mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn nô bộc chung quanh, lập tức quay đầu nhìn La Lan Thị không hiểu gì cả, nói. Mẫu thân, chúng ta về trước đi, về sau cái phòng giặt quần áo này, chúng ta không cần tới đây nữa. La Lan Thị không nói gì, đã là kinh ngạc từ đầu tới cuối, lúc này Lục Lâm Thiên nâng nàng đi ra khỏi phòng giặt quần áo này. Có người chết, nhanh thông chi đại quản gia. Sau khi các nô bộc trong phòng giặt đồ khôi phục tinh thần lại, bắt đầu hoảng loạn lên, không muốn gặp phiền toái đã sớm rời khỏi phòng giặt quần áo này. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên vịn La Lan Thị ngồi xuống, trên đường đi Lục Lâm Thiên nhíu mày, xem ra bản thân mình phải nghĩ kỹ đường lui mới được. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ cãi nhau với Lục gia mà trở mặt, nhưng mà dù sao mình đã bạo lộ, vậy xem ra Lục gia sẽ như thế nào đây, cùng lắm thì thoát ly Lục gia, dựa vào mình bây giờ cũng có thể nuôi sống mẫu thân. Thiếu Du, La Lan Thị trên đường từ phòng giặt đồ quay về vẫn thở gấp vì hồi hộp. Mẫu thân, không có việc gì, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du biết rõ mẫu thân đang lo lắng cái gì, lập tức an ủi. La Lan Thị tự nhiên lo lắng, lập tức sốt ruột nói. Thiếu Du, con đi nhanh đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho con, ở đây còn có mẫu thân, con đi nhanh đi. Mẫu thân, con đi thì người làm sao bây giờ, yên tâm đi, bọn chúng không dám làm gì con đâu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. Đều là mẫu thân không tốt, là mẫu thân vô dụng, Thiếu Du. La Lan Thị nhẹ nhàng khóc thút thít, nếu sau lưng nàng có thế lực gia tộc cường đại, tất cả đã không thành như thế. Mẫu thân, chuyện này không liên quan tới người, mẫu thân yên tâm, nhi tử hiện tại đã là vũ giả, bọn chúng không làm gì được con đâu. Lục Thiếu Du cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tất cả muốn trách thì cứ trách Lục gia, chính mình thân phận giàu gì cũng là huyết mạch Lục gia, nhưng mà Lục gia xem mình như thế, Lục gia này đúng là hung ác. Vũ giả, Thiếu Du, con không phải không thể trở thành vũ giả sao? Con vì sao lại? La Lan Thị ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, từ khoảng khắc Lục Thiếu Du đánh giết Triệu Tam tại phòng giặt quần áo, nàng cũng đã kinh ngạc, Triệu Tam chính là vũ giả, tuy nàng không phải vũ giả nhưng mà tại Lục gia là thế gia vũ đạo này, đối với vũ đạo vẫn hiểu một ít. Về sau con sẽ nói rõ với mẫu thân, dù sao nhi tử hiện tại đã là vũ giả, sẽ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói, vậy cũng không được, Thiếu Du, con càng phải đi. Nàng ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. La Lan Thị sững sờ, lập tức trở nên lo lắng. Lục Thiếu Du tự nhiên là biết rõ mẫu thân nói là ai, xem ra, mẫu thân cũng hiểu rõ ràng, vợ cả của phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiếu Du, đột nhiên ở ngoài đình viện có giọng nói dịu dàng vang lên, thân ảnh Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện. Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lục Thiếu Du nói. Ta vừa mới nghe được có người đang nói, ngươi trong khoảng khắc đánh chết Triệu Tam, đánh thương Tiểu Lan, có thật hay không? Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du hỏi. Ân, bọn chúng khi dễ mẫu thân đệ, đệ mới động thủ. Lục Thiếu Du không có giấu giếm, nói với Lục Vô Song. Thiếu Du, phiền toái của đệ tới rồi, Triệu Tam chính là người Triệu gia, nếu giết nô bộc khác cũng không phải là đại sự gì. Lục Vô Song lo lắng nói. Vô Song, ngươi nhất định phải giúp đỡ đệ đệ của ngươi, ngươi có quan hệ tốt với lão gia, đi cầu lão gia a, nhất định phải giúp đỡ Thiếu Du.
La Lan Thị đứng dậy nói với Lục Vô Song. Tam Di, không có việc gì đâu, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Thiếu Du gặp chuyện không may. Lục Vô Song đỡ lấy La Lan Thị nói ra. La Lan Thị khẽ gật đầu, dùng địa vị của Lục Vô Song tại Lục gia, nếu như có thể giúp Thiếu Du, tự nhiên không phải đại sự gì, trong nội tâm cũng hơi bất buồn rầu một chút. Thiếu Du, để có tính toán gì không? Lục Vô Song hỏi Lục Thiếu Du, về phần Lục Thiếu Du đánh chết Triệu Tam, Lục Vô Song căn bản cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Lục Thiếu Du chính là linh giả, không còn là đường đệ uất ức lúc trước nữa. Không có tính toán gì, cùng lắm thì rời khỏi Lục gia mà thôi. Lục Thiếu Du nói ra. Rời khỏi Lục gia. Lục Vô Song sững sờ, lập tức nói. Tuyệt đối không được, nhất định không thể rời khỏi Lục gia. Thiếu Du, người có nghĩ tới hay không, sau khi người rời khỏi Lục gia thì sẽ càng nguy hiểm, ít nhất tại Lục gia, có người muốn đối phó người còn phải suy nghĩ một chút. Lục Vô Song tiếp tục nói. Công tử, công tử. Lục Vô Song vừa mới nói xong, giọng của Lục Tiểu Bạch từ bên ngoài đình viện truyền tới, lập tức thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài đình viện. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Lục Vô Song hỏi. Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Vô Song, lập tức hành lễ, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói. Công tử, không tốt, ta vừa mới nhìn thấy đại tổng quản ở tiền viện mang người đối phó ngươi. Triệu Đại. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống. Lãnh ý tràn ngập trong lòng, tên Triệu Đại chính là đả thủ cầm đầu việc đánh chết Lục Thiếu Du, cũng là nô tài đắc lực mà vợ cả mang từ nhà tới. Triệu Đại, hừ, đây chính là Lục gia của ta, Thiếu Du, ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta đúng là muốn nhìn xem ai có thể động tới ngươi. Lục Vô Song nói một tiếng. Đến rồi. Bên ngoài đình viện đã ầm ĩ, Lục Thiếu Du nhìn qua thì thấy rõ Triệu Đại mang theo hơn 10 nô bộc tới, đột phá đến vũ sĩ cùng linh sĩ. Giác quan của mình linh mẫn hơn nhiều, ở gần có động tĩnh gì thì hắn sẽ nhìn thấy, biết rõ hết. Lục Thiếu Du lớn mật, dám ngang nhiên giết người trong Lục gia, thật quá cản rỡ rồi, nhanh đi theo ta. Chỉ một lát, một tiếng quát truyền tới, lập tức hơn 10 nô bộc đi vào trong đình viện, hai người cầm đầu chính là Triệu Đại mà Lục Thiếu Du nhìn thấy, còn có một tên mà Lục Thiếu Du nhớ rõ, gọi là Triệu Nhị, cộng thêm tên Triệu Tam mà mình đánh chết. Ba người này chính là sát thủ đánh chết Lục Thiếu Du. Triệu Đại, người thật lớn mật. Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, Lục Vô Song đã hử lạnh một tiếng. Thì ra là Vô Song tiểu thư cũng ở nơi đây, bái kiến Vô Song tiểu thư. Thần sắc Triệu Đại hơi đổi, tất nhiên hắn biết rõ Lục Vô Song có quan hệ không tệ với mẫu tử Lục Thiếu Du. Các ngươi hồ hoán ẩm ý gì vậy, định làm cái gì, còn không lùi xuống cho ta. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Triệu Đại nói ra. Vô Song tiểu thư, Lục Thiếu Du giết Triệu Tam, chúng ta phụng lệnh phu nhân tới đây bắt Lục Thiếu Du, nếu Vô Song tiểu thư có nghi vấn, có thể đi hỏi phu nhân. Sắc mặt Triệu Đại âm trầm nói ra, nhưng hắn là người của phu nhân, tất nhiên sẽ không thật sự đặt Lục Vô Song ở trong lòng. Hừ, nơi này chính là Lục gia, Thiếu Du là Thiếu gia Lục gia, ta đúng là muốn nhìn ai dám dĩ hạ phạm thượng, ta tuyệt không khách khí. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Đại và hơn 10 tên nô bộc phía sau. Hơn 10 nô bộc này cũng không phải là người Triệu gia, chỉ là người làm việc ở tiền viện, thuộc về người của Triệu Đại quản, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song nhìn qua thì cúi đầu xuống, hai mặt nhìn nhau, không dám lộn xộn. Vô Song tiểu thư, người đang làm khó ta đấy, người thì ta phải mang đi, chuyện khác Vô Song tiểu thư đến hỏi phu nhân là được rồi. Thần sắc Triệu Đại âm trầm. Ánh mắt lập tức nhìn lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Triệu Đại, thực lực Triệu Đại hẳn là vũ sĩ nhị trọng, chính mình cũng không sợ, người này mình khẳng định phải giết không nghi ngờ, nếu đã trở mặt thì cứ giết trừ hậu hoạn, có cơ hội sẽ loại bỏ kẻ này ngay. Ta đúng là muốn nhìn ngươi mang người đi thế nào. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng giơ lên, rút thanh vân kiếm ra, kiếm minh ông ông, thần kiếm ba thước hàn quang tùm. Ngươi đoán thử coi, ta có dám giết ngươi hay không? Lục Vô Song kiếm chỉ Triệu Đại, lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song tiểu thư tất nhiên dám giết ta, nhưng mà... Sắc mặt Triệu Đại lập tức đại biến, hắn lui ra xa vài bước, thực lực của hắn cũng không cao hơn Lục Vô Song. Lục Vô Song hiện tại chính là vũ sư, hắn mới vũ sĩ mà thôi, từ địa vị Lục Vô Song chính là người thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ Lục gia,
hắn không thể trêu vào, nếu không đến lúc đó phu nhân cũng khó mà bảo vệ mình được. Hơi lui ra sau hai bước, Triệu Đại nói. Vô Song tiểu thư, người cần phải nghĩ rõ ràng, cho dù ngươi giết ta, đến lúc đó cũng sẽ có không ít phiền toái, ta giàu gì cũng là người Triệu gia. Ngươi cũng biết ngươi là người Triệu gia, đừng quên, nơi này chính là Lục gia, cút cho ta. Lục Vô Song trách mắng một tiếng, nếu thật giết Triệu Đại này, nàng đúng là có cố kỵ. Nơi này là Lục gia, mà giết người thì đương nhiên phải bị trách phạt, Vô Song, chẳng lẽ ngươi muốn che chở Lục Lâm Thiên hay sao? Nhưng vào lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đình viện. Trong ba người, người đi đầu mặc một bộ cẩm bào, trải búi tóc cao, nhìn qua quý khí mười phần, trong mắt đầy âm lãnh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nha hoàn hai bên mặc váy dài. Bái kiến tiểu thư, Triệu Đại, Triệu Nhị lập tức hành lễ, đám nô tài khác nhìn thấy phu nhân thì cúi người thi lễ, miệng nói. Bái kiến phu nhân, Triệu Tuệ, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên hiện ra. Người này không phải người ai khác, chính là vợ cả của phụ thân, tiểu thư Triệu gia, vốn Lục Lâm Thiên không thể tu luyện chính là do nàng ban tặng. Tam thẩm, Lâm Thiên chính là thiếu gia Lục gia, giết một nô bộc thì thế sao chứ, cho dù có tội cũng phải tới tổ đường Lục gia mà nhận tội. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói ra. Thiếu gia Lục gia, trong thiếu gia Lục gia hình như không có Lục Lâm Thiên a, Vô Song, ngươi quên rồi sao? Triệu Tuệ nói ra. Trong thần sắc đầy lãnh ý nhìn chằm chằm vào La Lan thì cùng Lục Lâm Thiên, cũng không có chú ý tới Lục Vô Song. Lục Vô Song nhất thời nghẹn lời, thiếu gia Lục gia thật không có Lục Lâm Thiên, Lục gia vẫn không thừa nhận chuyện này, nguyên nhân trong đó Lục Vô Song cũng không rõ ràng. La Lan, tiện tỳ ngươi, ta cho ngươi ở lại Lục gia, ngươi lại xui tiện chủng này đi giết người, lần này ta xem ai còn có thể che chở cho ngươi. Triệu Tuệ nhìn chăm chú vào La Lan thì nói ra. Triệu Tuệ, đồ đê tiện nhà ngươi có tư cách gì nói mẫu thân ta, giết Triệu Tam là ta, có bản lĩnh tìm ta là được rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, đứng trước người mẫu thân. Triệu Đại, bắt lấy tạp chủng này cho ta. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Vâng, tiểu thư. Triệu Đại đáp, lập tức lao về phía Lục Lâm Thiên, thò tay vươn tới, trong tay phải nắm trưởng thành chảo, một móng vuốt đánh tới Lục Lâm Thiên. Sát ý hiện ra trong mắt Lục Lâm Thiên, Triệu Đại này hắn không sợ, đang muốn ra tay, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song đã xuất thủ trước. Cút cho ta! Lục Vô Song quát một tiếng, thanh vân kiếm trong tay lướt tới, một kiếm đâm thẳng vào Triệu Đại, bóng kiếm vẽ một cái, ba bóng kiếm hoàn toàn bắn ra ngoài, theo thứ tự là bắn vào ngực và bụng dưới Triệu Đại. Sắc mặt Triệu Đại lập tức biến đổi, luống cuống tay chân lập tức thả người né tránh, bóng kiếm lao tới quá nhanh. Bụng dưới và ngực trái tránh được một kiếm, nhưng mà ngực phải lại có bóng kiếm đánh trúng. Xuy, quần áo Triệu Đại bị phá vỡ, trên LIG ngực xuất hiện vết máu nhàn nhạt, dọa Triệu Đại biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Lục Vô Song lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song, người thật lớn mật, không nên ỷ mình là đệ tử Vân Dương Tông thì có thể làm gì thì làm. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống. Lạnh nhạt nói một tiếng. Tam thẩm, người vì sao muốn gây khó dễ với Lâm Thiên cùng Tam Di, Lục gia đều rõ ràng, dù sao cũng là người một nhà, người đừng quá đáng như vậy. Lục Vô Song nói với Triệu Tuệ. Thật lớn mật, Triệu Đại động thủ, ta đúng là muốn nhìn, người ở Vân Dương Tông học được cái gì. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Sắc mặt Triệu Đại biến hóa, có tiểu thư ngăn cản Lục Vô Song. Vậy thì không còn băn khoăn gì nữa, thả người tiến công Lục Lâm Thiên. Công tử coi chừng. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cũng tấn công Triệu Đại. Lục Tiểu Bạch, người còn chưa đủ tư cách. Triệu Nhị bên cạnh Triệu Đại vẫn chú ý tới Lục Tiểu Bạch, lập tức ngăn cản Lục Tiểu Bạch. Lục Vô Song tiếp tục ngăn cản Triệu Đại thì sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một đạo hỏa diễm nóng bỏng ngăn ở trước mặt Lục Vô Song. Thực lực phũ sư. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, trung thực ở lại đó đi. Triệu Tuệ quát một tiếng. Lục Vô Song đánh ra mấy bóng kiếm, mang theo kình phong đánh vào đạo hỏa diễm ngăn cản này, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đại biến, nàng biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Triệu Tuệ này đã là vũ phách, nàng còn kém quá nhiều. Tiểu tạp chủng, ta xem còn ai có thể cứu ngươi nữa. Nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Triệu Đại quát một tiếng.
hắn cười lạnh và bàn tay ngưng tụ hào quang màu vàng đất. Thân ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, đột nhiên hai trưởng của Triệu Đại cong lại thành móng vuốt sắc bén, lần nữa chụp vào LIG ngực Lục Lâm Thiên, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí màu vàng đất, đầu ngón tay giống như mang theo bao tay bén nhọn. Âm thanh ngón tay xé gió lao thẳng tới, tốc độ cũng cực nhanh, lập tức đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lúc này La Lan Thị sớm bị dọa sắc mặt đại biến, không dám nói lời nào, thần thái lo lắng. Nhìn một chảo của Triệu Đại, cảm thụ âm thanh xé rách không khí kia, con mắt Lục Lâm Thiên nhìn ra Triệu Đại cũng là vũ giả thổ hệ, Triệu Đại cấp độ vũ sĩ nhị trọng mình không sợ, trong khi giao thủ huấn luyện với Nam Thúc, tuy Nam Thúc áp chế cấp độ của mình là vũ sĩ nhất trọng nhưng thực lực phát ra vẫn mạnh hơn Triệu Đại là vũ sĩ nhị trọng không ít. Mình trước mặt Nam Thúc còn có thể trèo trống, huống chi Triệu Đại này so sánh với Nam Thúc còn kém quá xa. Lập tức, hàn ý hiện ra trong mắt Lục Lâm Thiên, hắn ngưng kết thủ ấn, thân ảnh hơi nghiêng sau đó tay trái đánh xuống đất một cái, một đạo khí kình vô hình nện xuống đất, mượn lực bay lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tránh né một chảo của Triệu Đại. Móng vuốt đánh tới trước chớp mũi Lục Lâm Thiên, mang theo kình phong mạnh mẽ làm cho tóc Lục Lâm Thiên bị thổi tan ra. Vào lúc tránh né móng vuốt này, tay của Lục Lâm Thiên không có nhàn rỗi, giống như mũi tên nhọn rời cung, mang theo chân khí màu vàng nhạt, trưởng ấn đánh thẳng vào bụng dưới Triệu Đại. Triệu Đại một chảo thất bại đã sinh ra dự cảm không ổn, từ trong miệng người ở phòng giặt quần áo, Triệu Đại cũng suy đoán ra, Lục Lâm Thiên có lẽ đã là vũ giả, nếu không Lục Lâm Thiên làm sao có thể đánh chết Triệu Tam, Triệu Tam chính là vũ đồ, là vũ giả chính thức, cho dù là năm sáu đại hán bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Lục Lâm Thiên là vũ giả, trong nội tâm Triệu Đại căn bản không quá tin tưởng mà thôi, càng nhiều tháng trước bọn họ đã sửa trị Lục Lâm Thiên một lần, lúc này mới qua vài tháng mà thôi, Lục Lâm Thiên làm sao có thể trở thành vũ giả chứ, nhưng đến bây giờ Triệu Đại đã tin tưởng, cái gọi là nghe người trong người ra tay đã biết có hay không, chính mình công kích thất bại, Triệu Đại đã dự cảm không tốt. Cảm giác ở bụng dưới có một trường đánh tới, sắc mặt Triệu Đại đại biến, thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại. Cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, thân ảnh của hắn nhấp nhô vài lần trong không khí, mấy gợn sóng chấn động màu vàng đất hiện ra. Trường ấn của Lục Lâm Thiên đánh tới, đánh xuyên qua mấy vòng gợn sóng màu vàng đất này, lực đạo dường như mất đi không ít, nhưng lực đạo còn lại vẫn đánh vào bụng dưới Triệu Đại. Triệu Đại thân hình lảo đảo lui ra phía sau, nếu Triệu Đại hơi chú ý một chút, Lục Lâm Thiên muốn đánh trúng hắn là không có khả năng. Nhưng mà Triệu Đại ngay từ đầu căn bản không đặt Lục Lâm Thiên củi mục này trong lòng, lúc này mới ăn thiệt thòi. Mà lúc này thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, đã sớm có chuẩn bị, được Nam Thúc huấn luyện nên kỹ xảo và kinh nghiệm đã được Nam Thúc nói vượt qua kiểm tra, lúc này hắn bình tĩnh điều động chân khí, thủ ấn biến ảo, cổ tay chuyển 45 độ, chân khí màu vàng nhạt đảo qua, sau đó mang theo khí thế hung hãn trước nay chưa từng có đánh thẳng vào Triệu Đại, Lục Lâm Thiên vào lúc này đã dùng toàn lực. Tu vị vũ sĩ. Nhìn khí thế quanh người Lục Lâm Thiên, sắc mặt Triệu Tuệ ở xa xa đại biến, ngay cả Lục Vô Song bị vây trong hỏa diễm cũng kinh ngạc. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Sắc mặt Triệu Tuệ đại biến, thủ ấn biến đổi, thu hồi bức tường lửa trước mặt Lục Vô Song, hai tay ngưng tụ hỏa cầu lớn nửa mét, lập tức bắn thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên. Hỏa diễm nóng bỏng xé gió lao tới, thực lực của Triệu Tuệ đã đạt tới mức cường hãn, những nơi hỏa cầu đi qua, cỏ cây trong đình viện nhanh chóng héo vàng. Đệ muội, dừng tay. Nhưng vào lúc này có một tiếng nói trầm thấp vang lên, bên ngoài đình viện có một thân ảnh nhảy vào, trong tay xuất hiện màn nước bao phủ lấy hỏa cầu. Mà vào lúc này trưởng ấn của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Triệu Đại, ngực bị kinh lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Triệu Đại lui ra phía sau nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Phốc phốc. Triệu Đại há miệng phun ra một ngụm máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vật nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát. Lục Lâm Thiên ra tay không có chút khách khí nào cả, được Nam Thúc huấn luyện, ra tay chính là sát chiêu, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, tăng thêm Triệu Đại vốn có ý giết hắn, Lục Lâm Thiên ra tay càng không khách khí. Mà thực lực Triệu Đại so với Lục Lâm Thiên chỉ hơn một chút mà thôi, nhưng mà ngay từ đầu đã chủ quan nên bị áp chế. Tăng thêm hắn quá vội vàng không kịp chuẩn bị nên dính sát chiêu này. Máu tươi mang theo nội tạng nghiền nát, Triệu Đại vô lực lảo đảo lui ra phía sau, lập tức té trên mặt đất, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt của hắn đầy kinh hãi,
cho dù Lục Lâm Thiên đã ra tay toàn lực nhưng vẫn không thể đánh chết Triệu Đại. Triệu Đại có tu vị vũ sĩ, Lục Lâm Thiên muốn một kích giết hắn vẫn còn kém một chút sức lực, xuất kỳ bất ý chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Bang bang! Trong đình viện có tiếng nổ vang lên, hỏa diễm và hơi nước bắn ra tung tóe các nơi, hỏa diễm và hơi nước biến thành năng lượng tiêu biến trong không trung. Ở trong một góc, Lục Tiểu Bạch cũng dừng giao thủ với Triệu Nhị, vừa mới giao thủ Lục Tiểu Bạch đã bị Triệu Nhị áp chế, trên người còn trúng một trường, chủ yếu là do kinh nghiệm giao thủ chưa đủ, thực lực cũng kém một chút, nhưng mà ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Đại ca, người có ý gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống. Nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo xanh vừa xuất hiện. Đại bá! Lục Lâm Thiên cũng nhìn qua người này, mặc một bộ trường bào, mắt to vai rộng, mơ hồ mang theo khí khái hào hùng bức người, khí tức chấn động quanh người, thực lực cũng không dưới Triệu Tuệ, chính là Lục Đông lão đại Lục gia. Lục Lâm Thiên đánh giá, thực lực của đại bá cũng chừng vũ phách, tu vị vũ phách trên cả đại lục linh vũ cũng được xem là cường giả. Đệ muội, người nhớ rõ người đã đáp ứng cái gì chứ? Hiện giờ sao ngươi muốn giết Lâm Thiên, đây là có ý gì? Thần sắc Lục Đông trầm xuống, nhìn Triệu Tuệ nói. Triệu Tam bị hắn giết, hắn đánh nha hoàn Tiểu Lan của ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Triệu Tuệ nói ra. Hừ, Triệu Tam và tiện tỳ kia làm nhục mẫu thân của ta trước, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, chuyện Triệu Tam cùng Tiểu Lan ta cũng có nghe nói, là hai người kia làm sai trước. Lục gia sẽ đền bù tổn thất cho họ, được chứ? Lục Đông nói ra. Triệu Tam Tiểu Lan đều là người Triệu gia của ta, chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như thế, tạp chủng này hôm nay nhất định phải chết. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, thiếu gia chính là huyết mạch Lục gia, người nói hắn là tạp chủng là có ý gì, đừng quên, người bây giờ là người Lục gia của ta, mở miệng ngậm miệng Triệu gia, chẳng lẽ Lục gia ta không được ngươi đặt vào trong mắt? Thần sắc Lục Đông cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Triệu Tuệ trong lúc nhất thời không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên cùng La Lan Thị hai người, lập tức nói. Chẳng lẽ các ngươi có ý định cho tiểu tử này nhận tổ quy tông sao, đừng quên, lúc trước các ngươi đáp ứng ta thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng cái gì, nếu Lâm Thiên xảy ra chuyện gì, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Lục Đông nói ra. Hừ, chúng ta đi. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lập tức quay người rời khỏi đình viện, Triệu Đại được Triệu Nhị và mấy nô bộc nâng đi, cũng rời khỏi đình viện. Tốt, không có việc gì rồi. Lục Đông quay đầu lại nhìn chằm chằm vào La Lan Thị cùng Lục Lâm Thiên. Tạ ơn đại gia. La Lan Thị cảm kích nói ra. Đây là ta phải làm, để các ngươi chịu ủy khuất, Lục gia thiếu nợ các ngươi không ít. Ánh mắt Lục Đông nhìn lên người Lục Lâm Thiên nói ra. Lục Lâm Thiên không có nhiều lời, vừa rồi nghe đại bá cùng Triệu Tuệ hai người nói chuyện, dường như sau chuyện này còn có chuyện ẩn gì đó. Lâm Thiên, ngươi trở thành vũ giả lúc nào? Lục Đông nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, lập tức nói ra. Đã một thời gian ngắn a. Lục Lâm Thiên nói, đối với đại bá hắn cũng không có mâu thuẫn gì, từ trong trí nhớ hắn cũng biết, đại bá đã chiếu cố hắn từ lúc nhỏ tới giờ. Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục gia đi. Ít nhất ở Lục gia không có nguy hiểm như bên ngoài, có chút chuyện về sau ngươi sẽ hiểu. Lục Đông nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, dường như đoán ra Lục Lâm Thiên phải đi. Có chút chuyện, có lẽ ta sẽ không muốn hiểu, ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta. Lục Lâm Thiên nói ra, Lục Lâm Thiên trước kia đã chết, bởi vì Lục gia mà chết, sổ sách này sau này mình sẽ có cơ hội tính toán, mình cũng phải giúp Lục Lâm Thiên trước đòi lại. Chính mình dùng thân thể của hắn thì phải có trách nhiệm giúp hắn. Xem ra, ngươi vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn, đối với ngươi mà nói như vậy mới có lợi. Sắc mặt Lục Đông hơi đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử mình quan sát từ nhỏ tới giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường. Có những chuyện không cách nào ẩn nhẫn. Lục Lâm Thiên nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể nhịn được. Được rồi, ta đi trước. Có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài ngươi nhìn thấy, chính ngươi phải chú ý nhiều một chút, nhớ kỹ, đừng rời khỏi Lục gia, ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia. Lục Đông nói xong, lập tức thở dài một hơi rồi rời khỏi đình viện. Lâm Thiên, ngươi không nên rời khỏi Lục gia,
phụ thân sẽ không hại ngươi. Lục Vô Song đến bên cạnh Lục Lâm Thiên nói ra. Vô Song tỷ, đệ biết rõ. Lục Lâm Thiên nói, trong nội tâm cũng có ý định, chuyện này rất khó đoán định, nghe đại bá và Triệu Tuệ nói vừa rồi, trong Lục gia và nàng hình như có hiệp nghị nào đó, nàng không thể ra tay với mình, bằng không đoán chừng Lục Lâm Thiên trước kia cũng sớm chết đi, cũng không sống tới bây giờ. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch nói ra. Không cần phải lo lắng, nên làm gì thì cứ làm đi. Lục Lâm Thiên nói ra, lập tức nhìn La Lan Thị nói ra. Mẫu thân, về sau cũng không cần phải đi tới phòng giặt quần áo nữa, nhi tử có thể nuôi ngươi, qua một thời gian chúng ta sẽ rời khỏi Lục gia, rời khỏi nơi này. Màn đêm trong lúc bất chi bất giác đã tới thật lâu, Lục Lâm Thiên trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến mình về sau phải làm cái gì, mình bây giờ bạo lộ thân phận vũ giả, đoán chừng trong cuộc sống về sau sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mà chính mình muốn an toàn, vậy nhất định phải mau chóng đột phá thực lực của chính mình, chỉ có thực lực mạnh mới có thể giải quyết tất cả phiền toái, dựa vào tu luyện, thực lực của chính mình đột phá còn không biết phải tới năm nào tháng nào, chỉ có dựa vào luyện hóa đan dược mới được. Ta cần kim tệ, cần rất nhiều kim tệ để tăng cường thực lực của mình. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, trong tay của hắn bây giờ chỉ có 10 viên quán đính đan, ngày mai nên đi Thiên Bảo Môn bán, đổi chút tài liệu đan dược nhị phẩm. Bản thân luyện chế đan dược nhị phẩm. Quyết định xong tất cả, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi tu luyện bình thường tuy chậm, nhưng mà thắng ở nơi nào cũng có thể luyện, tu vị vững chắc. Trong một đình viện, thân ảnh Triệu Tuệ đứng đó, bên cạnh là Triệu Nhị, thần sắc Triệu Tuệ lúc này cực kỳ khó coi. Triệu đại thế nào rồi? Triệu Tuệ hỏi. Bị thương quá nặng, cách cái chết không xa, vừa mới ăn một viên đan dược, xem như nhặt về một cái mạng. Nhưng mà sẽ có ảnh hưởng cực lớn với tu luyện về sau, không có một năm nửa năm thì không thể khôi phục, tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng buông tha tiểu tử kia như vậy sao? Triệu Nhị nói ra, hừ, tạp chủng kia đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ, những năm này vậy mà không có người phát hiện, thật sự là không nghĩ tới a hát, tạp chủng này nhất định phải chết, ta tuyệt đối không cho phép tạp chủng này còn sống trên đời. Triệu Tuệ nói ra, thế nhưng mà tiểu thư... Muốn giết tiểu tử kia thì quá phiền toái, tiểu tử kia hiện tại đã là vũ giả, nếu giết hắn tại Lục gia, chỉ sợ không dễ dàng, đám người Lục gia cũng sẽ biết. Triệu Nhị nói ra, người ngày mai phái người trở về Triệu gia một chuyến, mang chuyện này nói với trong tộc tự nhiên sẽ có an bài, trừ phi tiểu tử kia vẫn trốn trong Lục gia không ra, nếu không, hừ. Trong mắt Triệu Tuệ bắn hung quang, nàng tuyệt cho không cho phép hai mẫu tử kia tồn tại. Bên ngoài một gian thạch thất Lục gia, một thân ảnh mặc trường bào đứng đó, chính là Lục Đông. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Trong thạch thất, một giọng nói già nua vang lên. Phụ thân, Lâm Thiên không ngờ đã là vũ giả, tu vị còn là vũ sĩ, về phần thứ khác đoán chừng ngoài sáng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà âm thầm, cũng không biết. Lục Đông nói ra. Trong thạch thất không có âm thanh thật lâu, sau một lát vẫn là giọng già nua nói. Không ngờ là vũ giả, xem ra Lâm Thiên che giấu thật lâu a, hiểu được ẩn nhẫn, không tệ, đoán chừng có kỳ ngộ tại thân, Lục gia thiếu nợ mẫu tử bọn họ không ít, hiện tại chỉ sợ hắn càng nguy hiểm hơn. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Đông nói ra, Triệu gia có toàn tính gì thì ngay cả ta cũng không biết, về phần Triệu Tuệ thì không đáng lo, vì Lục gia, chúng ta chỉ có thể tiếp tục nín nhịn, chúng ta thiếu nợ mẫu tử họ không ít. Lúc này nhất định phải bảo hộ hai người bọn họ mới được. Trong thạch thất lại có âm thanh già nua vang lên. Con biết rõ nên làm như vậy. Lục Đông nói ra. Đi thôi, tận lực giúp đỡ mẫu tử bọn họ. Tiếng nói trong thạch thất vọng ra. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, Lục Lâm Thiên Đình chỉ tu luyện, mở mắt, phun một ngụm chọc khí trong đan điền ra ngoài, hắn thu một tầng hoàng sắc quang mang trên người vào người. Tu luyện một đêm với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà làm tinh thần sảng khoái. Nên đi Thiên Bảo Môn một chuyến. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên nghĩ thế, hôm qua mình ký sổ Thiên Bảo Môn 8.600 kim tệ, cũng nên đi bàn giao. Sau khi ăn bữa sáng xong, Lục Lâm Thiên kiếm cớ với mẫu thân, hắn rời khỏi đình viện đi tới Thiên Bảo Môn, trên đường đi cũng không ngừng chú ý một phen. Lục thiếu gia, người hôm nay tới thật sớm. Hai đại hán trước cửa Thiên Bảo Môn nhìn thấy Lục Lâm Thiên, lập tức chào hỏi.
Vũ chấp sự đâu? Lục Lâm Thiên hỏi. Lục thiếu gia xin mời đi theo ta a, Vũ chấp sự ở lầu 2. Đại hán bên trái nói ra, mang theo Lục Lâm Thiên đi lên lầu 2. Lầu 2 Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên vào nơi này, lúc bình thường đều ở dưới lầu mua một chút dược liệu. Đánh giá lầu 2 này, trang hoàng đầy xa hoa, gạch lát nền cũng được trà lau sáng bóng, đi vào một gian phòng nhỏ được trang hoàng bài trí rất đẹp, càng làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Trong phòng nhỏ bài trí đều là vật quý trọng, có tranh chữ tranh họa, đồ cổ, trên vài cái ghế dài còn đầy đồ xa xỉ. Lục thiếu gia, người chờ một chốc, Vũ chấp sự sẽ tới ngay. Đại hán dẫn đường cáo từ lui xuống. Lục Lâm Thiên đánh giá phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào một bức họa trong phòng, bức họa này có chút giống tranh sơn thủy kiếp trước, trên thế giới này có rất nhiều thứ rất giống kiếp trước. Lục thiếu gia còn có nghiên cứu về hội họa sao, không bằng bình luận vài lời bức tranh này đi. Thời điểm này giọng của Độc Cô Băng Lan truyền vào, lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Độc Cô Băng Lan, nha hoàn Tiểu Thúy, còn có Vũ chấp sự ba người. Không dám, tại hạ tài sơ học thiền, nào dám bình phẩm gì. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mình ở kiếp trước đã học qua một ít hội họa hiện đại, đối với tác phẩm như tranh sơn thủy thì không có hiểu, nào dám nói lung tung. Lục thiếu gia không nên khách khí, xin mời vui lòng chỉ giáo a. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, dường như muốn Lục Lâm Thiên nói vài lời. Cái này, Lục Lâm Thiên do dự, chính mình thật không hiểu loại hội họa này. Sao thế, Lục thiếu gia xem thường ta sao? Đôi mắt dễ thương của Độc Cô Băng Lan nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, mỉm cười, nhưng thần sắc vẫn nghiêm túc, rất có ý Lục Lâm Thiên không nói không được. Đã như vậy, ta chỉ nói hai câu, Độc Cô tiểu thư đừng chê cười. Lục Lâm Thiên nói, nhìn qua ánh mắt Độc Cô Băng Lan dường như không cho phép mình cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói hai câu, tranh này cũng là một lý thông, vạn lý minh, đoán chừng chính mình cũng không có nói đầu đuôi lẫn lộn. Lục thiếu gia xin chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nói ra, lúc này nha hoàn Tiểu Thúy kia cũng nghiêm túc nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt có chỗ chờ mong. Lục Lâm Thiên đánh giá bích họa trước mặt, tranh này vẽ một thiếu nữ đứng cạnh hồ sen nhìn phương xa, một lát sau Lục Lâm Thiên nói. Tranh này kỹ pháp cao minh, hạ bút biến hóa vô thường, có thể nói là tạo một góc riêng, nhìn ra được hạ bút không cần bản thảo, sáng tạo tự nhiên, ngòi bút thẳng cùng giấy nghiêng mới có thể có hiệu quả như vậy, từ trên hình thì đây là tuyệt tác. Nghe được Lục Lâm Thiên nói thế thì nha hoàn Tiểu Thúy mỉm cười, sau đó thần sắc nghi ngờ nói. Lục Lâm Thiên nói như thế, có lẽ còn có nữa à? Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười nói. Nhìn hình thì đây là đại tác. Nhưng mà cũng có chút không được hoàn mỹ, làm cho người ta tiếc nuối a hát. A hát, Lục thiếu gia thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nao nao, nhìn qua nha hoàn Tiểu Thúy, lại nghiêm túc hỏi. Gương mặt nữ tử trong tranh này được vẽ trau chuốt cẩn thận, có hình mà vô thần, bút vẽ hồ sen này quá sắc bén, không đủ tròn dày, cho nên không có tinh thần, còn thiếu chút gì đó, kết cấu khi nặng khi nhẹ không đủ tinh tế, nhìn ra được thời điểm vẽ tranh. Người vẽ tranh này nhất định là đầy tâm sự, tăng thêm thần sắc thiếu nữ trong tranh ta thấy đây là bức họa do nữ tử vẽ. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Tại hạ bình loạn, kính xin Độc Cô tiểu thư đừng nên trách. Lục Lâm Thiên hảo nhãn lực, thật sự làm ta đại khai nhãn giới. Nha hoàn Tiểu Thúy nói nhỏ, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên. Bêu xấu. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, nhìn thấy góc nhỏ của bức tranh có mấy chữ nhỏ và con dấu. Nhìn kỹ trên đó viết tên Độc Cô Băng Lan. Thì ra tranh này do Độc Cô tiểu thư làm ra, tiểu tử làm càn. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, tranh này không ngờ lại là Độc Cô Băng Lan vẽ, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Lục thiếu gia khách khí, mời ngồi. Độc Cô Băng Lan nói ra, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Lục Lâm Thiên sớm như vậy đi tới Thiên Bảo Môn, còn có chuyện gì sao? Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Vũ chấp sự nói ra, thiếu nợ Thiên Bảo Môn số tiền lớn như thế, tất nhiên là phải tới, nhưng mà cũng không phải trả nợ lần duy nhất, chỉ có thể trả từ từ. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ nói ra, mấy nghìn kim tệ không cần phải nói, Lục thiếu gia không cần để ở trong lòng. Vũ chấp sự nói ra, thế nhưng mà thiếu nợ làm nội tâm của ta bất an. Lục Lâm Thiên cười nói, nếu Lục Lâm Thiên nguyện ý, không bằng gia nhập Thiên Bảo Môn đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Cái này.
Lục Lâm Thiên hơi biến sắc, lập tức lại cười nói. Ta gia nhập Thiên Bảo Môn chỉ lãng phí lương thực Thiên Bảo Môn mà thôi, không nên làm Thiên Bảo Môn thêm phiền toái. Lục thiếu gia nói giỡn, nếu Lục thiếu gia muốn, Thiên Bảo Môn ta tùy thời hoan nghênh. Độc Cô Băng Lan nói. Đúng rồi, đây là một ít quán đính đan, Vũ Chấp Sự tính toán một chút, ta dùng nó trừ nợ, ta còn muốn 50 phần tài liệu trong dược đơn. Lục Lâm Thiên mang 10 viên quán đính đan giao cho Vũ Chấp Sự. Không có vấn đề, Lục thiếu gia chờ một chốc. Vũ Chấp Sự liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nhận lấy dược đơn sau đó đi ra ngoài. Lục thiếu gia, đan dược này do ngươi luyện chế sao? Độc Cô Băng Lan nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi xem ta giống linh giả sao? Dưới cái nhìn chằm chằm của Độc Cô Băng Lan, Lục Lâm Thiên nói ra. Hôm nay Độc Cô Băng Lan mặc bộ váy dài, dáng người uyển chuyển lung linh, phối hợp ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là nữ tử mỹ mạo. Nhưng mà Lục Lâm Thiên không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nha hoàn Tiểu Thúy, mặt ngọc ngũ quan tuyệt mỹ như điêu khắc. Hai con ngươi thanh tịnh thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu tất cả, cái mũi xinh xắn, miệng nhỏ nhắn như anh đào, phối hợp với nhau chính là dung nhan tuyệt sắc, nhưng bởi vì trên mặt có cái bớt đỏ lại làm người ta thở dài, nếu không có cái bớt này thì thật tốt. Lục thiếu gia làm cho người ta nhìn không thấu a. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Lục thiếu gia, thứ ngươi cần đã chuẩn bị xong rồi. Sau một lát Vũ Chấp Sự đã mang hai bao dược liệu nhỏ đi vào. Đa tạ. Ta trước cáo từ, lần sau lại tới trả nợ. Lục Lâm Thiên nói xong, liền đứng dậy rời đi. Lục thiếu gia đi thong thả. Vũ Chấp Sự nói ra. Vũ Chấp Sự, người thấy thế nào? Sau khi Lục Lâm Thiên rời đi, Độc Cô Băng Lan nói ra. Chúng ta tối hôm qua nhận được tin tức, Lục Lâm Thiên đánh chết một nô bộc vũ đồ của Triệu gia, làm trọng thương một nô bộc vũ sĩ, làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Vũ Chấp Sự trả lời. Xem ra, sau lưng người này nhất định có bí mật, chúng ta về sau chú ý nhiều hơn. Độc Cô Băng Lan nói. Thiên Bảo Môn vẫn chú ý ta, rốt cuộc vừa ý cái gì của ta. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ chuyện này, Nam Thúc cũng đã nói, địa vị Thiên Bảo Môn thật không đơn giản. Kệ nó, vẫn nên trả cho hết nợ thôi. Lục Lâm Thiên nhìn qua 50 phần dược liệu quán đính đan trong hai bao nhỏ, chính mình trừ dùng trả nợ. Còn có hai phần dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan phương trong ngọc giản mà Nam Thúc cho mình. Lục Lâm Thiên cũng mở ngọc giản Nam Thúc tặng cho mình, bên trong đều ghi lại các đan phương và một ít tri thức luyện đan, ngọc giản này quả thật là toàn thư đan dược, có thể nói là giá trị liên thành. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan có tác dụng để thăng chân khí, đồng thời còn có thể tăng cường một ít linh lực, đây là điểm Lục Lâm Thiên cần thiết, bản thân mình tu luyện âm dương linh vũ quyết. Nhất định phải linh vũ đồng tu đột phá mới được, nếu không cho dù là thiếu một cái cũng rắc rối. Trong cuộc sống kế tiếp, Lục Lâm Thiên cũng đã suy nghĩ tốt, ở lại trong lục gia luyện chế đan dược cứ vào mật thất trong kho củi, dù sao Nam Thúc cũng không cần mật thất, bản thân mình chiếm dụng mật thất có lẽ không có vấn đề, ở trong mật thất mình có thể yên tâm tu luyện. Tiểu Long, ta muốn bế quan vài ngày, mấy ngày này ngươi ở lại sau núi đi, miễn cho ngươi đói mà ta không có biện pháp. Trước khi quay về Lục gia, Lục Lâm Thiên thả Tiểu Long ra sau núi, hiện tại Tiểu Long mỗi ngày sức ăn đều rất lớn, cũng không thể một ngày không ăn cái gì. Suy suy, Tiểu Long dường như nghe hiểu Lục Lâm Thiên nói, co duỗi cái lưỡi, ngóc đầu nhỏ lên nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức từ lòng bàn tay Lục Lâm Thiên bỏ ra sau núi. Nhìn Tiểu Long biến mất, Lục Lâm Thiên lập tức đi trở lại Lục gia, bên trong hậu viện hắn gặp được không ít nô bộc người hầu. Bình thường những người hầu này thấy mình đều xem như người vô hình, không thèm đặt vào mắt, nhưng mà hôm nay, những người hầu này nhìn thấy mình đều tránh ra xa xa, còn có người gật đầu bối rối, dường như sợ mình động thủ. Nghe nói Triệu đại tổng quản trọng thương. Đâu chỉ thế, Tiểu Lan bị đánh người không ra người, quỷ không giống quỷ, Triệu tam tổng quản bị đánh chết tại chỗ. Không nghĩ tới hắn là vũ giả, không ai biết rõ cả. Xem ra hắn sớm muộn gì cũng đi tiền viện. Trở thành thiếu gia Lục gia chính thức. Khá tốt, ta trước kia không có chọc hắn, ngươi nhìn Tiểu Lan kia đi, bị đánh thảm a hát, đoán chừng ngay cả mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Ta trước kia hình như có cười nhạo hắn, nếu như hắn trả thù, vậy thì ta thảm rồi. Nghe những người hầu Lục gia này đàm luận, Lục Lâm Thiên mỉm cười, nội tâm nô bộc điển hình a hát, khó trách chỉ có thể làm nô bộc, người so với người không thể so sánh.
Trở lại đình viện, Lục Lâm Thiên lại có chút ngoài ý muốn, Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch đều ở trong đình viện, Lục Tiểu Bạch dường như vẫn còn sách bao lớn bao nhỏ. Tiểu Bạch, đã chuyển xong chưa? Lục Vô Song hỏi. Vô Song tiểu thư, đều đã ở đây rồi. Lục Tiểu Bạch mồ hôi đầm đìa nói ra, nếu không phải trở thành vũ giả, không biết còn mệt chết cỡ nào. Vô Song tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Lục Lâm Thiên đi vào trong đình viện, nghi hoặc nói ra. Lâm Thiên, nơi này còn có một gian phòng trống, Vô Song rời qua đây. La Lan thị từ trong đi ra. Rời qua đây. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Vô Song tỷ, người rời qua đây ở, đại bá biết không, ở đây không tốt như tiền viện, người qua đây làm gì chứ? Phụ thân biết rõ, ta muốn sang đây giúp ngươi, có ta ở đây, nếu có người muốn đối phó ngươi còn không dễ dàng như vậy. Đôi mắt dễ thương của Lục Vô Song chớp vài cái, nói nhỏ. Yên tâm đi Vô Song tỷ, ta có thể tự chiếu cố mình, ngươi vẫn nên về tiền viện đi, tại đây không thích hợp ngươi ở. Lục Lâm Thiên nói ra. Cái gì gọi là không thích hợp ta ở, ta thấy nơi này rất tốt, Lục Tiểu Bạch, giúp ta mang đồ đặt vào trong phòng đi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười cười, đi qua bên người Lục Lâm Thiên mang theo hương thơm nhàn nhạt, đi vào trong đình viện. Vâng, Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch đáp một tiếng, rời một đống bao lớn bao nhỏ vào đình viện. Lục Lâm Thiên đứng trong đình viện, khẽ cười khổ một chút, lập tức trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, chính mình đang muốn bế quan, không bỏ được mẫu thân ở một mình nơi này, có Lục Vô Song ở trong đình viện. Chính mình không cần lo lắng cái gì, có thể yên tâm bế quan luyện đan. Lâm Thiên, Vô Song tỷ qua đây ở cũng tốt, đúng rồi, con có đói bụng không, ta đi làm chút gì đó cho con ăn. La Lan thị nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Mẫu thân, con có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, đoán chừng 5-6 ngày sau mới có thể trở về. Lục Lâm Thiên nói ra. Đi ra ngoài, lại còn lâu như vậy, vài ngày nữa là tới lễ mừng năm mới rồi. Con không nên đi đâu cả. La Lan thị lo lắng nói. Lâm Thiên, đệ muốn đi đâu, tỷ đưa đệ đi. Lục Vô Song đi tới, nghe được Lục Lâm Thiên muốn đi ra ngoài mấy ngày thì nội tâm lo lắng. Vô Song tỷ, đệ cũng không đi đâu xa, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là đệ có chút chuyện muốn làm, qua mấy ngày đúng giờ trở về, mấy ngày này tỷ giúp đệ chiếu cố mẫu thân một chút ha. Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng mà thời điểm này đệ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Vô Song nói ra. Yên tâm đi, đệ không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên nói xong, liền rời khỏi đình viện, chuyện mật thất và linh giả hắn không thể bại lộ. Lâm Thiên, đứa nhỏ này. La Lan thị lo lắng không thôi. Tam Di, Lâm Thiên có an bài, chúng ta không cần quá lo lắng. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, tuy trong lòng Lục Vô Song vẫn có lo lắng. Nhưng trong vô hình vẫn phi thường tín nhiệm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên xuyên qua vài hành lang, đến hậu viện gần kho củi, hắn giống như ăn trộm dò xét thật lâu, xác định chung quanh kho củi không có người thì hắn mới lách vào kho củi. Kho củi bình thường không có người tới, Lục Lâm Thiên buông lỏng một hơi, lập tức mở nắp mật thất đi vào. Lục Lâm Thiên, người tới làm cái gì? Lục Lâm Thiên tiến vào mật thất, một giọng nói truyền ra. Nam Thúc. Tại sao Thúc ở đây? Lục Thiế Du đã giật mình, trong mật thất chính là Nam Thúc. Ta còn hỏi ngươi đấy, trông thấy ngươi lén lén lút lút tại đây, muốn biết ngươi muốn làm cái gì, ta không phải nói cho ngươi biết sao, mật thất này ngươi không nên tiến vào. Lão Bộc Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Nam Thúc, con cần nơi luyện chế đan dược, chỉ có nơi này phù hợp. Lục Lâm Thiên nói ra. Đó là chuyện của ngươi, chính ngươi tìm nơi khác đi. Nam Thúc tức giận nói ra. Lão đầu tử, con dùng mật thất của Thúc một chút mà thôi, không cần hẹp hòi như thế chứ. Lục Lâm Thiên nhìn Nam Thúc nói ra. Tiểu tử ngươi còn muốn nói lý sao, ngày hôm qua không phải rất uy phong sao, bảo ngươi phải khiêm tốn ẩn nhẫn, tại sao ngươi sốt ruột thế, vội vã tăng cường thực lực sao? Nam Thúc nhàn nhạt nói ra. Con cũng không có biện pháp. Lục Lâm Thiên sớm đã nghĩ chuyện xảy ra trong Lục gia không thể giấu giếm Nam Thúc. Hắn biết rõ chuyện này hôm qua cũng không có gì là kỳ lạ. Người bây giờ cần phải nhiều chú ý một chút, đừng để đần độn, u mê mà chết đi, lãng phí thời gian ta dạy ngươi. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức cũng không quan tâm tới Lục Lâm Thiên, rời khỏi mật thất. Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng Nam Thúc son đó khoanh chân ngồi xuống,
trong nội tâm mỉm cười, xem ra Nam Thúc cố ý bảo mình phải cẩn thận. Từ trong chữ vật giới chỉ móc hỏa long đỉnh ra, âm thanh ông ông truyền ra, hỏa long đỉnh xuất hiện trong mật thất liền tỏa ra khí tức đầy cổ xưa. Lập tức Lục Lâm Thiên lại móc hai bao dược liệu ký sổ từ thiên bảo môn ra, do dự một chút quyết định luyện chế 50 phần quán đính đan, sau đó lại luyện chế tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm, Lục Lâm Thiên hiện tại không có chút nắm chắc nào cả, không biết mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hay không, trước luyện chế quán đính đan để quen thuộc mới tốt, đoán chừng tới cuối cùng khi luyện chế tăng nguyên đan cũng có chút trợ giúp. Hắn kết thủ ấn, một dòng linh lực bắn ra tiến vào hỏa long đỉnh, lập tức một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất hiện ra, Lục Lâm Thiên móc tam tinh thảo, ngũ diệp liên bỏ vào hỏa long đỉnh luyện hóa, sau đó cho hoạt khí thảo, ngưng lộ tán. Luyện chế quán đính đan này Lục Lâm Thiên càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua sơ suất để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần, về sau cũng không có lại xuất hiện tình trạng đó nữa. Lúc này cho dù vô cùng quen thuộc, cũng luyện chế quán đỉnh đan thành công mấy mươi lần, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn cẩn thận từng chút, trong lúc luyện chế đan dược không được có nửa phần chủ quan sơ ý. Lúc này Lục Lâm Thiên đã có thể một lần duy nhất luyện ra một viên quán đính đan, linh khí so với lúc trước đã tăng cường không ít. Tốc độ luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều, từ mỗi lần luyện chế đan dược tiêu hao phải ngồi xuống điều tức, Lục Lâm Thiên đã có thể cảm giác được, linh khí của mình trong lúc vô hình đã ngưng tụ hơn một ít. Đại khái qua một canh giờ, hỏa long đỉnh sinh ra tiếng nổ, một viên đan dược hương thơm tràn ngập bay ra khỏi hỏa long đỉnh, sau đó bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. 50 kim tệ tới tay, tiếp tục. Lục Lâm Thiên thỏa mãn cười cười, lập tức đầu nhập vào trong luyện chế quán đính đan. Thời điểm luyện chế ra viên quán đính đan thứ hai, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu điều tức, linh khí trong người tiêu hao quá lớn, sau khi điều tức xong, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện quán đính đan tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Lục gia vẫn bình thường như trước kia, không có gợn sóng quá lớn, nhưng thiếu gia củi mục Lục gia mấy ngày nay đã trở thành đề tài xôn xao cho nô bộc Lục gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người hầu đều kinh ngạc không thôi, có ít người cũng bắt đầu âm thầm lo lắng cho mình. Về phần Lục Lâm Thiên, hắn vẫn tiếp tục trong mật thất phòng chứa củi luyện chế đan dược, trong nháy mắt đã trôi qua 5 ngày, trong mật thất vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm chiếu gọi cả mật thất. Phanh! Nắp đỉnh mở ra, lại là một viên đan dược bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay, mùi thuốc nồng đậm bao phủ nội tâm người ta, ngửi một hơi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Viên thứ 50, rốt cục luyện chế thành công. Lục Lâm Thiên nhìn viên đan dược trong tay, 5 ngày không ngừng luyện chế. Hắn cuối cùng đã luyện chế ra 50 viên quán đính đan. 50 viên quán đính đan, 2.500 kim tệ, bỏ tiền vốn thì mình vẫn kiếm được một nửa, thế nhưng mà cách con số trả hết nợ vẫn còn xa lắm. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi quán đính đan, móc hai phần dược liệu ra, đây đều là tài liệu cần thiết luyện chế tăng nguyên đan, hiện tại mình cũng nên luyện chế đan dược nhị phẩm rồi. Sau khi điều tức chuẩn bị sẵn sàng, Lục Lâm Thiên đánh thủ ấn ra. Một dòng linh khí rót vào hỏa long đỉnh, linh khí rót vào lập tức chuyển hóa thành hỏa diễm thực chất, trong hỏa long đỉnh nhiệt độ nóng bỏng bốc cháy lên. Bạch thuật thảo, thất tinh diệp. Lục Lâm Thiên cũng ném dược liệu vào bên trong hỏa long đỉnh, dựa theo linh lực cảm ứng tinh chuẩn, khống chế luyện hóa dược liệu. Lúc này luyện chế đan dược nhị phẩm, trong nội tâm Lục Lâm Thiên đầy khẩn trương, đan dược nhị phẩm và đan dược nhất phẩm có thể nói hoàn toàn không cùng khái niệm, luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục ném dược liệu khác vào luyện chế, không dám có chút chủ quan nào cả, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, các loại dược liệu không ngừng luyện hóa thành linh dịch cần thiết để luyện chế tăng nguyên đan. Lần luyện hóa này cần linh lực khổng lồ chèo chống, linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên tiêu hao cực nhanh, nhưng mà lúc này linh lực của hắn cũng không phải nhỏ yếu như lúc trước. Trong hỏa long đỉnh, những dược liệu này bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Mà trong dược liệu, một ít tinh hoa hóa thành linh dịch bị bao phủ lại. Lục Lâm Thiên khống chế linh lực và cường độ hỏa diễm, dựa theo ngọc giản mà Nam Thúc cho mình ghi lại, nhiệt độ của lửa cũng không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, phải khống chế vừa đủ. Khống chế hỏa diễm hiện giờ với Lục Lâm Thiên mà nói chỉ thành thạo một chút mà thôi, có thể làm được một bước này. Luyện hóa toàn bộ. Rốt cuộc toàn bộ tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được tinh luyện, Lục Lâm Thiên hơi gấp gáp. Đan điền trầm xuống, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang, thủ ấn trong tay biến đổi, trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn.
Trong hỏa long đỉnh có thêm gần 20 loại linh dịch, đang được hỏa diễm bao phủ dung hợp với nhau. Trong dung hợp này, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu không ngừng tiêu hao với tốc độ khủng bố, dung hợp linh dịch cần khống chế tinh chuẩn không được sai sót. Loại cảm giác này Lục Lâm Thiên trong lúc nhất thời không nói nổi, loại cảm giác này chính là chuyển đổi linh lực, chân khí trong người của mình có thể chuyển hóa, chỉ là không thể chuyển hóa khổng lồ như linh khí mà thôi. Cảm giác lực lượng này Lục Lâm Thiên xem chừng, đại khái là do lực lượng linh hồn của mình a, hiện tại dung hợp linh dịch, lực lượng linh hồn trở nên đặc biệt trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hỏa long đỉnh tỏa ra mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng tái nhợt. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Đáng chết, loại tiêu hao này quá đáng sợ rồi. Lục Lâm Thiên nhướng mày, tiêu hao khi luyện chế đan dược nhị phẩm so với tưởng tượng của mình còn khủng khiếp hơn rất nhiều, mình đã cảm giác được không chịu nổi rồi. Mà bây giờ nếu không chịu đựng nổi, luyện chế tăng nguyên đan kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đây là chuyện Lục Lâm Thiên không nguyện ý nhìn thấy nhất, cắn răng đánh thủ ấn ra, điều động linh lực trong người tuôn ra. Trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm không có tăng cường, nhưng trong lúc vô hình hỏa diễm ngưng thực rất nhiều, cũng vào thời điểm này, trong hỏa long đỉnh cũng bắt đầu vang lên những tiếng ông ông. Keng! Hỏa long đỉnh mở ra, một viên đan dược màu xanh căng tròn xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, mùi thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập cả mật thất. Tới cho ta! Thủ ấn của Lục Lâm Thiên lại biến đổi, linh lực trong tay ngưng tụ hai đạo hỏa diễm, lập tức bắn ra bao phủ đan dược màu xanh. Mà trong hỏa long đỉnh cũng có một đạo hỏa diễm lao ra bao phủ viên đan dược lại, khi bị hỏa diễm bao phủ, viên đan dược màu xanh bắt đầu run rẩy trong lửa. Sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng tái nhợt, loại tiêu hao này làm hắn thoát lực, nhưng lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi, có cái sai lầm chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngưng tụ cho ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hỏa diễm bao phủ, linh hồn lực khống chế tất cả. Tất cả hương thơm của đan dược đều bị áp chế vào trong đan dược, không cho chúng tiết ra ngoài. Vù vù. Hỏa diễm bao phủ đan dược càng ngày càng cuồng bạo, mặt ngoài của đan dược bắt đầu xuất hiện khe hở tí tí, dường như muốn vỡ ra. Đáng chết. Nội tâm Lục Lâm Thiên trong trầm xuống, cũng không thể thất bại như vậy a. Liều. Lục Lâm Thiên cắn răng, hắn đánh ra một thủ ấn, linh hồn lực càng cuồng bạo tuôn ra. Lực lượng linh hồn không ngừng khống chế tất cả, trong nháy mắt nhiệt độ của hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này trong ánh mắt như buông được gánh nặng của Lục Lâm Thiên, hỏa diễm bao bọc viên đan dược. Khe hở trên mặt viên đan dược cũng chậm rãi khép lại, hỏa diễm trong hỏa long đỉnh gào thét, Lục Lâm Thiên vào lúc này không biết được, trong gian phòng bên cạnh lão bộc nam thúc khoanh chân ngồi đó, thần sắc vẫn lo lắng, lúc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tiểu tử này, thiên phú bản thân thật tốt, không nghĩ tới sau khi linh vũ song tu thì linh hồn lực lại tăng nhiều, đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm rồi, cả đại lục linh vũ này, người có thiên phú như hắn sợ là không có bao nhiêu cả. Nam thúc nhẹ nhàng cười cười, lập tức khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu. Trong mật thất, thủ ấn không ngừng biến hóa, viên đan dược màu xanh bắt đầu xoay tròn trong hỏa diễm, tràn ngập hỏa quang sáng bóng. Thành cho ta! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, linh lực quay chung quanh, trong lúc vô hình có sóng gió nổi lên, lúc này ba đạo hỏa diễm cũng thu liễm lại, lập tức dung nhập vào trong viên đan dược màu xanh. Xuy, viên đan dược màu xanh đã xuất hiện màu vàng bóng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên cầm đan dược trong tay, thân thể hư thoát ngã xuống đất, miệng thở phì phò, lig ngực lên xuống phập phồng. Thành công, tăng nguyên đan. Nằm trên mặt đất. Nhìn viên đan dược màu xanh vàng trong tay của mình, Lục Lâm Thiên vui vẻ, đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan dược nhị phẩm, giá tiền cũng chừng 200 kim tệ, so với đan dược nhất phẩm đắt hơn gấp mấy lần. Còn có một viên, tiếp tục. Lục Lâm Thiên đứng lên, thu hồi tăng nguyên đan trong tay, lập tức khoanh chân ngồi điều tức, tiêu hao tiếp cận hư thoát, lần điều tức này Lục Lâm Thiên cảm giác không chỉ linh khí của mình tăng cường, còn ngưng thực hơn trước. Qua mấy canh giờ, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn càng thanh tịnh hơn trước rất nhiều. Tiếp tục luyện chế. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, vì tăng cường thực lực và trả nợ, mình bây giờ phải dốc sức liều mạng mới được. Trấn Thanh Vân, cuối năm đã tới, từng nhà đèn lig treo trên cao, răng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng vui sướng lig hớn hở, trong lục gia cũng như thế, đình viện các nơi được quét dọn sạch sẽ,
Trong đình viện cũng treo đầy đèn LIG màu đỏ, lộ ra cảnh tượng vui tươi. Trong Lục gia, trừ năm mới và những dịp có đại hỷ sự ra cũng có chuyện vui khác, chính là cuối năm tế tổ, thế hệ trẻ trong gia tộc sẽ tỉ thí với nhau, hai người mạnh nhất sẽ thay mặt Lục gia tham gia tỉ thí các đại gia tộc 3 năm một lần trong trấn Thanh Vân, mà năm người đứng đầu, đến lúc đó sẽ tiến vào trong Vân Dương Tông, trở thành đệ tử Vân Dương Tông. Vân Dương Tông 3 năm mới thu một đám đệ tử mới, vừa vặn cũng chính là năm sau, đây cũng là dịp không ít người chờ mong. Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, đây chính là việc nhiều người mơ ước tha thiết, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông có địa vị không chỉ cao hơn đệ tử bình thường, còn có thực lực mạnh hơn, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông nếu đi tới trấn Thanh Vân này, các tộc trưởng đại gia tộc cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám lãnh đạm. Tới gần cuối năm, trong Lục gia, tất cả người trẻ tuổi trực hệ cùng chi thứ đều nhao nhao quay về Lục gia, lớn tuổi cũng vội vàng quay về để tế tổ, thứ hai là muốn xem náo nhiệt. Không biết lần này hai người nào sẽ đại diện Lục gia tham gia vũ hội. Tộc nhân các đại chi cũng quay về, người hầu trong Lục gia đều bận rộn tới chóng mặt, Lục Tiểu Bạch lúc này đã tăng lên làm tổng quản, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cũng trở thành đối tượng đám người hầu hâm mộ. Ở tiền viện không ít nha hoàn đều nhìn trộm, làm cho Lục Tiểu Bạch cảm thấy nội tâm ngứa lên, nhưng mà cũng không dám sằng bậy, chính mình trở thành vũ giả, ánh mắt Lục Tiểu Bạch cao lên không ít. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Thúy đã không còn xinh đẹp như mình thấy trước kia nữa rồi. Trong mật thất, quanh người Lục Lâm Thiên có một tầng sáng bóng, thủ ấn hai tay không ngừng biến hóa, LIG ngực phập phồng. Hô hấp càng ngày càng vững vàng. Nhưng lúc này trong mật thất, ánh sáng quanh người Lục Lâm Thiên trở nên yên tĩnh. Khí lưu không ngừng bắn ra ngoài, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ rót vào trong người Lục Lâm Thiên. Ngàn vạn sợi tơ năng lượng này quấn quanh bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn qua trở nên huyền ảo không nói nên lời, mà lúc này trong người Lục Lâm Thiên, những năng lượng này bị âm dương linh vũ quyết hấp thu, hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền và khí hải Lục Lâm Thiên. Nhưng mà định lượng chân khí còn nhiều hơn linh khí rất nhiều, chỉ tăng cường một ít linh khí mà thôi. Những năng lượng này không ngừng bao phủ kinh mạch Lục Lâm Thiên, kinh mạch vào lúc này nhanh chóng khuếch trương ra, mà trên kinh mạch, Lục Lâm Thiên cảm giác đã xuất hiện một khe hở. Mà khe hở này có ánh sáng sáng bóng bao phủ, đau đớn trong đó làm Lục Lâm Thiên cắn răng chống lại. Tất cả những chuyện này Nam Thúc cũng sớm nói qua cho Lục Lâm Thiên biết, thôn phệ luyện hóa đan dược càng mạnh thì năng lượng càng mạnh, kinh mạch không chịu nổi sẽ giãn ra, nhưng mà năng lượng vượt qua thừa nhận cuối cùng của kinh mạch, như vậy kinh mạch sẽ đứt từng khúc mà chết. Cho nên hiện tại cho dù cầm một viên đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm tới, Lục Lâm Thiên cũng không dám ăn vào. Đó hoàn toàn là đùa với mạng nhỏ của mình, lại nói đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm trên cả đại lục linh vũ đều là bảo vật, hắn cũng không chiếm được, bản thân mình muốn luyện cũng không có thực lực đó. Cũng không biết lúc nào, trên mặt ngoài làn da Lục Lâm Thiên, vô số lỗ chân lông bị ngàn vạn sợi tơ năng lượng bao phủ, thỏa thích cắn nuốt đám năng lượng này, khí tức thân thể trong lúc vô hình chậm rãi tăng lên cao hơn. Hô! Sáng sớm ngày thứ hai. Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí trong người, hào quang sáng bóng quanh người đã không còn nữa. Âm dương linh vũ quyết, công pháp này thật sự quá mạnh mẽ, một viên tăng nguyên đan lại có thể giúp ta tăng lên thành vũ sĩ tam trọng. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, cứ theo đà này, chỉ cần hắn có đủ kim tệ mua dược liệu thì hắn chắc chắn không ngừng đột phá lên cao hơn. Sau khi luyện chế viên tăng nguyên đan thứ hai, Lục Lâm Thiên liền luyện hóa viên tăng nguyên đan này. Trong tay hắn vẫn còn một viên tăng nguyên đan, Lục Lâm Thiên lại không dám tiếp tục luyện hóa một viên cần tiêu hao thời gian không ngắn, cho nên tiếp tục phục dụng viên tiếp theo thì hiệu quả sẽ giảm nhiều, đây chính là lãng phí. Còn lại một viên tăng nguyên đan, hắn định mang nó đi bán, sau đó lại đổi một ít dược liệu tiếp tục luyện chế, Lục Lâm Thiên đoán bản thân mình tiếp tục như thế, không tới 3 tháng sẽ thanh lý toàn bộ số nợ trên người. Hình như ngày hôm nay là lễ mừng năm mới. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, hắn ở trong mật thất này ngây ngốc 7 ngày, ngày hôm nay chính là lễ mừng năm mới của thế giới này. Trên thế giới này có một ít phong tục gần với thế giới trước, Lục Lâm Thiên hiện tại càng nhớ về thế giới trước, nhưng mà kiếp trước đã là quá khứ, hiện tại quá khứ đã không còn bao nhiêu sức nặng với hắn, chỉ là hồi ức mà thôi. Không biết mẫu thân hiện tại thế nào rồi? Lục Lâm Thiên lo lắng, sau khi thu thập một phen, lại thu hỏa long đỉnh vào trong chữ vật giới chỉ, hắn rời khỏi mật thất. Đứa nhỏ này,
không biết đã xảy ra chuyện gì mà chưa trở về chứ. Trong đình viện, La Lan Thị vô cùng lo lắng, đã 7 ngày Lục Lâm Thiên vẫn chưa về. Tam Di, Lâm Thiên không có việc gì, chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ mà thôi. Lục Vô Song nói ra, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn lo lắng không dứt. Công tử trở về rồi. Lục Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài đình viện, hắn nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang từ xa đi tới. Đứa nhỏ này vì sao ngày hôm nay mới quay trở về thế, hôm nay chính là ngày tất niên đầu năm mà. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, La Lan Thị mới buông lỏng tâm tình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trách cứ vài câu. Có chuyện làm chậm trễ, cho nên trở về muộn. Lục Lâm Thiên nhìn thấy thần sắc mẫu thân, trong lòng của hắn có cảm giác ôn hòa, đây chính là cảm giác tình thân. Lâm Thiên, ăn cơm đi, Tam Di vẫn chờ đệ đấy, cơm nước xong đi theo ta, phụ thân ta bảo ta mang đệ tới từ đường. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Đi từ đường làm cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Đi tế tổ A Hát, đợi tí nữa tất cả người Lục gia sẽ đi tế tổ. Lục Vô Song nói ra. Tế tổ, hình như đệ chưa từng đi bao giờ, đệ không đi. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, trong trí nhớ của hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi từ đường, hiện tại bảo hắn đi, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Lâm Thiên, con phải đi. La Lan Thị lập tức nói ra. Mẫu thân, bọn họ bảo con đi thì đi sao, tính là cái gì chứ, con không đi, Lục gia không có bao nhiêu quan hệ với con cả. Lục Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên, sao con lại nói như thế, trên người của con đang chảy huyết mạch Lục gia đấy, con lớn lên trong Lục gia mà, nghe lời đi, con có thể tiến vào từ đường, đây là tâm nguyện của mẫu thân a. La Lan Thị nói. Mẫu thân, vậy người đi không? Lục Lâm Thiên hỏi. Tam Di không đi, Lâm Thiên, có chút chuyện, để có lẽ hiểu, cần từ từ. Lục Vô Song nói nhỏ. Vậy để càng không đi. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt đã mang đầy lãnh ý, đoán chừng Lục gia thấy mình bây giờ trở thành võ giả mới cho phép mình tiến vào từ đường, nhưng mà với hắn mà nói hắn không thèm. Lâm Thiên, con có nghe lời hay không, có phải muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin con đi đúng không? La Lan Thị nói ra, trong thần sắc đã mang theo giận dữ, đồng thời trong ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lục Lâm Thiên. Mẫu thân. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên run lên, trong lòng mẫu thân vẫn hy vọng mình có thể đi vào từ đường Lục gia, sau đó chính là hy vọng mình có thể vào một ngày nào đó nhận tổ quy tông, nhưng mà mình hoàn toàn không có quá nhiều hảo cảm với Lục gia này. Được rồi, mẫu thân, con đi. Nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, Lục Lâm Thiên lại không cách nào cự tuyệt được. Vậy là tốt rồi, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi thì đi từ đường. La Lan Thị nhìn thấy Lục Lâm Thiên đáp ứng, lập tức cao hứng ra mặt, ý cười hiện ra trong mắt. Mọi người ngồi xuống, trên bàn đã bày ra rất nhiều mỹ thực, vô cùng phong phú, ít nhất trong trí nhớ Lục Lâm Thiên thì đây là lần đầu tiên ăn được nhiều món ngon như thế. Lúc ăn cơm nhìn ra được tâm tình La Lan Thị thật tốt, vẫn gấp thức ăn cho Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song, còn có Lục Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh. Lâm Thiên, sau khi tế tổ thì trong tộc sẽ tổ chức đọ sức cho người trẻ tuổi, để có thử hay không? Ăn cơm xong, Lục Vô Song mang theo Lục Lâm Thiên đi tới từ đường Lục gia. Không cần. Lục Lâm Thiên nói ra, tỷ thí trong tộc hắn không có hứng thú tham gia. Tỷ biết rõ để có ngăn cách với Lục gia. Nhưng mà tỷ muốn nói rằng, nếu đệ có cơ hội tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó người nào muốn đối phó đệ cũng không dễ dàng như vậy, sẽ có bận tâm và cố kỵ. Lục Vô Song nói ra. Vô Song tỷ, đệ nhớ tỷ hình như là đệ tử Vân Dương Tông a. Lục Lâm Thiên nói. Lần trước chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, năm sau tỷ phải trở về Vân Dương Tông, lần này là thời gian 3 năm Vân Dương Tông tuyển nhận đệ tử mới, nếu đệ đại biểu Lục gia tham gia tỷ võ. Vậy có thể tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó cũng có thể cùng tỷ đi Vân Dương Tông. Lục Vô Song nói ra. Vân Dương Tông là nơi thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi, nghe nói qua Vân Dương Tông, nhưng mà hắn không hiểu. Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của nơi này, cường giả như mây, ở trong Vân Dương Tông có thể được rèn luyện và học tập tốt nhất, tất cả mọi người đều mơ ước gia nhập Vân Dương Tông đấy. Lục Vô Song nói. Tiến vào Vân Dương Tông rất khó sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đó là đương nhiên, người thiên phú bình thường thì Vân Dương Tông sẽ không thu, mà cả Trấn Thanh Vân này chỉ có 5 người mà thôi, mỗi lần như thế chỉ có người Lục gia, Vương gia,
Dương gia, Tần gia, La gia năm đại gia tộc tranh đoạt danh ngạch, còn có một chút gia tộc thực lực tương đối yếu cũng tham gia, mỗi gia tộc chỉ có thể chọn ra 2 người, sau đó chọn ra 5 người cuối cùng trong 30-40 người đó gia nhập Vân Dương Tông. Lục Vô Song trả lời, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, lại nói. Đương nhiên, nếu linh giả thì có thể trực tiếp gia nhập Vân Dương Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền. Xem ra linh giả không giống nha. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Lâm Thiên, đệ quyết định phải thử một chút đấy. Lục Vô Song hỏi. Đệ không có hứng thú, đệ còn muốn ở bên cạnh mẫu thân, không muốn đi Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên trả lời, trong lòng hắn hơi tò mò về Vân Dương Tông, có thể tiếp nhận rèn luyện cùng bồi dưỡng tốt nhất, thật sự làm cho tất cả mọi người động tâm, nhưng mà mình tu luyện âm dương linh vũ quyết lại không tiện tu luyện trong Vân Dương Tông, vẫn nên ở ngoài thì tốt hơn, đến Vân Dương Tông, tự nhiên không tránh được có một chút hạn chế. Tiểu tử, Vân Dương Tông ngươi đi thì tốt hơn, trong Vân Dương Tông có một thứ tốt, nếu ngươi đạt được, có lẽ có chút tác dụng. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Đệ đang nhìn cái gì thế? Lục Vô Song nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Không có gì. Lục Lâm Thiên nói. Vô Song tỷ, tỷ thí trong tộc ngày hôm nay là thế nào? Thế nào, đệ thay đổi chủ ý sao? Lục Vô Song mỉm cười, lập tức nói. Hôm nay trong gia tộc sẽ tổ chức kiểm tra, tu vị đến vũ sĩ thì có thể tham gia tỷ thí, hai người cuối cùng sẽ đại biểu Lục gia đọ sức với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân, mà những người thiên phú tốt sẽ ở lại trong gia tộc bồi dưỡng. Ồ! Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, hai người lúc này đi tới đình viện rộng rãi, dọc theo con đường này có rất nhiều người hầu nhìn Lục Lâm Thiên đều gật đầu, ánh mắt và thần sắc so với trước kia hoàn toàn là một trời một vực. Chúng ta đến rồi. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Từ đường Lục ra. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào bốn chữ xanh to trên biển, kiểu chữ hùng hậu hữu lực, không giống như là người bình thường viết, hắn hơi tò mò. Vô Song tiểu thư. Bên ngoài đình viện, hai người hầu tôn kính hành lễ, lập tức hiếu kỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chúng ta vào đi thôi. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Theo sau Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên đi vào từ đường, mà ở trước từ đường chính là một cái sân rộng, nơi này có hơn 100 người tới từ nội viện. Lục Lâm Thiên vừa nhìn cũng nhận ra được, hơn 100 người này là đệ tử trực hệ và chi thứ của Lục gia, đều là người trẻ tuổi. Mà Lục Lâm Thiên cũng chú ý tới phía trước, ở đó đám người Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh tụng 5 tụng 3, thần sắc không thay đổi, Lục Lâm Thiên cũng để ý tới. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Lâm Thiên hai người đi tới, thần sắc tất cả mọi người biến đổi, đối với Lục Lâm Thiên, đệ tử Lục gia tự nhiên vô cùng quen thuộc, thân phận Lục Lâm Thiên cũng là trò cười của Lục gia. Sao hắn tới đây? Hắn không phải là người Lục gia, không phải không thể đi vào từ đường sao? Nghe nói Lục Lâm Thiên đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ, đoán chừng như vậy mới có thể tiến vào từ đường A, gia chủ khả năng muốn hắn nhận tổ quy tông. Thực lực vũ sĩ, thiên phú không tồi, lúc trước Vô Song tiểu thư 16 tuổi cũng có thực lực vũ sĩ, hiện tại đã là đệ tử Vân Dương Tông rồi. Người biết cái gì, lúc này Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh nghe nói đều là vũ sĩ, Lục Mị cùng Lục Thiếu Hùng đã đạt tới vũ sĩ cực hạn. Vẫn là đệ tử trực hệ tốt hơn. Những chi thứ chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Một ít người đã bắt đầu ở lặng lẽ nghị luận, đối với Lục Lâm Thiên trở thành vũ giả gần đây, người trong Lục gia đều biết được. Trong từ đường này, không phải người Lục gia thì tốt nhất rời hỏi, A Miêu A Cẩu gì cũng có thể tiến vào sao. Một giọng nói chào phúng truyền tới, nói chuyện lại chính là Lục Thiếu Hổ. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, Lục Thiếu Hổ tự nhiên nói là mình, đúng là mẹ nào con nấy. Trong trí nhớ Lục Lâm Thiên biết được, Lục Thiếu Hổ bình thường không ít lần khi nhục Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, chính là nói người đấy, người tới từ đường làm cái gì? Chu Hải Minh cười nhạo nói, lần trước trong hậu hoa viên bị Lục Lâm Thiên cướp đi danh tiếng, hắn vẫn nhớ kỹ tới bây giờ, trong nội tâm vẫn ghi hận không thôi. Vậy người tới làm cái gì, Chu gia từ khi nào biến thành Lục gia rồi? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Nếu từ đường Lục gia không phải mẫu thân bảo mình tới, chính mình đúng là không muốn đến, về phần Chu Hải Minh này, trong trí nhớ Lục Lâm Thiên biết rõ hắn cũng không tốt tới đâu, cho dù là cháu của nhị cô phu cũng không cần phải nể tình. Ngươi! Chu Hải Minh lập tức giận dữ, hắn lai lạnh nhạt nói.
ta chẳng muốn chấp nhặt với tạp chủng làm gì. Chu Hải Minh, người đủ rồi, Lâm Thiên chính là do phụ thân ta gọi tới, người có tư cách gì nói này nói kia. Lục Vô Song quát. Chu Hải Minh hung hăng không thôi, trước mặt Lục Vô Song thì hắn không dám nói thêm cái gì, hung dữ nhìn Lục Lâm Thiên sau đó quay đầu đi. Vô Song tỷ, đại bá cũng không có quyền lợi cho hắn vào từ đường nha, hắn cũng không phải là người Lục gia. Lục Thiếu Hổ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, lập tức nói ra. Lục Thiếu Hổ, đây là ý của Gia Gia, người có chuyện gì thì đi gặp Gia Gia nói đi. Lục Vô Song nói ra. Nghe được Lục Vô Song nói thế, thần sắc Lục Thiếu Hổ hơi đổi, lập tức không thèm nói thêm cái gì, lão gia chủ Lục gia không phải người nào cũng có tư cách bình luận, hắn chính là người có địa vị cao nhất Lục gia. Vô Song tỷ, sao ngươi bây giờ mới tới? Trong đám người, Lục Mị mặc bộ cẩm y đi tới bên cạnh Lục Vô Song, tuổi tuy nhỏ nhưng đã có khí thức vũ mị, dáng người uyển chuyển và đường cong mê người, trước ngực đã nhô lên, bộ dáng căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Lục Mị đến bên cạnh Lục Vô Song và nhìn chằm chằm lên người Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt ít đi vài phần xem thường Lục Lâm Thiên, nhiều ra vài phần ý khác. Lục Lâm Thiên cũng nhìn qua Lục Mị, từ trong ánh mắt nữ tử này, hẳn là một nữ nhân có tâm kế, tuổi còn nhỏ đã thế, lớn lên còn ghê gớm hơn nhiều, chính mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn. Ân, hiện tại đến rồi, cũng không muộn. Lục Vô Song nói ra. Đại gia đến, tứ gia đến, mau nhìn. Trong đám người bạo động nho nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đình viện có mấy đạo thân ảnh đi tới, người đi đầu khí khái hào hùng, mặc trường bào, Lục Lâm Thiên nhận ra, đây là lão đại Lục gia Lục Đông. Mà bên cạnh Lục Đông chính là nữ tử trung niên, bộ dáng ung dung, chính là thê tử Lục Đông Hoàng Thị, cũng là dưỡng mẫu của Lục Vô Song. Ngoài ra bên trái Lục Đông là đại hán trung niên mặc trang phục màu xanh da trời, bộ dáng có ba phần tương tự Lục Đông, lưng hùm vai gấu, ánh mắt lợi hại, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, chính là tứ thúc của Lục Lâm Thiên, gọi là Lục Tây, bên cạnh là tứ thẩm Trần Thị. Về phần nữ nhân trung niên mặc cẩm bào, bộ dáng phú quý, tóc chải cao, trên mặt quẹt qua một ít phấn son bọt nước, chính là nhị cô Lục Lâm Thiên, Lục gia lão nhị Lục Nam. Lục gia tăng thêm một người con nuôi, tổng cộng là 5 người, phân biệt chính là Lục Đông, Lục Nam, Lục Trung, Lục Tây, Lục Bắc, phụ thân Lục Lâm Thiên chính là lão tam Lục Trung. Lúc này bên người Lục Nam có một nam tử trung niên mặc cẩm bào, chính là phụ thân Lục Nam của hắn, nhìn chằm chằm vào bọn họ, thần sắc Lục Lâm Thiên hơi đổi, Triệu Tuệ cũng ở trong đó, một thân hoa phục, mang theo khí chất cao ngạo, cũng đang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ, Triệu Tuệ hẳn là không biết mình được tới từ đường, thế nhưng mà lúc này không nói thêm gì, đoán chừng bởi vì đại bá hoặc là người gọi là gia gia nói chuyện, không cho phép nàng phản đối. Mà người trong Lục gia, Lục Lâm Thiên không có nhìn thấy người mà mình gọi là phụ thân, còn có tứ thúc cùng phụ thân Lục Mị, Lục Bắc. Trừ những người này ra, Lục Lâm Thiên còn nhận ra một ít trưởng lão Lục gia, địa vị trong Lục gia cũng không thấp, trưởng lão Lục gia trừ một ít đại sự Lục gia ra, chuyện khác cần trưởng lão thông qua nghị quyết mới thông qua được. Lục Đông đi tới, những người khác không dám nói chuyện, đều là yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Tất cả vào đi. Lục Đông nhìn chằm chằm vào người nơi này, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Lục Đông vào từ đường, Lục Lâm Thiên chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Lục gia so với tưởng tượng Lục Lâm Thiên còn lớn hơn một ít, từ đường đủ rộng để là chứa mọi người, trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Lục gia. Lục Lâm Thiên hơi dò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Trong từ đường có hơn 100 bồ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó, đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử chi thứ xếp phía sau. Lục Lâm Thiên đi cuối cùng, đứng ở góc cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước, đám người Lục Vô Song cùng Lục Mị lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này thần sắc người Lục gia vô cùng trang trọng, nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà đám người Lục Đông, Lục Nam thì đi lên trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí. Lục Đông sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường, trong khoảng khắc đệ tử Lục gia lặng ngắt như tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Lục Đông chậm rãi nói. Tổ tiên Lục gia cắm rễ ở Trấn Thanh Vân đến nay, Lục gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại Trấn Thanh Vân này. Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Lục Đông truyền ra,
giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Lục gia, mà Lục Đông hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Lục gia. Lục Lâm Thiên nghe cũng không cảm thấy cái gì, đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi, ngược lại theo như lời Lục Đông nói, trong tổ tiên từng có một tổ tiên Lục gia chính là cường giả Vũ Vương, hắn nghe xong thì kinh ngạc, thực lực Vũ Vương trên cả đại lục cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, không nghĩ tới trong các tiền bối Lục gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Lục gia lúc này nghe Lục Đông nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, những người này đều là tổ tiên Lục gia, bọn họ với tư cách đệ tử Lục gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của Lục gia thì đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang. Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, Lục gia rất nhiều đời trôi qua, tự nhiên là có sự tích anh hùng, chính mình với tư cách một kẻ xuyên Việt, chuyện này cũng không quan hệ quá lớn với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyện mong truyền thừa Lục gia không tắt. Lục Đông nói câu này hoàn toàn không lớn nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ. Lục Đông nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả, lập tức dẫn đầu quỳ xuống, cả đám người sau lưng hắn như Triệu Tuệ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Lục gia cũng quỳ xuống, bắt đầu ba bái chín khấu, về phần Lục Lâm Thiên, hắn vẫn quỳ trên đất, bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi, tổ tiên Lục gia có liên quan gì tới mình đâu. Bái này cũng là thay Lục Lâm Thiên bái. Tốt, đứng dậy a. Ba quỳ chín khấu xong, Lục Đông đứng dậy nói với đám đệ tử Lục gia sau lưng. Mọi người đứng dậy, trong thần sắc đầy chờ mong và mong đợi, kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Lục gia. Hiện tại đi diễn võ trường a, đi kiểm tra. Lục Đông nhìn mọi người nói ra. Đi kiểm tra. Một đám đệ tử Lục gia hưng phấn lên, rốt cuộc tỉ thí trong Lục gia cũng bắt đầu. Đây mới là chờ đợi chính thức của đệ tử Lục gia. Đệ tử Lục gia hưng phấn xông ra cửa, Lục Lâm Thiên thần sắc giấu giếm, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ đến Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông, vậy mình phải tham gia thi đấu trong tộc mới được, nếu không hắn không thể tiến vào Vân Dương Tông. Lâm Thiên, ngươi cũng đi kiểm tra đi. Vào lúc này giọng của Lục Đông lọt vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, ta mang ngươi đi. Một giọng nói dịu dàng truyền tới. Làm Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn là, Lục Mị đi tới trước mặt hắn. Lúc này Lục Mị mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hương thơm lọt vào trong mũi của hắn, Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, Lục Mị này không ngờ lại lấy lòng của mình. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song hiện tại đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Ân, Lục Lâm Thiên không có cự tuyệt, theo như Nam Thúc nói chuyện, chính mình phải nghĩ biện pháp đi vào Vân Dương Tông mới được. Không biết trong Vân Dương Tông này có bảo vật gì khiến Nam Thúc cũng để ở trong lòng, dùng ánh mắt Nam Thúc, thứ lọt vào trong mắt chắc chắn chính là bảo bối. Đại ca, sao Lục Lâm Thiên có thể tham gia kiểm tra chứ? Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song vừa rời đi, trong từ đường, sắc mặt Triệu Tuệ khó coi nhìn chằm chằm vào Lục Đông hỏi. Tam muội, đây là phụ thân phân phó, có nghi vấn thì đi hỏi phụ thân đi. Lục Đông nói ra. Ta cho tiểu tử kia tới từ đường đã là cực hạn, chẳng lẽ Lục gia cố ý gây khó xử ta sao, khi dễ nhà mẹ đẻ của ta không người sao? Nên nhớ Lục gia lúc trước đáp ứng ta thế nào? Triệu Tuệ nói ra. Tam muội, người đây là ngươi nói cái gì? Lục gia đáp ứng người vĩnh viễn không nhận Lâm Thiên quay về Lục gia, nhưng mà ngươi cũng đã đáp ứng, không được khó xử mẫu tử bọn họ a. Nhưng những năm qua ngươi có làm khó bọn họ hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng, chuyện này cứ thế đi. Chúng ta đi xem bọn họ kiểm tra, thiên phú thiếu hổ không tệ, rất có hy vọng tiến vào Vân Dương Tông, ngươi cũng đừng nói thêm câu nào nữa. Lục Đông nói xong, hắn rời khỏi từ đường. Đệ muội, người đã nghĩ nhiều, ít nhất tiểu tử kia muốn chính thức nhận tổ quy tông cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Nam đến bên người Triệu Tuệ nói ra. Ta thấy Lục gia đúng là muốn tiểu tử kia nhận tổ quy tông a, nhận tổ quy tông, ta kiên quyết không đồng ý. Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng ra khỏi từ đường. Phu thê Lục Nam và Chu Lập Hưng nhìn nhau, lập tức ra khỏi từ đường, đi vào diễn võ trường. Lục gia diễn võ trường diện tích cũng không nhỏ, bình thường chính là cấm địa của Lục gia, chỉ có đệ tử trong tộc Lục gia đạt được phê chuẩn mới có thể đi vào, đệ tử và người hầu không có được phê chuẩn mà tiến vào sẽ nghiêm phạt không tha. Lúc này trên diễn võ trường đã sớm dựng sẵn đài cao. Tụ tập không ít người hầu Lục gia ở chung quanh, hôm nay người hầu Lục gia cũng có thể tiến vào diễn võ trường, đồng thời hôm nay là lễ mừng năm mới,
Lục gia cũng cho tất cả người hầu được nghỉ và tiền lì xì, những người hầu lúc này mừng như nở hoa. Mà mọi người tụ tập bên ngoài diễn vũ trường chính là muốn quan sát kiểm tra và tỉ thí mỗi năm một lần của Lục gia, đặc biệt là hai người thắng hôm nay sẽ đại biểu Lục gia đi tham gia tỉ thí của Vân Dương Tông. Nếu tiến vào Vân Dương Tông, đây chính là cơ hội làm cho người ta hâm mộ. Lục Lâm Thiên đi cùng Lục Vô Song và Lục Mị đến diễn vũ trường này hắn tới lần đầu tiên, cho dù là Lục Lâm Thiên lúc trước cũng chưa từng tới bao giờ. Trên đường đi, Lục Mị đều lấy lòng Lục Lâm Thiên chỉ cười nhạt, không biết trong lòng tiểu mỹ nhân này nghĩ cái gì. Lúc này ba người Lục Lâm Thiên đến diễn vũ trường, cả đám đệ tử Lục gia tham gia tế tổ đã tới trước, cả đám vô cùng kích động, đây chính là cơ hội thật tốt, nếu có thể đại phóng dị sắc. Cho dù không cách nào đại biểu Lục gia đi quyết chiến với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân này, như vậy cũng sẽ được Lục gia bồi dưỡng, đối với tiền đồ của mình sẽ có lợi vô cùng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào vũ trường, cả đám người hầu Lục gia và một ít tộc nhân khác vây quanh bên ngoài diễn vũ trường, cũng có 400-500 người ở đây, ở thật xa Lục Lâm Thiên nhìn thấy Lục Tiểu Bạch cùng mẫu thân đang ở đó, Lục Tiểu Bạch còn không ngừng vẫy tay với hắn. Xếp hàng, chuẩn bị kiểm tra. Đám tiểu tử các ngươi là long là trùng thì kiểm tra sẽ biết, đều ra tay toàn lực cho ta, lúc này vẫn như trước kia, đạt tới cấp độ vũ sĩ sẽ được ban thưởng đan dược nhị phẩm, hai người chiến thắng cuối cùng sẽ được ban thưởng 2.000 kim tệ. Lúc này Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam, Triệu Tuệ đang ở trên đài cao, còn có mấy trưởng bối của Lục gia đang đứng. 2.000 kim tệ, đan dược nhị phẩm, đáng tiếc ta không phải vũ sĩ. Không ít đệ tử Lục gia than thở. Hơn trăm đệ tử Lục gia, đạt tới cấp độ vũ sĩ chỉ giải rác không có mấy, nhưng lúc này lại có mấy người vui vẻ, chính là Chu Hải Minh cùng Lục Thiếu Hổ. Lâm Thiên Ca, người hình như đã là vũ sĩ A, nên cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Lục Mị Vũ Mị cười cười nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Lục Mị cố ý phóng điện, tuổi còn nhỏ cũng đã làm cho người ta không chịu nổi, nếu qua vài năm còn không biết sẽ tai họa cho bao nhiêu người đây. Lục Vô Song lúc này thần thái sinh ra nghi hoặc, trong Lục gia hiện tại đang nói Lục Lâm Thiên chính là vũ giả vũ sĩ, nhưng mà nàng biết Lục Lâm Thiên chính là linh giả A. Tiếp nhận kiểm tra, đứng bên này. Phía trước có âm thanh truyền tới, không ít đệ tử Lục gia chuẩn bị kiểm tra đứng xếp hàng. Lâm Thiên Ca, chúng ta đi qua đi, ta cũng muốn kiểm tra đấy. Lục Mị nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên đi thôi, ta cũng không cần tiếp nhận kiểm tra. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Lục Lâm Thiên theo Lục Mị đi tới sau lưng một đám đệ tử Lục gia, xuyên thấu qua đám người thì nhìn thấy nhiều đệ tử Lục gia đang được kiểm tra. Một trưởng lão Lục gia mặc trường bào màu xám xuất ra một quả thủy tinh cầu lớn như lòng bàn tay. Đệ tử Lục gia nhắm mắt tỉnh thần, năm ngón tay đặt lên thủy tinh cầu này. Tên đệ tử Lục gia này vận công vào thủy tinh cầu, đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Lục Lãng, hỏa hệ vũ đồ tam trọng. Thiên phú bình thường, tiếp theo. Trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố, đệ tử Lục gia tiếp theo đi lên tiếp nhận kiểm tra. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đệ tử Lục gia tiếp nhận kiểm tra, tuổi chừng 16-17 lại là vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường, xem sắc mặt của thiếu niên này mang theo thất vọng. Đệ tử Lục gia thứ hai đi lên, năm ngón tay phải cầm lấy thủy tinh cầu lập tức bắn ra hào quang màu vàng đất. Lục Thanh, thổ hệ vũ đồ ngũ trọng. Thiên phú trung đẳng, tiếp theo. Trưởng lão Lục gia nói ra, hơn ngàn đệ tử Lục gia đi lên tiếp nhận kiểm tra, mà đệ tử Lục gia này mạnh hơn người trước một chút. Lục Minh, thủy hệ vũ đồ tứ trọng, thiên phú trung đẳng, tiếp theo. Lục Lộ, hỏa hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thượng đẳng, tiếp theo. Lục Bạch, thổ hệ vũ đồ lục trọng, thiên phú trung thượng, tiếp theo. Lục Vân, thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thật tốt, tiếp theo. Trưởng lão Lục gia khẽ giật mình, lập tức nói ra, thiếu nữ 17-18 tuổi mỹ mạo thanh tú, mặc váy dài màu xanh đứng đó đã trở thành tâm điểm của đệ tử Lục gia, nàng đã đột phá vũ sĩ, thiên phú đã thật tốt. Một đệ tử Lục gia lại đi lên kiểm tra, trong chi thứ Lục gia cũng có không ít thế hệ thiên phú thượng đẳng, làm cho một đám người Lục gia cao hứng không thôi, người trẻ tuổi thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ sau này của Lục gia. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào cảnh kiểm tra kia, sau đó nhìn ra thiên phú không đơn thuần nhìn vào tu vị và thực lực, mà là nhìn thực lực với tuổi tác, một là 6 tuổi vũ đồ lục trọng và một 20 tuổi vũ đồ lục trọng,
thiên phú hoàn toàn khác nhau, tuổi càng nhỏ chứng minh thiên phú càng cao. Sau nửa canh giờ phía trước đã kiểm tra không ít, còn lại chỉ còn có Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Hùng, Lục Mị và mấy đệ tử trực hệ Lục gia, đương nhiên còn có Lục Lâm Thiên ở trong đó, mà đệ tử trực hệ Lục gia kiểm tra chính là tiêu điểm của người ta, dù sao từ bồi dưỡng, đệ tử trực hệ Lục gia chiếm được tiện nghi không nhỏ. Trên đài cao, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây nghiêm túc, mấy đệ tử trực hệ Lục gia cấp độ thế nào bọn họ hiểu rõ, so với chi thứ thì mạnh hơn không ít, đương nhiên trong đệ tử chi thứ, Lục Vân chính là người làm cho đám người Lục Đông, nhưng mà càng làm mừng rỡ. Lão Tứ, Thiếu Hùng thiên phú không tệ a. Lục Đông nghiêng người nhìn qua Lục Tây lưng hùm hàm gấu nói. Là không tệ, chỉ có chưa đột phá lên cấp độ vũ sĩ, còn kém một chút. Lục Tây thở dài, nhưng mà trong thần sắc lại vui vẻ, con của hắn Lục Thiếu Hùng tuy chưa đột phá lên vũ sĩ, nhưng tuổi chưa tới 15 đã là vũ đồ cửu trọng, đây là thiên phú thật tốt, phóng nhãn Lục gia, thiên phú này cũng là số 1 số 2, cấp độ tăng lên không kém gì Lục Vô Song chút nào. Thiếu Hùng chưa tới 15 tuổi, 3 năm sau, Vân Dương Tông sẽ nhận người lần nữa, Thiếu Hùng nhất định không có vấn đề, thiên phú này cũng không kém gì Vô Song, hảo hảo bồi dưỡng, trẻ tuổi Lục gia ta hiện tại sẽ vượt qua những nhà khác. Lục Đông cười nói, một gia tộc trừ dựa vào cường giả gia, huyết mạch mới mạnh mẽ cũng là căn cơ của gia tộc, đây là gốc rễ của một gia tộc. Lão đại, ngươi xem lần này hai người cuối cùng sẽ là ai đi tranh đoạt với Vương gia, Dương gia đây? Lục Tây nói, cái này, bây giờ còn khó mà nói, Thiếu Hổ đã sớm đạt tới cấp độ vũ sĩ, Hải Minh cũng thế, vốn nên là hai người này, nhưng mà hiện tại Lục Vân đã làm cho chúng ta kinh hỉ, tăng thêm Lâm Thiên, có thể nói trong thế hệ trẻ Lục gia chúng ta cũng được tính là thiên tài đông đúc. Lục Đông cười nói, đại ca, Lục Lâm Thiên chưa tính là người Lục gia à? Thần sắc Triệu Tuệ trầm xuống phản bác. Lâm Thiên tốt xấu gì cũng có huyết mạch Lục gia chúng ta, nghe nói một người trong lúc bất chi bất giác đạt tới cấp độ vũ sĩ, loại thiên phú này cũng là hãn hữu, tam tẩu nên cân nhắc cho Lục gia, cũng không cần quá mức so đo. Lục Tây lúc này nhàn nhạt nói ra, dường như quá không chào đón Triệu Tuệ, lời thẳng dạ thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Tốt, chuyện này nói sau, mau nhìn Thiếu Hùng kiểm tra kìa. Thần sắc Lục Đông tươi cười, ánh mắt mọi người hiện tại nhìn qua. Trong tràng, Lục Lâm Thiên hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Hùng mặc hộ hoa phục, mang theo vài phần khí khái hào hùng, tay phải đặt lên thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện quang mang màu lam. Lục Thiếu Hùng, thủy hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia hưng phấn lên, thời điểm 15 tuổi đã sắp đột phá vũ sĩ, vậy càng khó lường, từ khía cạnh nào đó nó đã đại biểu cho đại tiền đồ. Kế quả kiểm tra vừa ra, trong Lục gia có không ít thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hùng, cả đám có chung biểu hiện bộ dáng mê trai. Thiên phú này không kém a, 3 năm sau, đi Vân Dương Tông là chắc chắn rồi. Lục Đông cũng vô cùng cao hứng, đây chính là tiền đồ của Lục gia a. Lục Tây cùng Trần Thị hai người hiện tại vui vẻ, thiên phú này đúng là không kém. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia nói nhỏ, lập tức Chu Hải Minh đi nhanh lên trên, trong thần sắc đầy ngạo nghễ, dường như mang theo vài phần tự tin. Nhị tỷ phu, thực lực Hải Minh tới bước kia rồi. Trên đài cao, Lục Tây hỏi. Gần đây ta cũng không có hỏi hắn, không quá rõ ràng. Lục Nam mỉm cười, dường như có vài phần tự tin về con mình. Hải Minh năm nay 19 tuổi, ta nghe nói hắn sớm đột phá lên vũ sĩ. Lục Tây nói nhỏ. Đúng vậy à, 3 năm trước đây Hải Minh vừa vặn không ở Lục gia, bằng không lần trước đã cùng Vô Song đi Vân Dương Tông. Chu Lập Hưng cười nói. Lúc này Chu Hải Minh tay phải cầm lấy thủy tinh cầu, trong thần sắc mang đầy ý cười, vận công rót chân khí vào, trên thủy tinh cầu xuất hiện quang mang. Lục Lâm Thiên hiện tại cũng tò mò nhìn qua. Cảm giác khí tức trên người Chu Hải Minh, Lục Lâm Thiên cũng có thể biết rõ, trong mọi người, thực lực Chu Hải Minh hẳn là mạnh nhất. Hào quang màu vàng đất từ trong thủy tinh cầu bắn ra ngoài, hào quang này chói mắt hơn các hào quang khác nhiều, đối với thủy tinh cầu này, Lục Lâm Thiên xem mà không hiểu. Chu Hải Minh, thổ hệ vũ sĩ thất trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố, những năm qua có thể đo lường ra một thiên phú thật tốt đã rất khó tìm. Năm nay kiểm tra ra nhiều người như thế, đủ để khiến hắn hưng phấn rất lâu. Vũ sĩ thất trọng, đúng là không tệ a. Lục Đông cũng cảm thán, nói.
Nếu như lúc trước tiến vào trong Vân Dương Tông, tu vị hiện tại chắc chắn đã đột phá vũ sư a. Chúc mừng nhị tỷ, xem ra lần này Hải Minh muốn đi Vân Dương Tông cũng không khó. Lục Tây nói ra, chuyện này còn khó nói, không biết trong gia tộc khác còn có cường giả khác hay không. Lục Nam cười nói, lo lắng trong gia tộc khác có người mạnh hơn, về phần người trong Lục gia nàng đã không đặt trong lòng, dựa theo những năm qua mà xem, vũ sĩ tứ trọng đã có thể tiến vào trong Vân Dương Tông. Từ kết quả kiểm tra mà nhìn, trong Lục gia có không ít thiếu nữ đưa mắt nhìn qua. Chu Hải Minh cũng cười đắc ý, ở Lục gia, trong thế hệ trẻ không ai có thực lực vượt qua lần này hắn đi Vân Dương Tông chắc rồi, đến Vân Dương Tông, tiền đồ của hắn sẽ tươi sáng. Tiếp theo, trưởng lão áo xám tiếp tục nói, lúc này mặc một bộ cẩm bào, trong thần sắc Lục Thiếu Hổ mang theo vẻ kiêu ngạo đi tới phía trước, trong mắt vui vẻ. Trên khán đài Triệu Tuệ cũng nhìn qua, bộ dáng rất vui vẻ. Bắt đầu, trưởng lão áo xám nói ra. Lục Thiếu Hổ đặt tay phải lên thủy tinh cầu, vui vẻ thu liếm, hắn bắt đầu rót chân khí vào, không gian chung quanh sinh ra chân động vô hình. Thuộc tính thổ hệ, còn có thuộc tính mộc hệ. Thân là vũ giả toàn hệ, Lục Lâm Thiên lập tức linh mẫn phát giác được trong không gian chung quanh lúc này tồn tại hai chủng loại thuộc tính nguyên tố. Chẳng lẽ là vũ giả song hệ? Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên xuất hiện ý niệm này. Trên thủy tinh cầu bắn ra hào quang chói mắt. Thủy tinh cầu phân ra hào quang nửa xanh nửa vàng tranh nhau cùng sáng, mà Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây và các trưởng lão khác trên khán đài đứng bật dậy. Lục Thiếu Hổ, thổ hệ, mộc hệ, vũ giả song hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trưởng lão áo xám kinh ngạc hít sâu một hơi, vũ giả song hệ tại đại lục linh vũ tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác, đặc biệt Lục Thiếu Hổ hiện tại chưa tới 16 tuổi đã là vũ sĩ tam trọng, thiên phú bản thân khó lường. So với Lục Thiếu Hùng còn tốt hơn nhiều, thiên tài như thế tuyệt đối thuộc về đặc cấp, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Trời ạ, vũ giả song hệ. Một đám người Lục gia cũng kinh ngạc không thôi, song hệ vũ giả, đối với Lục gia là thế gia vũ đạo mà nói, tự nhiên biết rõ ý nghĩa đại biểu trong đó. Tam muội, người giấu giếm chúng ta thật lâu a, Thiếu Hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Lục Đông lúc này cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Vũ giả song hệ, Lục gia chưa từng xuất hiện qua. Đúng vậy Tam Tẩu, Thiếu Hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao có thể không nói cho chúng ta biết. Lục Tây lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại mọi người không phải cũng biết sao. Triệu Tuệ mỉm cười, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên vài lần. Lục gia chúng ta thật sự xuất hiện một thiên tài rồi, nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ rất cao hứng. Lục Nam nói ra. Thật đúng là vũ giả song hệ AH. Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng là không có giật mình chính là toàn hệ vũ giả, chuyện này nhìn qua cũng chẳng có gì cả. Tiếp theo, lúc này trưởng lão áo xám thu liếm kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói. Lục Mỹ nghiêm mặt, nhàn nhạt đi ra phía trước, dáng người uyển chuyển, toàn thân lung linh, lộ ra đường cong hấp dẫn trẻ trung, cũng làm cho không ít nam nhân bỏng mắt. Nhưng mà tại Lục gia ai cũng biết Lục Mị ánh mắt cực cao, có thể tới gần nàng không có mấy người. Lục Lâm Thiên nhìn qua, có lẽ Lục Mị vẫn còn là vũ đồ, thiên phú không tồi, nhưng so với Lục Thiếu Hùng cùng Lục Thiếu Hổ thì kém hơn một chút. Lục Mị đặt bàn tay trắng như ngọc lên thủy tinh cầu, lập tức sau trên thủy tinh cầu bắn ra lam sắc quang mang. Lục Mị, thủy hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão áo xanh nói ra. Lục Mị đứa nhỏ này. Thiên phú cũng không tệ. Trên khán đài, Lục Đông tán thưởng không ngớt, thiên phú này trong những người trẻ tuổi kiểm tra qua cũng có thể bài danh top 5. Mà Lục Mị lúc này dường như cũng không hài lòng về mình, thần sắc trầm trọng, chủ yếu là bởi vì Lục Thiếu Hổ cùng Chu Hải Minh đã đoạt đi hào quang của nàng. Một người cuối cùng, Lục Lâm Thiên, lên đây đi. Trưởng lão Lục gia nói ra, nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong thần sắc có chút nghi hoặc, về phần Lục Lâm Thiên. Trong cả Lục gia người nhận ra cũng không ít. Lục Lâm Thiên không có do dự, nhẹ nhàng tiến lên, hắn dù gì cũng là người hai đời, trước mặt thiếu niên thiếu nữ cũng không có khẩn trương. Hừ! Trên khán đài, Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có phản ứng nào khác. Lâm Thiên một người có thể tu luyện tới vũ sĩ, thiên phú này không tệ. Lục Tây nói ra, không có người chỉ đạo, có thể mạnh tới đâu. Lục Nam nói nhỏ một tiếng. Tiểu Bạch A Hát,
ngươi nói Lâm Thiên Thiên Phú như thế nào? Bên ngoài, La Lan Thị khẩn trương đứng trong đám người, nhi tử có thể tham gia tế tổ, lúc này còn được tham gia kiểm tra và đọ sức, La Lan Thị đã rất vui vẻ, nhưng lúc này cũng khẩn trương không biết Thiên Phú nhi tử như thế nào. Phu nhân cứ yên tâm đi, công tử nhất định không có vấn đề. Lục Tiểu Bạch nói ra, hắn có thể trở thành vũ giả đều là nhờ công tử hỗ trợ đấy, công tử tự nhiên càng không cần phải nói. Vậy sao? La Lan Thị siết chặt hai tay, thần sắc vẫn khẩn trương không thôi. Rót chân khí vào, trong đầu không nghĩ cái gì, điều động thuộc tính trong thân thể. Trưởng lão Lục gia nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Nhắc tay phải lên, Lục Lâm Thiên đặt lên thủy tinh cầu, lập tức bình tâm tĩnh khí, chậm rãi rót chân khí vào, dẫn động thuộc tính trong cơ thể, đối với Lục Lâm Thiên mà nói đây là chuyện dễ dàng. Lập tức năm màu thanh, hồng, hoàng, bạch, lam quay chung quanh bên người Lục Lâm Thiên, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, năm loại hào quang hình thành vòng xoáy nho nhỏ, không gian bắt đầu chấn động. Đây là... Nhìn thấy một màn này, trên khán đài mấy trưởng lão Lục gia Lục Đông, Lục Tây cũng biến sắc. Tiểu tử, người khiêm tốn một chút, toàn hệ vũ giả không nên để lộ ra ánh sáng hiện giờ. Lúc này giọng của Nam Thúc vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Con quên. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn biểu hiện, nhưng mà nhất thời quên mà thôi, lập tức vội vàng khống chế thuộc tính của mình. Xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện thủy tinh cầu giống như máy móc hấp thu thuộc tính của mình, cho nên muốn bỏ thuộc tính khác cũng khó khăn. Thu cho ta. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế thuộc tính rất là thành thạo, lập tức vội vàng thu hồi thuộc tính, nhưng mà trong lòng vội vàng cũng chỉ thu được hai chủng thuộc tính. Năm hào quang quanh người giảm đi hai loại, còn có ba loại sáng bóng quanh quẩn, mà lúc này trên thủy tinh cầu cũng xuất hiện ba loại ánh sáng vô cùng chói mắt. Một màu vàng, một màu trắng, một màu đỏ. Trời ạ! Tên trưởng lão áo xám kinh hãi lui ra sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ngực phập phồng rất mạnh, dường như đang thở gấp. Mà lúc này Lục Vô Song ở cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc, nàng dường như xem hiểu hàm nghĩa của ba loại hào quang này. Lục Lâm Thiên rút tay phải về, lúc đầu không chú ý suýt nữa bộc lộ toàn hệ thuộc tính của mình. Lục Lâm Thiên, thổ hệ. Hỏa hệ, phong hệ, vũ sĩ tam trọng. Trưởng lão áo bào xám nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức nhìn chằm chằm vào đám người Lục Đông trên khán đài, nói. Thiên phú, đỉnh cấp. Trời ạ, dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài, Lục Lâm Thiên dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Giờ phút này không ai còn hoài nghi Lục Lâm Thiên là đồ củi mục nữa, nếu vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp cũng là củi mục, vậy bọn họ chính là phế vật, rác rưởi. Phu nhân, công tử là vũ giả tam hệ, thật tốt, công tử thật là lợi hại. Lục Tiểu Bạch nhảy dựng lên, so với bản thân mình là vũ giả tam hệ còn hưng phấn hơn nhiều. Vũ giả tam hệ, đứa nhỏ này. La Lan Thị ở trong Lục gia lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ vũ giả tam hệ đại biểu cái gì. Lúc này kích động nước mắt chảy ra, giờ phút này những ủy khuất trước kia cũng không còn, tất cả đều đáng giá. Lục Đông, Lục Tây và mấy trưởng lão Lục gia còn lại trên khán đài đứng lên, ánh mắt kinh ngạc và không dám tin nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhưng vừa vặn bọn họ cũng nhìn thấy, tất cả không phải là giả. Vũ giả tam hệ trong truyền thuyết, Lục gia ta không ngờ xuất hiện vũ giả tam hệ. Lục Đông kinh ngạc không hiểu, nhưng trên mặt đầy hưng phấn cười ha hả. Vũ giả song hệ đã là thiên tài, vũ giả tam hệ chính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa không phải vũ giả song hệ có thể so sánh. Nếu lúc này có đại gia tộc biết rõ Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới xem, vũ giả tam hệ a hát, thật sự còn thưa thớt hơn Phượng Mao Lân Giác, đây chỉ là vũ giả xuất hiện trong truyền thuyết. Mà lúc này chỉ có sắc mặt Triệu Tuệ cực kỳ khó nhìn, nếu nói Lục Thiếu Hổ bộc lộ vũ giả song hệ làm cho tâm tình của nàng đắc ý như lên thiên đường. Như vậy lúc Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ chính là lúc tâm tình của nàng rơi xuống địa ngục. Những người vây xem vô cùng xôn xao, dường như mọi người đã hoàn toàn quên đi Lục Thiếu Hổ có thiên phú vũ giả song hệ, danh tiếng vũ giả tam hệ có thể nói hoàn toàn áp đảo vũ giả song hệ. Vũ giả song hệ là thiên tài, là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, nhưng mà trong mắt vũ giả tam hệ thì cái gì cũng không phải. La Lan, không, La Phu Nhân, người đúng là tốt số.
Lâm Thiên không ngờ là vũ giả tam hệ. La phu nhân, người cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, về sau có phúc hưởng. Lúc này trong đám người vây xem cũng có không ít người vây quanh La Lan Thị, không ngừng nịnh nọt ton hót. Vũ giả tam hệ có gì ghê gớm đâu a? Lục Lâm Thiên nhìn qua phản ứng của mọi người, khe khẽ thở dài, chính mình vội vàng nên chỉ kịp thu hai loại thuộc tính, chính mình trên thực tế thế chính là vũ giả toàn hệ, tam hệ cũng chưa tính là cái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thiên ca, người thật là lợi hại a hát, không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Lục Mị đến bên người Lục Lâm Thiên, vốn nàng vẫn đang nhìn Lục Thiếu Hổ, lúc này hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, cô gái nhỏ này đúng là khó lường, quả thực chính là máy phát điện. Vũ giả tam hệ, có thể chống lại yêu nữ trong Vân Dương Tông rồi, nhưng mà trên thực lực Lâm Thiên còn kém quá nhiều. Lục Vô Song nhìn qua Lục Lâm Thiên, phúc y ả tam hệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Mọi người yên lặng một chút, thực lực đến cấp độ vũ sĩ, hiện tại chuẩn bị đọ sức. Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh, Lục Vân, Lục Lâm Thiên, bốn người các ngươi chuẩn bị, người khác lui ra. Trưởng lão áo bào xám nhìn thấy đám đệ tử Lục gia vây lại thì quát lên. Cả đám đệ tử Lục gia đưa mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, không có người nào lại dám khinh thị, nghe trưởng lão áo xám nói thế thì tản ra, trong chàng chỉ còn lại Lục Vân, Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Lâm Thiên bốn người ở giữa sân, cũng chỉ có bốn người bọn họ là có thực lực vũ sĩ. Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực của ba người, Lục Thiếu Hổ thổ hệ, mộc hệ song hệ vũ sĩ tam trọng, Chu Hải Minh chính là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, Lục Vân chính là thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, tăng thêm chính mình, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Chu Hải Minh, thực lực tương đối yếu nhược chính là Lục Vân. Bốn người các ngươi rút thăm đi, một người đấu một, hai người chiến thắng cuối cùng thay Lục gia đấu với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân, tranh giành danh ngạch tiến vào Vân Dương Tông, ai rút số 4 sẽ đấu với số 1, số 2 sẽ đấu với số 3, toàn bằng vận khí. Trưởng lão áo xám nói xong lui ra, trong tay cầm cái hộp có 4 cây thăm. Lục Thiếu Hổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Lục Lâm Thiên, không chút do dự thò tay rút một đầu thăm, lập tức Chu Hải Minh cùng Lục Vân hai người cũng cầm một đầu thăm. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm có tính toán, Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông, vậy mình phải là một trong hai người thắng trận, nhưng nếu gặp gỡ Chu Hải Minh, như vậy hơi phiền phức, Chu Hải Minh chính là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, mình mới là vũ sĩ tam trọng, kém 4 cấp độ là khoảng cách khá lớn, tuyệt đối khó đối phó. Chính mình nếu đỡ upsilon.ng Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân bất cứ ai trong hai người đều không phải vấn đề lớn, Lục Lâm Thiên thò tay cầm cây thăm cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết số 3. Hiện tại, số 1 sẽ đấu với số 4, người thắng lại có thể thay thế Lục gia tham gia đọ sức giành danh ngạch Vân Dương Tông, đồng thời đạt được 2.000 kim tệ và một viên đan dược nhị phẩm, thua cũng có thể có được đan dược nhị phẩm, nhớ kỹ đọ sức không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách, nhốt vào mật thất Lục gia diện bích. Trưởng lão áo xám nhìn qua bốn người nói ra. Lão giả áo xám nói xong, chỉ thấy Lục Vân cùng Lục Thiếu Hổ hai người đi lên bệ đá phía trước, mà còn lại Lục Lâm Thiên cùng Chu Hải Minh hai người mà thôi. Vận khí đúng là quá kém, không ngờ lại gặp Chu Hải Minh. Thần sắc Lục Lâm Thiên hơi biến đổi, trong ba người, khó đối phó nhất chính là Chu Hải Minh. Hai người các ngươi có thể bắt đầu. Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân hai người tiến lên, lão giả áo xám nói ra. Ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Hổ nói một tiếng. Chân khí quanh quẩn bên thân, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như bên ngoài cơ thể hình thành hào quang. Đến đây đi Thiếu Hổ thiếu gia. Lục Vân nhàn nhạt nói ra, quanh người cũng có chân khí chấn động, trước người hình thành hào quang lam nhạt sáng bóng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Vân chính là đệ tử chi thứ Lục gia, khi còn nhỏ hắn chỉ nhìn thấy một hai lần, thật không ngờ, con gái 18 biển đổi thật nhiều. Lúc này Lục Vân mặc bộ váy tơ đỏ thẫm. Cổ áo mở hơi thấp, có thể nhìn thấy bộ ngực nhỏ như ẩn như hiện và đường cong mê người, dung mạo như hoa sen, lông mày như liễu, da thịt như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, là một tiểu mỹ nhân, bờ môi đỏ tươi nhếch lên, so với Lục Mị là phong cách khác biệt, nhưng Lục Vân lúc này cho thấy vài phần điềm đạm nho nhã, không có hấp dẫn người như Lục Mị. Vậy ngươi chú ý, thần sắc trong mắt Lục Thiếu Hổ thu liếm, chân khí ngoài cơ thể chấn động, hai người tranh đoạt danh ngạch. Thắng có thể bắt được danh ngạch đi Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không khách khí.
Hai người tại Lục gia cũng có chút danh khí, đặc biệt là Lục Thiếu Hổ, danh khí càng lớn, lập tức không ít người hầu và đệ tử hô to cổ vũ. Lục Lâm Thiên đánh giá hai người, Lục Thiếu Hổ chính là vũ giả song hệ, mộc thuộc tính hiếm thấy cùng thổ thuộc tính, hai thuộc tính này tương sinh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên như hổ thêm cánh, từ cấp độ thực lực, Lục Thiếu Hổ chính là vũ giả song hệ, nếu so với Lục Vân còn muốn mạnh hơn một ít, xem ra Lục Vân không may rồi. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang phân thần, Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân hai người đã giao thủ với nhau, hai người phất tay, Lục Vân đã hóa thành thân ảnh màu lam, dường như biết rõ mình liều mạng sẽ không chiếm được tiện nghi, chỉ có dựa vào tìm cơ hội chiến thắng. Mà Lục Thiếu Hổ thì nhẹ nhõm hơn nhiều, biết thực lực mình mạnh cho nên lấy tính chế độc, hai người ngẫu nhiên giao thủ một lần, cũng không ai làm gì được hai người đều lựa chọn pháp môn công kích chuẩn xác. Làm cho một đám trưởng lão Lục gia và đám người Lục Đông gật đầu mỉm cười. Ngược lại dưới đài không ít người thét to trợ uy, không ngừng hội tụ với nhau quanh quẩn diễn võ trường, làm cho hào khí diễn võ trường vô cùng náo nhiệt, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vài phần, chính mình hôm nay cũng có ngày chính diện đối mặt đối thủ. Lục Lâm Thiên nhìn vào hai người đang đấu, nhìn qua mỗi chiêu mỗi thức của hai người, Nam Thúc ngay từ đầu đã từng nói qua. Trong đối chiến phải nhớ kỹ đừng nhìn đối thủ là kẻ yếu thì khinh thị, chỉ cần ra tay thì sẽ có nhược điểm, trên thế giới này không có vũ khí hoàn mỹ không sơ hở, dưới tình huống thực lực không hơn kém nhiều, tìm được nhược điểm của đối thủ là thắng hơn phân nửa. Lục Vân không ổn a hát. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, tuy Lục Vân mượn tốc độ linh mẫn tìm cơ hội, thế nhưng mà cũng tiêu hao không ít chân khí, mà Lục Thiếu Hổ vẫn không di động chút nào cả. Ngẫu nhiên giao thủ một hai chiêu cũng là dựa vào đặc thù của vũ giả thổ hệ, mang tất cả lực công kích rót vào mặt đất, phương pháp này nhìn không cao minh, nhưng lại rất hữu hiệu. Lục Thiếu Hổ còn có chút tâm cơ. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói thầm. Mà lúc này Lục Vân cũng cảm nhận được điểm này, dường như càng di động thì mình càng bất lợi, sắc mặt đã biến đổi, dù sao nàng còn trẻ nên không nhịn được, quát một tiếng, cũng không biết thi triển vũ kỹ gì. Chỉ thấy thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người cuồng bạo quét mạnh ra. Trên người Lục Vân tỏa ra ánh sáng quanh quẩn, chân khí lập tức hóa thành sóng nước ngập trời, ầm ầm bao phủ Lục Thiếu Hổ. Đại địa thổ thuẫn. Lục Thiếu Hổ hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người hình thành thổ thuẫn kỳ dị, sóng nước chung quanh không cách nào vượt qua, sóng nước cao một phần thì thổ thuẫn cao một phần. Mộc Chi Đằng. Trong thổ thuẫn lập tức xuất hiện hơn 10 đầu thanh đằng bằng ngón tay cái, tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên qua sóng nước tấn công Lục Vân. Sắc mặt Lục Vân đại biến, thân thể mềm mại lập tức lùi nhanh lại, thủ ấn biến hóa, mấy đạo thủy tiễn bắn thẳng ra. Thủy tiễn bắn ra đỡ upsilon.ng vào thanh đằng lập tức uể oải vài phần, nhưng mà mấy thanh đằng khác bao vây người Lục Vân, cuốn lấy Lục Vân cực kỳ chặt chẽ, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Lục Vân tỷ, đắc tội. Lục Thiếu Hổ nói nhỏ, trong thần sắc mang theo ngạo nghễ, tất cả biến mất, hất trường bào hoa lệ đi xuống. Vũ giả song hệ, hai chủng vũ khí hoàn toàn bất đồng phối hợp với nhau, uy lực đại tăng, làm cho đối thủ cũng khó lòng phòng bị. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lục Thiếu Hổ này đúng là có chút bổn sự, Lục Thiếu Hổ có thổ hệ vũ khí, lại có mộc hệ vũ khí, đáng tiếc chính mình chỉ có thổ hệ vũ khí khai sơn trường. Thân là vũ giả toàn hệ lại không có vũ khí nào khác, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tâm phiền muộn. Chính mình cũng từng hỏi qua Nam Thúc muốn vũ khí thuộc tính khác, Nam Thúc bảo hắn tự tìm, còn nói lúc này còn không phải thời điểm tìm hiểu nhiều vũ khí khác, tạp mà không tin, tất cả đều là nói nhảm, không dùng được gì. Lục Thiếu Hổ chiến thắng, Lục Vân bị thua. Trưởng lão áo xám lớn tiếng tuyên bố, kết quả này với hắn mà nói không có gì ngoài ý muốn. Lúc này Lục Thiếu Hổ chiến thắng khiến người ủng hộ Lục Thiếu Hổ hét to như sóng to gió lớn, không ít nha hoàn tỏa ra ánh mắt mê trai. Trên khán đài, Triệu Tuệ thần sắc vốn âm trầm lại mỉm cười. Trưởng lão áo xám Lục Gai trên vũ đài tuyên bố Lục Thiếu Hổ thắng lợi, tâm tình hoàn toàn bất đồng nhìn qua hai người rời đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Lâm Thiên và Chu Hải Minh. Chu Hải Minh, Lục Lâm Thiên, hai người các ngươi lên đây đi. Trưởng lão áo xám nói ra. Chu Hải Minh khẽ cười một tiếng, thả người nhảy lên bệ đá, gọn gàng, lập tức làm cho không ít thiếu nữ hoan hô. Lục Lâm Thiên không nhanh không chậm đi lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lên bệ đá, tỉ thí không phải diễn tạp kỹ, không phải nhảy đẹp thì thắng. Lâm Thiên đứa nhỏ này, đầy trầm ổn, tính cách tôi luyện không tệ a hát,
về sau đi được rất xa. Nhìn thấy thần thái của Lục Lâm Thiên, Lục Đông nói nhỏ. Lục Nam cùng Chu Lập Hưng ngồi bên cạnh đang cao hứng, nghe được Lục Đông nói thế thì sắc mặt không tự nhiên. Lục Lâm Thiên đi lên bệ đá, Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ, đối phương mạnh hơn mình không ít, chính mình trừ thắng do đánh bất ngờ ra, cơ hội khác quả thực quá xa vời, về phần vũ kỹ, mình cũng không có gì ngoài khai sơn trưởng. Lục Lâm Thiên, hừ, vũ giả tam hệ thì thế nào, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả chọc ta là thế nào. Chu Hải Minh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, thần thái trong mắt không phân rõ là đố kỵ hay ghen ghét, hoặc là đối với Lục Lâm Thiên mà nói hắn có cả hai loại tâm tình này, hoàn toàn chính là hâm mộ ghen ghét, đang muốn tìm cơ hội giáo huấn Lục Lâm Thiên một trận. Lục Lâm Thiên căn bản cũng không có nhìn Chu Hải Minh, chính mình không có hứng thú cãi cọ như đàn bà chanh chua, nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan nào cả, chính mình lần đầu tiên đối mặt kẻ địch, mà đối thủ còn là kẻ mạnh hơn mình không ít, mình đã lâm vào hoàn cảnh xấu, không cẩn thận là không được. Các ngươi có thể ra tay, nhớ kỹ, không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách. Trưởng lão Lục gia nhìn tràng diện chung quanh, cuối cùng cất cao giọng nói. Khi trưởng lão nói xong, cả vũ trường huyên náo yên tĩnh lại, lập tức không ít ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, nhưng trong những ánh mắt kia hiếu kỳ chiếm hơn phân nửa. Lục Vô Song, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch thì khẩn trương, đám người Lục Đông trên khán đài cũng quan sát kỹ trận này. Công tử! Người ngàn vạn phải thắng A, đây chính là vấn đề mặt mũi. Lục Tiểu Bạch nắm chặt hai tay, cắn răng, trong nội tâm nói. Lục Lâm Thiên, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sắc mặt Chu Hải Minh trầm xuống, chân khí quanh quẩn bên người, thủ ấn mang theo hào quang màu vàng đất đánh thẳng vào LIG ngực Lục Lâm Thiên, ra tay vừa nhanh vừa hung ác, hoàn toàn không có chút khách khí nào cả. Cảm thụ được chân khí hùng hồn trên người Chu Hải Minh. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, thả người nhảy lên, được Nam Thúc huấn luyện nên tốc độ phản ứng của hắn không kém. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chạy hay sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thả người tránh đi, Chu Hải Minh lạnh nhạt nói một tiếng, hắn nói xong một khí tức cường hoành bộc phát trên người của hắn, cuối cùng hóa thành một đám hào quang màu vàng nhạt, thân hình bao phủ trong đó, tốc độ nhanh hơn không ít, một trưởng đuổi theo Lục Lâm Thiên không bỏ. Nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng yên tĩnh. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân hình nhanh nhẹn, không có ngạnh kháng với đối thủ, thực lực của chính mình trực tiếp ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên vũ kỹ chỉ có khai sơn trưởng mà thôi, tuyệt đối là chịu thiệt. Phanh! Một trưởng của Chu Hải Minh đánh vào sau lưng Lục Lâm Thiên, lực lượng cường hãn bổ bệ đá xuất hiện hố sâu, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay tứ phía. Tốc độ hai người cực nhanh, người vây xem chung quanh chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua xuyên lợi trên bệ đá. Lực lượng cường hãn xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. La Lan Thị ở bên ngoài nội tâm vô cùng khẩn trương, hai mắt không nháy cái nào nhìn chằm chằm vào bệ đá, sợ Lục Lâm Thiên xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu tử, có bản lĩnh đứng lại. Chu Hải Minh giận dữ nói. Đến đây, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên. Lục Lâm Thiên cố ý cười lạnh, đứng ở phía trước nói ra, Lục Lâm Thiên hiện tại đã cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Nam Thúc. Tốc độ phản ứng của mình hiện giờ còn mạnh hơn Chu Hải Minh rất nhiều, từ điểm này hắn đã chiếm ưu thế. Hừ, ta cho ngươi đẹp mắt. Chu Hải Minh hét lớn một tiếng, đánh ra một chưởng tới trước. Ngươi quá chậm. Lục Lâm Thiên cười khẽ, cố ý chọc giận Chu Hải Minh, thân ảnh lập tức lướt qua, không có ngạnh kháng. Tiếng vang bén nhọn xé rách không khí, lập tức rơi vào vị trí Lục Lâm Thiên vừa mới đúng, chưởng ấn không tiếp xúc đến mặt đất. Khí kình lăng lệ đã làm bệ đá nứt ra, Lục Lâm Thiên ở phía xa nhìn thấy mà kinh ngạc, lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử thật linh hoạt, ổn trọng không mất cơ linh, tốt lắm. Lục Đông khen, chỉ biết chạy, chẳng lẽ cũng xem là được sao, thật sự là ném mặt mũi Lục ra. Lục Nam tức giận nói ra, nhị tỷ, lời này không thể nói như vậy, thực lực Hải Minh không tệ, nhưng lại hơi hung ác, đối với người trong gia tộc lại ra tay không lưu tình. Nếu phụ thân biết được, trong lòng cũng mất hứng. Lục Tây nhàn nhạt nói ra, ai cũng nhìn ra, lúc này Chu Hải Minh ra tay với Lục Lâm Thiên hoàn toàn không chút khách khí. Trong cuộc đọ sức này, nếu hoàn toàn nhường mà nói thì cần gì đọ sức? Sắc mặt Lục Nam run rẩy một ít, lập tức không dám nói thêm cái gì. Trên bệ đá bóng người qua lại, chân khí giao thoa, từng đạo chân khí màu vàng ngẫu nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay Chu Hải Minh.
cuối cùng trực tiếp đánh vào mặt đất, trên bệ đá bị đánh ra không ít hố sâu và khe hở. Lục Vô Song nhíu mày, cũng nhìn ra thực lực Lục Lâm Thiên kém hơn Chu Hải Minh không ít, cách xa nhau tứ trọng, thực lực này cách biệt không nhỏ. Đừng chạy. Theo thời gian trôi qua, Chu Hải Minh càng đánh càng sao động, hắn vẫn không đuổi kịp Lục Lâm Thiên, cũng chỉ có bất đắc dĩ hét lên. Có bản lĩnh thì đuổi theo đi, tốc độ của ngươi chậm như rùa đen vậy. Lục Lâm Thiên quay đầu lại cười nói. Ha ha. Lập tức ở chung quanh có không ít người vây xem cười rộ lên. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Hải Minh làm sao mà nhịn được, lập tức giận dữ, thủ ấn trong tay biến ảo, chân khí quanh người tuôn ra. Rốt cục phải dùng toàn lực sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống không dấu vết, hắn vẫn đang chọc giận Chu Hải Minh, chính mình chỉ có tìm cơ hội mới có thể chiến thắng, hơn nữa còn phải một kích tất chúng mới được. Xuyên Sơn Trưởng. Chu Hải Minh quát một tiếng, từng đạo trưởng ấn và chân khí màu vàng hội tụ lại, ngay tại lúc đó sắc mặt của hắn tái đi vài phần, cuối cùng hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa cả phiến không gian này, cổ tay run lên, hơn 10 đạo trưởng ấn lướt qua, khí tức cường hãn vạch phá không khí, mang theo cát bụi đá vụn bay theo gió. Vũ khí tinh cấp. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, Chu Hải Minh thi triển Xuyên Sơn Trưởng không ngờ đạt tới vũ khí tinh cấp. Hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa không gian, tiếng xé gió vang vọng, thần sắc Chu Hải Minh cười lạnh, hơn 10 đạo trưởng ấn đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Đến đây đi. Giờ này phút này, trong mắt Lục Lâm Thiên mang theo ý cười, thân hình không lùi mà tiến tới, chân khí vẫn bị áp chế trong cơ thể lúc này lao ra ngoài như hồng thủy. Lập tức trên người có áo giáp màu vàng nhạt như lân phiến hiện ra, thân hình của hắn xuất hiện tàn ảnh, tốc độ tăng vọt như thiểm điện tiến tới trước. Chu Hải Minh hiện tại đầy kinh ngạc, nhìn thấy biến hóa quanh người Lục Lâm Thiên thì kinh ngạc không hiểu. Mà thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng với vẻ mặt kinh ngạc của Chu Hải Minh giao thoa nhau, giao thoa trong chốc lát, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng kết xuấn một trường ấn màu vàng ngưng tụ thành hình, trường ấn đánh thẳng vào bụng Chu Hải Minh. Mắt thường có thể thấy được một trường của Lục Lâm Thiên đã đánh tan trường ấn của Chu Hải Minh, hào quang màu vàng trên người hắn xuất hiện khe nứt, sau đó lập tức đánh vào bụng hắn. Mà vào lúc này, trên người Lục Lâm Thiên trúng thương, bả vai và LIG ngực ăn hai trưởng của Chu Hải Minh, thân thể lui ra sau 10 bước, vai trái và LIG ngực đã bắt đầu chết lặng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, đau nhức truyền ra khắp toàn thân. Phốc phốc, Lục Lâm Thiên không cách nào nhịn được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng ngòn ngọt, trong nội tâm không dễ chịu chút nào. Vũ giả tam hệ, thực lực kém tứ trọng, cuối cùng vẫn thua. Một ít người đã bắt đầu thầm than đáng tiếc, đều tiếc hận thay cho Lục Lâm Thiên, còn có chút xem náo nhiệt trong đó. Phanh! Trong cùng một thời gian, thân ảnh Chu Hải Minh đột nhiên bị đánh bay, hắn bay ra sau vài chục thước, thân thể nện và đá, máu tươi phun ra vung vãi trên đất. A hát! Hét thảm một tiếng, Chu Hải Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng lên được. Vậy mà thắng, Lục Lâm Thiên thắng. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới xem rõ ràng, Lục Lâm Thiên bị thương nhưng mà thương thế của Chu Hải Minh càng nghiêm trọng hơn, trận này rõ ràng chính là Lục Lâm Thiên thắng. Hải Minh, Lục Nam cùng Chu Lập Hưng lúc này rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, từ trên khán đài lao xuống, đến bên người Chu Hải Minh. Tiểu tử, người ra tay đúng là hung ác mà. Lục Nam nâng Chu Hải Minh dậy, trên mặt tràn ngập oán hận nghiêm trọng, nhưng lại quên Chu Hải Minh chưa từng nương tay với Lục Lâm Thiên. Cũng học các ngươi thôi. Đối với nhị cô, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, không cần phải khách khí. Nhị cô, vẫn là do Chu Hải Minh ra tay không lưu tình, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Lục Vô Song nhanh chóng đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Trận này, Lục Lâm Thiên thắng. Trưởng lão áo xám nhìn thấy Lục Lâm Thiên thắng, trong lúc nhất thời kinh ngạc, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức lớn tiếng nói, đấu tranh trong Lục gia hoàn toàn không quan hệ lớn gì tới hắn cả. Trong Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ xuất sắc, tăng thêm hắn vốn xem trọng Lục Lâm Thiên, lúc này trong nội tâm tự nhiên đặc biệt cao hứng. Thì ra Lâm Thiên thiếu gia mới là lợi hại nhất, ta vẫn không có phát hiện đấy. Kỳ thật Lâm Thiên thiếu gia mới là anh tuấn nhất, người xem ánh mắt kia, thực mê người. Một đám nha hoàn cùng tiểu cô nương chi thứ Lục gia không ngừng hoan hô lên, lập tức không ít người hầu cũng hét to. Lục Vân vừa rồi thua trong tay Lục Thiếu Hổ cũng đưa mắt dò xét Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên ca, người thật sự là lợi hại a hát, vừa
vừa rồi là vũ khí gì thế, mạnh thật. Lục Mị cũng không mất thời cơ tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lão nhị, mang Hải Minh đi xuống chữa thương đi. Lục Đông lúc này cũng đến bệ đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, vũ sĩ tam trọng một chiêu đánh bại vũ sĩ thất trọng, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, còn nữa, Lục Lâm Thiên vừa thi triển vũ khí áo giáp và vũ khí trưởng pháp cũng không phải của Lục gia, đặc biệt là vũ khí phòng ngự, hắn không nhìn rõ cấp độ. Hừ, Lục Nam, Chu Lập Hưng tức giận mang theo Chu Hải Minh rời khỏi bệ đá. Vô Song, người mang Lâm Thiên xuống nghỉ ngơi một chút, đây là một viên quy chân đan, cho Lâm Thiên ăn vào chữa thương đi. Lục Đông giao cho Lục Vô Song một viên đan dược. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, lập tức vịn Lục Lâm Thiên đi xuống. Kỳ thật thương thế của Lục Lâm Thiên cũng không nặng, cũng không tới mức cần người vịn, nhưng mà Lục Vô Song đỡ hắn thì hắn cũng không cự tuyệt. Lâm Thiên ca, ngươi không sao chứ? Tổn thương có nặng hay không? Lục Mị nhanh chóng qua bên khác nâng cánh tay Lục Lâm Thiên, hai nữ một trái một phải nâng Lục Lâm Thiên đi, hai hương thơm xông vào mũi, mùi thơm thiếu nữ còn quanh quẩn bên người Lục Lâm Thiên. Cộng thêm thân thể hai nữ vặn vẹo bên thân, cả hai thanh nhã và xinh đẹp, một vũ mị hấp dẫn, còn một là vưu vật, Lục Lâm Thiên mặc kệ kiếp trước hay kiếp này đều là nam nhân bình thường, đang tuổi dương cương, đã bị cảnh này làm phản ứng, đây chẳng khác gì hấp dẫn song phi a. Công tử, tốt rồi, thương thế của ngươi có nặng hay không? Lục Lâm Thiên đi xuống bệ đá, Lục Tiểu Bạch đã xông lên. Không sao. Lục Lâm Thiên nói xong, nếu như nói mình tổn thương nhẹ, hai nữ không nâng mình nữa thì sao bây giờ? Trong lòng vẫn còn muốn chiếm chút tiện nghi đấy. Để ta xem. Lục Tiểu Bạch lập tức bối rối, nhìn Lục Vô Song nói. Vô Song tiểu thư, ta sẽ cõng công tử trở về. Được rồi. Người cẩn thận một chút. Lục Vô Song và Lục Mị hai nữ giao Lục Lâm Thiên cho Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta có người trở về. Lục Tiểu Bạch xung phong nhận việc nói ra. Được rồi, ta có thể tự mình đi. Lục Lâm Thiên chừng Lục Tiểu Bạch, chuyện tốt bị tên xui xẻo này phá hư, hắn định đạp cho thằng này vài cước. Lâm Thiên, con sao rồi, bị thương nặng không? La Lan Thị vô cùng lo lắng tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên bị thương mà tâm thương yêu không dứt. Mẫu thân, con không sao, người yên tâm được rồi. Lục Lâm Thiên nói ra, chút thương thế này căn bản không ngại. Lập tức mọi người quay về đình viện tại hậu viện, Lục Mị lần đầu tiên đi vào đình viện này, nhìn thấy hậu viện còn có chút không quen, nàng cũng chưa từng tới hậu viện. Lâm Thiên, quy chân đan này để ăn vào chữa thương đi, đây chính là 2.000 kim tệ và đề khí đan, là đệ thắng được, cầm đi. Lục Vô Song giao cho Lục Lâm Thiên hai viên đan dược một xanh một trắng, đan dược màu trắng chính là Lục Đông giao cho Lục Vô Song. Còn ngọc tạp màu vàng, Lục Lâm Thiên không xa lạ gì, đây chính là ngọc tinh tệ thông dụng trên Linh Vũ Đại Lục, bên trong có bao nhiêu kim tệ cứ đặt vào bên trong, không cần mang theo nhiều kim tệ trên người. 2.000 kim tệ, Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, hắn bây giờ đang thiếu kim tệ AH, bản thân mình đang thiếu nợ đấy, 2.000 kim tệ này vẫn chưa tới 1/4. Nhưng mà cũng không ít. Quy chân đan, đan dược chữa thương nhị phẩm, giá trị 300 kim tệ một viên. Lục Lâm Thiên nhìn qua quy chân đan mà đại bá Lục Đông giao cho, xem như không tệ, còn có đề khí đan nữa, cũng là đan dược nhị phẩm, đề khí đan có công hiệu phục hồi chân khí, nhưng mà so với tăng nguyên đan còn kém hơn một chút, mà tăng nguyên đan còn có công hiệu tăng chân khí, đề khí đan thì không có công dụng này. Có thương thế trên người. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện thì đi vào trong gian phòng chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay móc một viên quy chân đan ra, há miệng ăn vào. Đan dược vào miệng thì hóa thành năng lượng rót vào tứ chi bách hài, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu điều tức. Sau một lát, quanh người hắn sáng ngời, lộ ra khí chất huyền ảo khó dò, trong người Lục Lâm Thiên thương thế đang từ từ khôi phục, vốn dựa vào âm dương linh vũ quyết. Lục Lâm Thiên cảm thấy khôi phục thương thế là vấn đề không quá lớn, nhưng mà tu luyện âm dương linh vũ quyết vô cùng chậm, nhưng mà hiệu quả khôi phục thương thế chân khí thì nhanh kinh người. Cộng thêm phục dụng quy chân đan, Lục Lâm Thiên cảm giác thương thế của mình không quá nặng, càng khôi phục nhanh hơn, trên người thoải mái nói không nên lời. Màn đêm hàng lâm, bên ngoài thạch thất trong mật thất Lục gia, Lục Đông cung kính đứng bên ngoài. Hiện tại kết quả thế nào, có thế hệ thiên phú không tồi không?
trong thạch thất có giọng nói già nua trầm thấp truyền ra. Lúc này Lục gia có không ít thế hệ thiên phú tốt, nhà đầu Lục Mị đã là thủy hệ vũ đồ bát trọng, Chu Hải Minh là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, nhà đầu Lục Vân càng khiến người ta ngoài ý muốn, đã là thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, làm người ta ngoài ý muốn nhất là Thiếu Hổ, hắn là vũ sĩ tam trọng song hệ mộc, thổ thuộc tính, thiên phú đặc cấp. Lục Đông nói ra, vũ giả song hệ A, Lục gia ta lại xuất hiện vũ giả song hệ, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Giọng già nua trong thạch thất trở nên kích động lên. Hài Nhi biết rõ, nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn xảy ra. Lục Đông nói, là đứa bé Lâm Thiên đúng không? Giọng già nua nói, đúng vậy, Lâm Thiên trong lần kiểm tra này chính là vũ sĩ tam trọng A. Lục Đông nói, giọng già nua lại nói, một người có thể tu luyện tới trình độ này, thiên phú cực tốt, tuổi chỉ mới 16, vẫn chưa tới 17 tuổi. Phụ thân, vấn đề là Lâm Thiên đứa nhỏ này. Lục Đông nói giữa chừng thì dừng lại, nói tiếp. Kiểm tra ra Lâm Thiên chính là vũ giả tam hệ, thổ hệ, hỏa hệ, và phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp, ngay cả Chu Hải Minh cũng bị hắn dùng một chiêu đánh trọng thương, trên người có vũ kỹ phòng ngự ta nhìn không thấu. Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói. Phụ thân, thần sắc Lục Đông nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Lập tức cho Lâm Thiên nhận tổ quy tông, vũ giả tam hệ, Lục gia ta có vũ giả tam hệ, nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ suất gì. Trong thạch thất, giọng nói già nua kích động run rẩy nói ra. Nhưng mà tam đệ muội đã nói, lúc trước chúng ta đã đáp ứng nàng. Nàng cũng không phải đã đáp ứng Lục gia sao, có chút chuyện các ngươi không biết, ta lại biết, nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta muốn xem nàng nói cái gì, trước kia vì Lục gia ta đã nhịn nàng rồi, mà bây giờ Lâm Thiên chính là vũ giả tam hệ, vì Lục gia, ta lão già khọm này cũng sẽ đi ra. Giọng già nua trong thạch thất nói. Nhưng mà, Hải Nhi sợ Lâm Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Lục Đông nói. Bảo Lâm Thiên chuyển tới tiền viện. Giọng già nua trong thạch thất nói ra. Lâm Thiên đứa bé này dường như không chào đón Lục gia, còn có ý rời khỏi Lục gia, chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tông. Lục Đông đã tiếp xúc với Lục Lâm Thiên, tự nhiên biết tính cách của hắn. Đứa bé này, là Lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn họ, chỉ cần hắn nhận tổ quy tông, điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn, thật sự không được thì nói với La Thị, với tính cách của nàng, có thể thuyết phục Lâm Thiên, nhưng mà như thế, Lục gia chúng ta lại thiếu nợ nàng thêm lần nữa. Giọng già nua vang vọng. Phụ thân, Hài Nhi biết nên làm thế nào? Lục Đông nói ra. Đúng rồi, ta suy đoán sau lưng Lâm Thiên hẳn là có cao nhân. Lâm Thiên không nói thì ngươi cũng đừng quản. Có cao nhân là không có khả năng, Lâm Thiên không có rời khỏi Lục gia mà. Lục Đông kinh ngạc nói ra. Lâm Thiên có thể trở thành vũ giả, đây không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất là ta làm không được, cao nhân đằng sau không đơn giản a, có lẽ đây là cơ duyên của Lâm Thiên, đối phương xem ra không có ác ý với Lục gia, chúng ta không cần quản. Giọng già nua nói ra. Vâng. Lục Đông nói nhỏ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Còn có tàng vũ các của Lục gia, từ giờ trở đi, Lâm Thiên có thể tùy tiện vào đó, đứa nhỏ này không có chúng ta chỉ điểm lại có thể đi tu luyện tới bực này, cho nên tất cả chúng ta không nên can thiệp, nhưng trong khoảng thời gian này lại phải bảo vệ tốt an toàn cho hắn, thẳng đến khi tiến vào Vân Dương Tông, thực lực của hắn đoán chừng muốn đi vào Vân Dương Tông vấn đề không lớn, cho dù thực lực không đủ, vũ giả tam hệ cũng sẽ được Vân Dương Tông đặc cách thu vào, đến Vân Dương Tông. Lâm Thiên xem như an toàn. Giọng già nua trong thạch thất nói ra. Phụ thân, Hài Nhi hiểu, Hài Nhi sẽ đi an bài ngày. Lục Đông nói ra. Đúng rồi, Lão Tam có biết không? Trong thạch thất, giọng già nua hỏi. Biết rõ, Hài Nhi vừa mới nói qua với Lão Tam, Lão Tam những năm này vẫn đang trong bế quan, cho tới bây giờ cũng không đi ra. Lục Đông nói ra. Đứa nhỏ này, cũng thật sự khó xử hắn. Giọng già nua trong thạch thất thở dài, lập tức yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang như ẩn như hiện, hào quang quanh người thu liễm lại, khí tức và thân thể đã khôi phục hoàn toàn, thương thế kia thế đã được âm dương linh vũ quyết cùng quy chân đan trị khỏi hoàn toàn. Quy chân đan này cũng quá tốt. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, nếu như không có quy chân đan, thương thế của mình cũng không khôi phục nhanh như thế. Sau khi thu thập một phen,
Lục Lâm Thiên ra khỏi phòng đi tới phòng nhỏ, Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch, La Lan Thị ba người đang trong tiểu sảnh. Lâm Thiên, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn thấy Lục Lâm Thiên trước tiên, hỏi. Đã tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói ra, hiện tại thương thế đã là hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy sao? Lục Vô Song kinh ngạc, thương thế Lục Lâm Thiên ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù nói không phải quá nặng, nhưng cũng không phải quá nhẹ, khôi phục thương thế nhanh như thế này làm nàng cảm thấy hơi khó tin. Công tử, thì ra ngươi là vũ giả tam hệ, thật sự là quá tốt. Lục Tiểu Bạch hưng phấn không thôi, về sau đi theo bên cạnh công tử, tiền đồ của hắn vô cùng sáng lạn. Lâm Thiên, đại bá của ngươi bảo chúng ta tới tiền viện ở, ngươi thấy thế nào? La Lan Thị nói ra. Đi tiền viện, vì sao phải tới đó? Thần sắc Lục Lâm Thiên hơi đổi, mình ở hậu viện đang rất tốt ha. Lâm Thiên, trong tộc thương nghị qua, đồng ý cho đệ nhận tổ quy tông, chuyển tới tiền viện đi. Lục Vô Song nói ra. Đồng ý để cho đệ nhận tổ quy tông. Lục Lâm Thiên lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Đệ cũng không muốn phải mang ơn, nhận tổ quy tông, đệ không nợ Lục gia cái gì, đệ càng không có hứng thú với Lục gia. Lâm Thiên, thế nhưng mà. Lục Vô Song nhướng mày, dường như đã sớm suy đoán ra kết quả này. Vô Song tỷ, tỷ không cần nhiều lời, nếu ta không phải vũ giả tam hệ, Lục gia sẽ không có quyết định như thế, Lục gia này đệ không có hứng thú. Để đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút mới trở về. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức rời khỏi đình viện. Đứa nhỏ này, La Lan Thị thở dài một hơi. Người Lục gia cho người khác đều là người ngu hay sao, nhận tổ quy tông, lão tử cũng không phải người Lục gia. Trên đường đi Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, lập tức không quan tâm nhiều như thế, bản thân mình đối với Lục gia cũng không có hứng thú gì. Ra khỏi Lục gia. Lục Lâm Thiên đi thẳng tới Thiên Bảo Môn, trên người còn có 50 viên quán đính đan và 2.000 kim tệ, tăng thêm một viên tăng nguyên đan, còn có để khí đan, Lục Lâm Thiên nghĩ sẽ bán ra trả hết nợ. Vũ giả tam hệ, không nghĩ tới còn có vũ giả tam hệ xuất hiện. Trong phòng nhỏ Thiên Bảo Môn, Độc Cô Băng Lan kinh ngạc nói ra. Tiểu thư, Lục Lâm Thiên che giấu trong thời gian không ngắn, người Lục gia cũng không có phát hiện ra. Xem ra Lục Lâm Thiên này hẳn là vũ giả mà không phải linh giả. Vũ chấp sự nói. Nhưng sau lưng Lục Lâm Thiên nhất định là có một linh giả tồn tại, bản thân lại là vũ giả tam hệ, xem ra danh ngạch Trấn Thanh Vân đi Vân Dương Tông lần này nhất định sẽ có hắn. Nha hoàn Thúy Ngọc trầm tư một chút, đôi mắt dễ thương đảo quanh, lập tức nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Cô Băng Lan dường như đang hỏi ý kiến nha hoàn Thúy Ngọc. Vũ chấp sự, người đi an bài một chút, danh ngạch Vân Dương Tông lần này nên cho tiểu thư đi thử xem, không có việc gì đi Vân Dương Tông nhìn xem cũng tốt. Nha hoàn Thúy Ngọc nói ra. Vâng, ta sẽ an bài tốt. Vũ chấp sự nói ra. Tiểu thư, Vũ chấp sự, Lục Lâm Thiên đến. Một đại hán của Thiên Bảo Môn từ ngoài cửa vào nói ra. Mau mời Lục thiếu gia vào. Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc nhìn nhau, lập tức nói ra. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến vào Thiên Bảo Môn, ngày hôm nay vẫn trong ngày mừng năm mới, sinh ý Thiên Bảo Môn dù không tệ nhưng trên quầy có không ít người đang lựa chọn vật phẩm. Lục thiếu gia, tiểu thư của chúng ta cho mời. Một đại hán Thiên Bảo Môn mang theo Lục Lâm Thiên đi vào trong phòng nhỏ xa hoa lúc nãy. Độc Cô tiểu thư, Vũ chấp sự. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Độc Cô tiểu thư cùng Vũ chấp sự, còn có nha hoàn Thúy Ngọc đang đứng bên cạnh. Lục thiếu gia tới thật sớm. Chào buổi sáng, nhanh ngồi, trước chúc mừng Lục thiếu gia. Độc Cô Băng Lan cười nói. Chúc mừng ta cái gì, ta còn thiếu nợ các ngươi đấy. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức ngồi xuống. Vũ chấp sự nói. Hiện tại cả Trấn Thanh Vân cũng biết, Lục Lâm Thiên chính là vũ giả tam hệ, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? Ha ha, vận khí mà thôi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, xem ra tin tức Thiên Bảo Môn rất linh thông. Lập tức móc 50 viên quán đính đan và một viên tăng nguyên đan, một viên để khí đan còn có tấm ngọc tinh tạp, nói. Ta tới đây trả nợ a, phiền toái Vũ chấp sự, một lần nữa cầm cho ta 100 phần dược liệu. Không có vấn đề. Vũ chấp sự nói ra, lập tức nhìn chằm chằm vào viên tăng nguyên đan mà Lục Lâm Thiên lấy ra, thần sắc sững sờ, cẩn thận quan sát trong tay, cuối cùng thần sắc kinh ngạc nói ra. Lục thiếu gia, đây chính là tăng nguyên đan.
Đúng vậy, đúng là tăng nguyên đan. Lục Lâm Thiên nói ra. Đan dược trong tay Lục thiếu gia thật tốt ha hát, tuy tăng nguyên đan nói là đan dược nhị phẩm, nhưng mà cấp độ lại tiếp cận đan dược tam phẩm, hơn nữa lại có hiệu quả tăng cường chân khí, so với đề khí đan thì ốt hơn không ít, thậm chí là có tác dụng tăng cường linh khí, giá bán đề khí đan bình thường là 200 kim tệ, nhưng mà tăng nguyên đan lại bán 350 kim tệ, trong cửa hàng bình thường cũng rất khó có tăng nguyên đan để mua. Vũ Chấp Sự kinh ngạc nói. Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ mình luyện tăng nguyên đan lại có giá trị cao hơn đan dược nhị phẩm bình thường nhiều như thế. Lục thiếu gia chờ một chút, ta bảo người đi chuẩn bị dược liệu. Vũ Chấp Sự nói xong, hắn ra khỏi phòng nhỏ đi chuẩn bị dược liệu cho Lục Lâm Thiên. Lục thiếu gia, lần này xem ra là muốn tham gia tỷ thí Trấn Thanh Vân A. Độc Cô Băng Lan nói. Độc Cô tiểu thư biết không ít a hát, đúng thế, cứ nghe Vân Dương Tông là một trong tam tông tứ môn. Ta cũng muốn đi xem. Lục Lâm Thiên nói ra. Gọi Độc Cô tiểu thư xem ra quá khách khí, về sau Lục thiếu gia cứ gọi ta là Băng Lan là tốt rồi. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Băng Lan tiểu thư. Lục Lâm Thiên cũng không có khách khí, nhưng mà trong lòng thì không được tự nhiên, xưng hô tiểu thư này ở kiếp trước mà gọi một nữ nhân khác, vận khí không tốt nói không chừng sẽ ăn tát, nhưng mà ở chỗ này thì không giống, mình cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Ta sau này sẽ gọi Lục thiếu gia là Lâm Thiên A, như thế không lạnh nhạt, Lục thiếu gia sẽ không để tâm chứ. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Xin cứ tự nhiên. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, chuyện này hắn tự nhiên không quan tâm nhiều. Lục thiếu gia, dược liệu ngươi cần đã chuẩn bị xong. Vũ Chấp Sự cầm hai bao tới, bên trong là một đống dược liệu. Ta đây không quấy rầy, lần sau lại đến trả nợ. Lục Lâm Thiên nói xong. Cầm theo hai bao dược liệu rời đi, rời khỏi Thiên Bảo Môn, vừa rồi giao 50 viên quán đính đan, còn có 2.000 kim tệ, lại thêm viên tăng nguyên đan, đề khí đan, còn có 10 viên quán đính đan lúc trước. Hiện tại chính mình thiếu nợ Thiên Bảo Môn hẳn còn thiếu không nhiều, giữ lại tiền vốn, tối đa cũng chính còn lại 4.000 kim tệ, tăng thêm dược liệu mình luyện chế lần này, đoán chừng là có thể thanh toán sạch sẽ. Đi tới một chỗ không người. Lục Lâm Thiên nhanh chóng cầm dược liệu trong tay ném vào chữ vật giới chỉ, lập tức đi thẳng ra sau núi, Tiểu Long ở tại Hậu Sơn thời gian không ngắn rồi. Thẳng đến Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên dường như có thể cảm giác được Tiểu Long tồn tại, trong rừng cây ở Sơn Cốc, Lục Lâm Thiên nhìn qua phương xa, bỗng dưng không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng vô hình. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một giọng nói vang vọng trên không trung, người tới mặc một bộ hắc y, ngay cả mặt cũng mang vải đen. Ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, khí thế băng lãnh xuất hiện, từ giọng nói mà suy đoán, người tới là một trung niên. Thực lực thật mạnh. Cảm nhận được thực lực hung hãn của đối phương, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác chân khí trong người của mình bị áp chế. Ngươi là ai? Lục Lâm Thiên lùi ra phía sau mấy bước, nhìn thấy khí thế của người này, cũng biết người này hẳn tới đối phó chính mình, về phần người tới là người nào, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán cũng biết là do ai phái tới. Bất kể là Lục Lâm Thiên trước kia hay là mình hiện tại, thù nhân của mình trừ Triệu Tuệ thì không còn ai khác. Người muốn giết ngươi. Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói ra, khí tức quanh người vô cùng rét lạnh. Chẳng lẽ ngay cả tên cũng không dám nói sao? Lục Lâm Thiên hỏi, thực lực đối phương chính mình nhìn không thấu, nhưng rõ ràng không phải đối thủ, chỉ có kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu. Đối phương tu luyện cũng chính là thủy hệ vũ kỹ, có thể chuyển hóa thủy hệ thành băng hệ. Tu vị hẳn đạt tới tình trạng khủng bố. Ngươi còn không xứng biết rõ, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian, hừ. Trong mắt Hắc Y Nhân hiện ra ý cười mỉa mai, cười lạnh nói ra. Đi. Lục Lâm Thiên chạy trốn, trừ trốn thì mình không nghĩ ra biện pháp nào khác, mũi chân đạp một cái, thân hình lùi lại nhanh chóng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Nhìn hành động của Lục Lâm Thiên, sát khí quanh người Hắc Y Nhân hiện lên, lạnh ý bắn ra từ mắt. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thời điểm Hắc Y Nhân đuổi theo Lục Lâm Thiên, trong tay đánh ra một thủ ấn, khí tức hàn băng tràn ngập chung quanh, sương mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó, không gian chung quanh chấn động mạnh, không khí mang theo hàn khí lạnh thấu xương, sương mù hoàn toàn che lấp ánh mắt Lục Lâm Thiên. Bị hàn khí và sương mù chung quanh che phủ tầm mắt, sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, hắn biết rõ, lần này chỉ sợ phiền toái lớn. Thực lực của chính mình căn bản không phải đối thủ của Hắc Y Nhân, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội.
Trong đám sương mù này, Lục Lâm Thiên cảm giác mình đã mất đi phương hướng, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, lúc này tốc độ của mình bị khắc chế, không cách nào tiến thêm một bước. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên kinh hãi, cảm giác tử vong tràn ngập nội tâm. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bảo ta tới đối phó ngươi là đại tài tiểu dụng, nhưng mà cũng tốt, phải trừ hậu hoạn về sau. Hắc Y xuất hiện tại trước người Lục Lâm Thiên, trên người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, uy áp của khí thức vô hình bao phủ Lục Lâm Thiên, chân khí trong người Lục Lâm Thiên lúc này như đông cứng lại, căn bản không thể ngưng tụ. Thần sắc Lục Lâm Thiên chìm xuống, đây là uy áp của cấp độ, thực lực của mình cách xa đối phương quá lớn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Đi chết đi! Hắc Y nhân cười lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, đánh ra một chưởng, không khí chung quanh cứng lại. Một hàn khí lăng lệ áp bách thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Vèo. Đúng lúc này trong sương mù màu trắng nồng đậm, một đạo hào quang màu vàng nhạt xuất hiện, chính là Tiểu Long ở trong sơn cốc vài ngày trước. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long lúc này tỏa ra hào quang chói mắt, trên cái đầu nhỏ ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, ngọn lửa này phun ra khiến hàn băng chung quanh nhanh chóng hóa thành hư vô. Ồ. Đột nhiên nhìn thấy con rắn nhỏ này, ánh mắt Hắc Y Nhân cũng kinh ngạc. Lập tức cười lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng. Một đầu tiểu yêu thú, cùng chết đi. Dưới một chưởng này, chân khí hàn băng ngưng tụ, chung như thiểm điện bao phủ không gian, chụp thẳng vào Tiểu Long. Xuy, lưỡi Tiểu Long phun ra, chu cái miệng nhỏ, thân hình màu vàng của nó đột nhiên thể hiện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức thoát khỏi công kích của Hắc Y Nhân, há mồm trực tiếp cắn vào cổ Hắc Y Nhân. Đây là yêu thú gì? Hắc Y Nhân kia kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trầm xuống, lập tức lùi lại, trong tay bắn ra một chưởng hàn băng đánh vào người Tiểu Long, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. 3. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long bị một chưởng này đập bay, nện vào mặt đất cách đó mấy chục mét. Tiểu Long. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, cũng không biết Tiểu Long thế nào, mà bây giờ Hắc Y Nhân đã đánh tới, một đạo chưởng ấn hàn băng đánh ra, quát. Tiểu tử, chết đi. Thanh linh khải giáp. Lục Lâm Thiên cấp tốc ngưng tụ thanh linh khải giáp, vào thời điểm này, mình cũng chỉ có thể liều mạng, cho dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên, Tiểu Long không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hắc Y Nhân, cái đầu nhỏ của nó mang theo thần thái dữ tợn, thân hình màu vàng nhạt mang theo hỏa diễm màu vàng kim. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Hắc Y Nhân triệt để kinh ngạc, chính mình vừa mới ra tay. Cho dù là một vũ sư cũng khó có thể còn sống, còn yêu thú nhỏ này lại không chết, còn có biến hóa quỷ dị như thế, thật là kỳ quái. Thân ảnh Hắc Y Nhân nhanh chóng lùi lại, không thể không buông tha công kích Lục Lâm Thiên, đề phòng con rắn nhỏ quỷ dị này, thủ ấn biến hóa, hắn đánh ra một chưởng vào đầu yêu thú nhỏ này. Xuy xuy, chưởng này đánh ra ngăn cản hỏa diễm của Tiểu Long một lúc thì hóa thành hư vô, thân hình Tiểu Long cũng hơi dừng lại, lập tức lao thẳng về phía Hắc Y Nhân. Hàn băng quyền. Hắc Y Nhân kinh hãi, thủ ấn biến hóa, tay phải đánh ra một quyền mang đầy hàn băng, đánh thẳng vào Tiểu Long. Phanh. Dấu quyền đánh xuống, thân thể Tiểu Long bị đánh bay, lao về phía xa xa. Tiểu tử còn không chết đi cho ta. Thần sắc Hắc Y Nhân trầm xuống, thủ ấn trong tay biến hóa, một băng chùy hình thành nhanh chóng ả bắn tới, xuyên qua không khí, lập tức đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Băng chùy lập tức bắn tới trước người Lục Lâm Thiên, khí tức hàn băng áp vào mũi, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác chân khí toàn thân đông cứng, nhiệt độ giảm mạnh, không gian giống như bị đóng băng, bản thân mình muốn tránh cũng không được. Bọn chuột nhắt phương nào, đến Lục gia ta làm càn. Trong thời gian này, một tiếng quát nhẹ truyền tới, lập tức một đạo thân ảnh màu trắng lăng không bay tới, thân ảnh màu trắng này xuất hiện, bấm tay gảy nhẹ, một đạo hỏa diễm hiện ra trong tay của hắn. Lập tức ngưng tụ thành hỏa diễm rời khỏi tay, lập tức bao trùm băng chùy tan rã toàn bộ. Đây là... Lục Lâm Thiên đã là làm tốt chuẩn bị chịu chết, nhìn thấy người tới mặc một bộ quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trên người tỏa ra khí chất hào hùng, nhưng trong thần sắc lại mang theo áp lực. Nhìn thấy bộ dáng người này, nội tâm Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, từ trong trí nhớ của hắn, người này chính là phụ thân của hắn trên thế giới này, Lục gia lão tam Lục Trung. Vèo. Trong lúc sững sốt, Tiểu Long lập tức xuất hiện trên tay Lục Lâm Thiên, thân mật Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, ngươi không sao chớ.
Lục Lâm Thiên cẩn thận kiểm tra Tiểu Long, Tiểu Long vừa rồi bị hắc y nhân đánh bay hai lần, lúc này nhìn thấy Tiểu Long không có bị thương, thân hình còn lớn hơn mấy ngày trước một chút. Lục Trung. Hắc y nhân nhìn chằm chằm vào Lục Trung, thần sắc trầm xuống. Lén lén lút lút, các hạ cũng quá không có đảm lượng a. Lục Trung nhìn chằm chằm vào hắc y nhân nói ra. Hừ, tốt cho Lục gia. Hắc y nhân kia hừ lạnh một tiếng nói. Nếu các hạ không dám dùng mặt thật gặp người, ta sẽ tự động thủ vậy. Lục Trung nói một câu, thân ảnh thả người hóa thành một đạo bóng trắng lao tới trước, cơ hồ nhanh như thiểm điện, tiếp cận hắc y nhân kia bằng tốc độ cực nhanh. Thực lực của ngươi không biết có đủ hay không đã. Hắc y nhân nói ra, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, khí tức hàn băng trên người không ngừng chấn động. Ông, một tiếng, trường kiếm đỏ sậm trong tay Lục Trung ra khỏi vỏ, kiếm quang vạch phá hàn khí, không chút khách khí bổ thẳng tới trước mặt hắc y nhân. Nhìn thấy bóng kiếm và áp bách xuất hiện trước mặt, hai tay hắc y nhân nhanh chóng kết thủ ấn, quát. Hàn băng vũ. Hắc y nhân ngưng tụ một đám hàn băng trước mặt của mình, cả không gian run run, trên trời lập tức xuất hiện một đám mưa đá lao thẳng xuống Lục Trung. Mưa đá mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, nhiệt độ chung quanh giảm xuống, sơn cốc chung quanh nhanh chóng biến thành hàn băng. Hừ, phá cho ta. Lục Trung nhíu mày, bàn chân đạp lên mặt đất, năng lượng nổ vang, thân thể vọt lên, trên người mang theo khí tức nóng bỏng, trường kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Kiếm quang xé rách hàn băng, sau đó ở trên không hóa thành hơn mấy trăm ngàn đạo mang, kiếm quang xé rách không khí, ẩn ẩn mang theo hỏa diễm nhàn nhạt, lập tức bao phủ hắc y nhân kia. Siêu, siêu, âm thanh mưa đá và bóng kiếm va chạm vào nhau vang vọng, trên không trong ánh lửa bắn ra bốn phía, vô số mưa đá bị bóng kiếm đánh mất trong hư không. Không hổ là lão tam Lục gia, lại đến. Thủ ấn trong tay hắc y nhân biến hóa, nhìn thấy Lục Trung đã có chút kinh ngạc. Trưởng ấn trong tay giao thoa, lập tức đánh ra vô số vụn băng phô thiên cái địa bao phủ Lục Trung. Bên trong vụn băng hào quang chiếu rọi vô số màu sắc, nhưng giờ phút này lại biến thành vũ khí giết người, vụn băng này vô cùng sắc bén, dưới sự khống chế của chân khí thì càng cường hãn hơn trước. Đến tốt, chỉ là còn kém một chút. Lục Trung khẽ quát một tiếng, nhiệt độ quanh người tăng vọt, ngay tại lúc đó hỏa diễm bao phủ toàn thân, hỏa diễm lại bao phủ không gian chung quanh. Khí tức hàn băng hóa thành hư vô. Hỏa diễm nhảy lên, cuối cùng hóa thành biển lửa, đều bao phủ không gian, hỏa diễm thiêu đốt, không gian không ngừng xuất hiện tiếng suy suy, cả không gian bị băng hỏa bao phủ, cảnh tượng rất kỳ diệu. Thủ ấn Lục Trung biến hóa, hỏa diễm quanh người nóng hơn vài phần, khí tức hàn băng bị thiêu đốt thành hư vô, hóa thành từng đám mây phiêu tán các nơi. Đi! Sau khi thanh trừ vụn băng, thân ảnh Lục Trung mang theo một đám hỏa diễm phóng lên trời. Bóng kiếm bổ thẳng về phía hắc y nhân. Thân ảnh hắc y nhân lùi lại vài bước, thủ ấn biến đổi, khí tức hàn băng tỏa ra quanh người, thời điểm này trước mặt hắn xuất hiện một hàn băng thuẫn. Phá! Lục Trung huy kiếm chém thẳng xuống, bóng kiếm mang theo hỏa diễm nồng đậm. Keng! Trên hàn băng thuẫn sinh ra tiếng vang thanh thúy, mà cùng lúc đó mấy khối băng nhỏ rơi xuống, cả băng thuẫn nhanh chóng rạn nứt và nghiền nát. Sau khi vụn băng rơi xuống thì hóa thành xương trắng tiêu tán không thấy gì nữa. Phốc phốc. Cũng vào lúc này, trên người hắc y nhân có máu tươi bắn ra, khăn đen che kín mặt cũng nhuộm đầy máu, thân hình lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Lão tam Lục gia danh bất hư truyền, cáo từ. Hắc y nhân nói xong thân ảnh lập tức thả người rời đi. Lục Trung nhìn qua bóng lưng hắc y nhân, cũng không có ý truy kích, lực lượng của hắn chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Muốn đuổi giết tuyệt đối là không phải một chuyện dễ dàng, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, cũng sợ đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn. Ngươi còn tốt đó chứ? Lục Trung nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, thật lâu mới nói ra một câu. Khá tốt, chưa chết được. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, vì Lục Lâm Thiên chết đi, Lục Lâm Thiên cũng rất có ấn tượng với phụ thân của mình. Lần sau đi ra ngoài phải cẩn thận một ít, tốt nhất không nên rời khỏi Lục gia. Lục Trung than nhẹ một tiếng, dường như với phản ứng của nhi tử đã trong dự liệu của hắn. Không có việc gì chứ, ta đi đây. Lục Lâm Thiên nói xong, mang theo Tiểu Long trực tiếp rời khỏi hậu sơn, loại phụ thân này không muốn cũng được, căn bản cũng không có tận trách nhiệm làm phụ thân, mình cần gì nhận hắn. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Lâm Thiên, thần sắc Lục Trung ảm đạm, sau một lát nhìn Lục Lâm Thiên đi xa, lúc này mới thả người biến mất tại hậu sơn. Tiểu Long.
ngươi không sao chớ. Ôm Tiểu Long ở lòng bàn tay, Lục Lâm Thiên lo lắng không thôi, sợ Tiểu Long bị thương. Suy suy, lưỡi Tiểu Long thân mật co duỗi trên tay Lục Lâm Thiên, cái đầu nhỏ và ánh mắt đen nhánh nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu, dường như nghe hiểu Lục Lâm Thiên nói. Không có việc gì sao? Lục Lâm Thiên lại hoài nghi, thực lực hắc y nhân kia ít nhất cũng đạt tới vũ phách, Tiểu Long bị đánh bay hai lần mà không có việc gì, phòng ngự của nó cũng quá mạnh rồi. Lâm Thiên thiếu gia, bái kiến Lâm Thiên thiếu gia. Sau khi quay về hậu viện, trên đường đi gặp được không ít người hầu, lúc này những người hầu này vô cùng tôn kính hành lễ, một câu thiếu gia, Lục Lâm Thiên sau tế tổ đã không phải là thiếu gia củi mục trước kia, lúc này đã nhận tổ quy tông. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, hắn tất nhiên không đi tính toán với đám người hầu này, lập tức trở lại trong đình viện. Nhanh lên, dùng chút sức cho ta. Đây là thứ công tử thích nhất, cũng đừng làm hư. Giọng của Lục Tiểu Bạch vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức đi vào đình viện, chỉ thấy hơn 10 người hầu đang mang không ít đồ đạc. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống kinh ngạc hỏi. Công tử, phu nhân nói muốn tới tiền viện. Lục Tiểu Bạch nói ra. Không đi tiền viện, dừng tay cho ta, mang đồ quay trở lại. Lục Lâm Thiên nói ra, bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng. Mẫu thân, con không muốn đi tiền viện, chúng ta ở nơi này rất tốt mà. Lục Lâm Thiên tiến vào phòng thì nhìn thấy mẫu thân và Lục Vô Song đang thu thập đồ vật. Lâm Thiên, ta cũng cảm thấy ở đây rất tốt, nhưng vừa vặn đại bá của con tới tìm ta, hắn nói đúng, con phải đi tới tiền viện. La Lan Thị nói ra. Mẫu thân, chúng ta ở đây là được rồi. Lục Lâm Thiên vịn La Lan Thị ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng là chính mình không nhận tổ quy tông, Lục gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp, bắt đầu thuyết phục mẫu thân mình. Đứa nhỏ ngốc này, đại bá của con nói, con đang trong tình thế rất nguy hiểm, ở tiền viện sẽ được an toàn, con không thể ở tại hậu viện, còn nữa, con phải biết, cho con nhận tổ quy tông vẫn là tâm nguyện của mẫu thân, con nghe lời a, xem như vì mẫu thân có được không? La Lan Thị cầm tay Lục Lâm Thiên nói ra. Mẫu thân, Lục gia đối người như vậy, người còn giúp Lục gia, chúng ta không cần nhờ Lục gia, nhi tử sau này có thể nuôi người. Lục Lâm Thiên nói ra, xem ra Lục gia đã nói không ít lời bên tai mẫu thân rồi. Lâm Thiên, ta biết rõ trong lòng đệ trách cứ Lục gia, nhưng mà trong chuyện này rất phức tạp, vì an toàn của đệ, phải chuyển tới tiền viện thôi, còn nữa, trên người của đệ vẫn chảy dòng máu Lục gia. Nhận tổ quy tông là đương nhiên, xem như hoàn thành tâm nguyện của Tam Di đi. Lục Vô Song nói. Tỷ biết cái gì? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song hỏi. Cái này. Lục Vô Song trong lúc nhất thời nói không ra lời, phụ thân cũng đã nói qua chuyện của Tam Di, trong nội tâm cũng biết rất khó. Lâm Thiên, mẫu thân không sao cả, mẫu thân chỉ cần trông thấy con tốt là được rồi, lại nói mẫu thân sẽ đi với con tới tiền viện. Sau này mẫu thân đi theo con hưởng phúc. La Lan Thị khẽ cười nói, trong mắt mang theo thỏa mãn. Mẫu thân. Lục Lâm Thiên không biết Lục gia đã nói gì với mẫu thân, nhìn thần sắc mẫu thân, cũng không muốn làm cho mẫu thân thất vọng, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song, nói. Vô Song tỷ, làm phiền tỷ nói với đại bá, muốn đệ nhận tổ quy tông, vậy phải đáp ứng đệ một điều kiện. Nói đi, Lục gia có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Lục Vô Song nói ra. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song, nói. Muốn đệ nhận tổ quy tông, trước phải cho mẫu thân đệ danh phận chính thức, không thể là vợ lẽ, nếu không ai nói cũng vô dụng. Cái này. Lục Vô Song do dự một chút, lập tức nói. Chuyện này tỷ phải nói với phụ thân, Lâm Thiên, đệ trước cứ tới tiền viện đi, cũng an toàn một ít, còn nữa, tàng vũ các của Lục gia đệ bây giờ cũng có thể đi vào. Còn có một tháng chính là lúc tỉ thí các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân, vào xem nói không chừng sẽ có trợ giúp với ngươi. Trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn đang suy nghĩ, mình ở phía sau núi gặp phải ám sát, nếu không phải mạng lớn, bản thân mình đã chết rồi, ở hậu viện này đúng là không quá an toàn, vào trong nội viện có gió thổi cỏ lay gì, cường giả trong Lục gia sẽ lập tức biết rõ. Do dự liên tục, Lục Lâm Thiên cũng cân nhắc tới, chứ an nguy bản thân mình ra, còn có an nguy của mẫu thân. Trong hậu viện này, an nguy của mẫu thân mình cũng không thể cam đoan, người Triệu Tuệ muốn đối phó chính mình, nói không chừng cũng có khả năng sẽ đối phó mẫu thân. Nghĩ tới Triệu Tuệ kia, trong nội tâm Lục Lâm Thiên tràn ngập lửa giận,
nhưng lại cũng không có cách nào, thực lực Triệu Tuệ rất mạnh, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ, nếu không chính mình đã đánh chết ả trừ hậu hoạn. Tốt, đệ trước tiên có thể tới tiền viện, nhưng mà điều kiện kia tuyệt đối không có thương lượng. Lục Lâm Thiên nói ra, danh phận của mẫu thân mình thế nào cũng phải tranh thủ, đây là mẫu thân nên được. Được, tỷ sẽ nói với phụ thân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đồng ý đi tiền viện, Lục Vô Song vui vẻ. Đình viện thật lớn, thật đẹp. Trong đình viện vô cùng rộng rãi, Lục Tiểu Bạch hưng phấn nói ra, trong sân của đình viện này còn có hồ nước và giả sơn, không ít cá vàng đang bơi lội trong nước. Lục Lâm Thiên đánh giá đình viện này, ngược lại có điểm giống với biệt thự, chung quanh đều là thực vật xanh ngát, không khí tươi mát, so với hậu viện thì cách biệt một trời một vực, xem ra Lục gia cũng có của cải phong phú. Lâm Thiên, tại đây thế nào, là ta chọn giúp người đây, ta sẽ ngủ ở bên cạnh. Lục không nói ra. Ân, ở đây không tệ, đa tạ Vô Song tỷ. Lục Lâm Thiên nói ra. Đúng rồi Lâm Thiên, người lát nữa đi chọn vài người hầu đi, quét dọn đình viện một chút, còn chiếu cố ngươi và Tam Di. Lục Vô Song nói ra, dựa theo quy định trực hệ Lục gia sẽ được phân phối người hầu, có thể có một tiểu quản gia, 5 người hầu. Tiểu Bạch, chuyện này giao cho ngươi, về sau ngươi cũng ở lại đây. Lục Lâm Thiên nói ra. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, đi theo công tử đúng là quá tốt. Đúng rồi, mẫu thân, con muốn bế quan 10 ngày, con lại đi ra ngoài một chút, người ở đây đi. Lục Lâm Thiên nói ra, an bài cho mẫu thân xong, có Lục Tiểu Bạch chiếu cố, ở trong tiền viện này, Lục Lâm Thiên cũng không có lo lắng gì nữa. Muốn bế quan, vậy con cẩn thận một ít. La Lan Thị không có ngăn cản, nhị tử đã là vũ giả, bế quan tu luyện là bình thường. Sắp tới sẽ tham gia đọ sức với các đại gia tộc Trấn Thanh Vân, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thiên, để đi đâu bế quan, Lục gia có cung cấp địa phương bế quan đấy. Lục Vô Song nói. Vô Song tỷ, đệ tử có nơi bế quan của mình, nơi này làm phiền tỷ chiếu cố. Lục Lâm Thiên nói ra, bản thân mình bế quan luyện chế đan dược, lựa chọn mật thất của Nam Thúc thì tốt hơn. Vậy được rồi, người phải chú ý một chút. Lục Vô Song cũng không có nhiều lời, còn có một tháng nữa chính là tỉ thí trên Trấn Thanh Vân, đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng một chút. Màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên lúc này đi tới mật thất kho chứa củi, thời gian 10 ngày này hắn phải dốc sức liều mạng là có thể trả hết khoản nợ kia. Xác định không có người nào ở chung quanh, Lục Lâm Thiên lách mình tiến vào trong mật thất, lập tức trợn mắt há hốc mồm, Nam Thúc đoán ra chính mình sẽ tới, bây giờ đang ở mật thất. Thế mà còn chưa có chết a hát, tính ra mạng ngươi cũng lớn thật. Lão Bộc Nam Thúc nói ra. Nam Thúc, người dọa người sẽ hù chết người đấy. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, lập tức nghi ngờ nói. Làm sao Thúc biết con bị người ta đánh trộm? Ta làm sao không biết, về sau ngươi đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, lần này xem như ngươi mạng lớn. Lão Bộc Nam Thúc nói ra. Nam Thúc, Thúc biết con gặp nguy hiểm cũng không ra tay. Quá là không có tình người a hát. Lục Lâm Thiên nói. Chẳng phải phụ thân của ngươi đã ra tay sao, ta ra tay làm cái gì, lại nói ta và ngươi có thân lắm sao, ngươi tới đây làm cái gì. Lão Bộc Nam Thúc chừng Lục Lâm Thiên nói ra. Ta tìm địa phương luyện chế đan dược, cũng chỉ có nơi này của Thúc, Thúc đừng có lên cơn keo kiệt. Lục Lâm Thiên cười nói, biết rõ Nam Thúc sẽ không thực sự đuổi chính mình đi. Ngươi lần này hiển lộ vũ giả tam hệ. Chỉ sợ là có lợi cũng có tệ, chính ngươi cẩn thận một chút, về sau đi ra ngoài cũng nên chú ý nhiều. Lão Bộc Nam Thúc nói xong lập tức đi ra ngoài, dừng bước lại, nói. Lúc nào tranh thủ thời gian ngươi đi vào trong tàng thư các của Lục gia tìm một ít vũ kỹ đi, ngươi chỉ có khai sơn trưởng, đúng là quá khó coi. Lão giờ mới biết sao. Lục Lâm Thiên nói thầm một tiếng, làm một mặt quỷ, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chính mình vũ giả toàn hệ. Nhưng lại chỉ biết khai sơn trưởng đúng là chưa đủ. Sau khi Nam Thúc rời khỏi, mật thất đóng cửa, Lục Lâm Thiên móc hỏa long đỉnh ra, từ trong chữ vật giới chỉ lấy 2 bao dược liệu ra ngoài, thời gian kế tiếp hắn liều mạng luyện đan. Trước luyện chế quán đính đan. Tuy quán đính đan giá thấp hơn một ít, nhưng mà tốc độ luyện chế lại cực nhanh, sai lầm trên cơ bản cũng sẽ không có, Lục Lâm Thiên vẫn quyết định lựa chọn quán đính đan trả nợ. Khoanh chân ngồi đó, thủ ấn ngưng kết. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh, trong hỏa long đỉnh xuất hiện hỏa diễm, Lục Lâm Thiên quen thuộc ném dược tài vào trong.
Luyện chế quán đính đan, lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói đã là rất nhẹ nhàng, nhưng mà hiện tại Lục Lâm Thiên muốn luyện chế ra 100 viên, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm, tính toán luyện ra 100 viên quán đính đan, Lục Lâm Thiên cũng suy đoán linh lực sẽ bành trướng không ít. Trong một đình viện, sắc mặt Triệu Tuệ tức giận, trong mắt lăng lệ, tức giận nói. Không nghĩ tới không thể giết tạp chủng này, đáng chết, nhất định không thể để hắn đi vào Vân Dương Tông, nếu không thì càng thêm khó đối phó. Tiểu thư, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, một khi Lục gia quyết định làm cho hắn nhận tổ quy tông, xem ra lần này Lục gia đã chuẩn bị cho dù vạch mặt với chúng ta cũng cho hắn nhận tổ quy tông. Triệu Nhị bên cạnh nói ra. Đó là đương nhiên, tiểu tử kia gặp may mắn không ngờ là vũ giả tam hệ, Lục gia tuyệt đối sẽ không buông tay, chỉ tiếc lần này mất đi cơ hội. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Tiểu thư, lúc trước bọn chúng và Triệu gia có hiệp nghị, không thể cho tiểu tử kia nhận tổ quy tông a. Triệu Nhị nói. Thế nhưng mà, chúng ta ban đầu gian lận trên người tiểu tử kia cũng là bị lão gia hỏa Lục gia nhìn ra, dùng chuyện này chắn miệng ta cũng không có cách nào, đáng hận, tiểu tạp chủng kia nhất định là có kỳ ngộ gì đó nên mới gỡ được phong ấn của ta, nếu không thì hắn làm sao trở thành vũ giả. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ, tiểu tử kia đã đi tới tiền viện, chúng ta càng khó đối phó. Triệu Nhị nói ra. Đợi cơ hội, nhất định không thể để tiểu tử kia còn sống, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Thần sắc Triệu Tuệ phát lạnh nói ra. Phu nhân, đại gia cho mời tới đại sảnh. Một nha hoàn thiếp thân mặt sưng đỏ chạy tới, chính là nha hoàn Tiểu Lan bị Lục Lâm Thiên đánh một trận, lúc này sưng ứ đã tiêu giảm đi nhiều, khóe miệng vẫn còn sưng lên khá to, con mắt một đen một xanh, bộ dáng này làm cho Triệu Nhị giật mình. Biết rõ chuyện gì không? Triệu Tuệ thu thần sắc vừa rồi lại, hỏi. Đại gia suốt đêm tổ chức hội nghị trưởng lão, dường như có đại sự. Tiểu Lan nói nhỏ một tiếng, giọng nói so với trước kia đã có biến hóa, hẳn là bị Lục Lâm Thiên đánh cho một trận, dây thanh quản cũng biến hóa theo. Đại sự. Thần sắc Triệu Tuệ biến hóa, lập tức rời bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh Lục gia, lúc này có không ít người đang ngồi, xem chừng hơn 20 người. Đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam, Chu Lập Hưng ngồi ở đây, còn có không ít lão giả, thời điểm tế tổ cũng có nhìn thấy qua, đều là một ít trưởng lão Lục gia. Thời điểm Triệu Tuệ đến đại sảnh thì đầy nghi hoặc, ngồi ngay ngắn ở gần vị trí thủ tọa, nói. Đại ca, muộn như vậy tổ chức hội nghị trưởng lão trong tộc, chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì sao? Đúng vậy, nếu ngươi đã đồng ý cho Lâm Thiên nhận tổ quy tông, ta vừa mới thương lượng với các trưởng lão trong tộc. La Lan cũng nên có danh phận, về sau La Lan chính là nhị phu nhân, hai người các ngươi sau này chẳng phân biệt lớn nhỏ, có lẽ ngươi cũng không có ý kiến a. Lục Đông nhìn qua Triệu Tuệ nói ra. Cái gì, điều đó không có khả năng, tiện tì kia mà cũng đòi ngang hàng với ta sao, còn muốn trở thành phu nhân Lục gia, ta kiên quyết không đồng ý. Triệu Tuệ lập tức tức giận nói, nàng dù thế nào cũng không thể tiếp nhận điều kiện này. La Lan đã bị ủy khuất nhiều như thế. Hiện tại Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, nhận tổ quy tông, La Lan dù thế nào cũng có phần. Bên dưới một trưởng lão áo xanh Lục gia nói ra, từ khí tức nhìn lại, trưởng lão Lục gia này dường như đã tiến cấp độ vũ phách. Đây cũng là điều kiện của Lâm Thiên, vũ giả tam hệ, thiên phú như thế Lục gia không thể không quan tâm. Một trưởng lão áo dài Lục gia tán thành nói ra. Nói bậy, đừng quên lúc trước Lục gia các người đáp ứng điều kiện của ta. Chẳng lẽ khi dễ Triệu gia ta không người hay sao, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm hai trưởng lão Lục gia nói ra.